Y đạo quan đồ. Chương 196, khái niệm về chính nghĩa. Sông Trương Dương, Trần Thiệu Bân không hứng thú với bài bạc hắn chỉ quan tâm tới gái đẹp mà thôi. Trần Thiệu Bân đảo mắt nhìn xung quanh casino một lượt, đâu đâu cũng toàn mỹ nhân xinh tươi phơi phới. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở một nữ nhân viên chủ cái xinh đẹp, hắn liền vội vàng chạy tới xí chỗ ngồi đánh bạc ở bàn của nàng ta. Trần Thiệu Bân nhìn không rời mắt nữ nhân viên chủ cái xinh đẹp, mãi lúc sau hắn mới cười tủm tỉm hỏi tiền đặt cược bao nhiêu vậy cô nàng chủ cái kia thì ra vẻ nũng nịu trả lời lại một phỉnh là thấp nhất còn ngài muốn đặt bao nhiêu cũng được trần thiệu bản nhìn một loạt các con sổ trên bàn rồi nhíu nhíu mày hỏi lại cô nàng chủ cái xinh đẹp ta cũng không rõ trò này cho lắm chỉ biết chơi tiểu đại mà thôi cô nàng chủ cái tươi cười gật đầu nói lại ngài muốn chơi tiểu đại cũng được trần thiệu bản đặt một phỉnh vào cửa tiểu rồi lại tươi cười ngồi ngắm cô nàng chủ cái xinh đẹp khách đặt cửa xong nàng ta bắt đầu đưa hai cánh tay trắng nõn mình lên trên không sóc liên hồi, xúc sắc bên trong va chạm nhau kêu những tiếng lách cách cực kỳ vui tai. Trương Dương cũng bị tiếng xúc sắc kêu hấp dẫn đi lại bên đó. Gần đây hắn cũng thấy không ít cảnh casino trên mấy bộ phim hành động Hồng Kông nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến, tự mình tham gia cảm nhận cái không khí đầy kích thích này. Tuy rằng không thích mấy khoản đánh bạc này nhưng Trương Dương lại biết khá dành trò xúc sắc này bí quyết trò này chủ yếu là ở lực cánh tay cùng độ dẻo dai của cổ tác, lúc còn ở thời đại tùy triều thì trương đại quan nhân hắn là đệ nhất cái trò này ở kinh thành. Audio điện tử võ tấn bền Cô nàng chủ cái kia đang sóc xúc sắc bỗng nhiên đập mạnh bát đựng xuống bàn, khóe môi nở nụ cười quyến rũ mê người. Nàng đánh mắt đưa tình với Trần Thiệu Bân một cái rồi mới chậm rãi mở bát, ba con xúc sắc bên trong phần biệt là nhất, nhị và tam, tiểu, Ván đầu tiên Trần Thiệu bản thắng. Lần này Trần Thiệu bân đặt lớn hơn, Nam Phinh vẫn vào cửa tiểu. Cô nàng nhà cái lại tươi cười ra chiều có lòng tốt nhắc nhớ, tiểu đổ di tình, càng đánh thì càng lún sâu hơn, ngài nên cẩn thận một chút bằng không thua đến cả khố cũng không còn đâu. Trần Thiệu bân cũng không vừa hỏi ngược lại, thế vạn nhất người thua ta thì sao? Cô nàng chủ cái lại làm bộ dạng núng nịu trả lời, nếu như tôi thua ngài đến cả đồ lót cũng không còn thì tôi nguyện đi theo ngài. Trần Thiệu Bân nghe xong cả người thấy hưng phấn hẳn lên, hắn liền đem tất cả số phỉnh có trong tay đặt hết vào cửa tiểu. Tuy rằng vẻ ngoài hắn giống thư sinh gầy gò ốm yếu, nhưng tính tình hắn lại cực kỳ hảo sảng. Nếu hắn đã thích thì không tiếc. Đến giờ Trương Dương mới nhận ra gã Trần Thiệu Bân này giống hệt quách Chí Cường, đều háo sắc giống nhau cả. Nhìn thấy gái đẹp là hồn siêu phách lạc, dễ dàng bị sỏ mũi rát đi như ngé. Những người như thế luôn luôn bị người khác lột sạch từ đầu tới chân quả nhiên ván tiếp theo Trần Thiệu Hưng thua nhà cái trắng tay. Trương Dương ra chiều có lòng tốt cho hắn mượn số phỉnh trong tay nhưng Trần Thiệu Bân chẳng khác gì đứa con trai ngoan, có người cho tiền lì xì là lại tươi cười dạng dỡ chạy về đưa ngay cho mẹ. Chỉ chấp mắt một cái mà số phỉnh Trương Dương cho mượn hắn lại thua sạch, không nhiều cũng không ít chi khoảng 2 vạn tệ. Trần Thiệu bản càng thua lại càng hăng, hắn đứng dập rút ví ra xem một chút rồi đến quầy đổi tiền, một chốc sau đã thấy quay lại trong tay hắn cầm phải tới hơn 50 phỉnh. Thấy vậy Trương Dương chỉ biết lắc đầu cảm thán trong lòng, chi là một gã chủ nhiệm của bộ cấp tinh thật đó nhưng lương tháng được bao nhiêu cơ chứ. Vậy mà trong ví có tới tận 5 vạn tệ, hơn nữa lại chẳng coi vào đâu, rút ra đánh bạc như không. Nhìn Trần Thiệu Bân quay lại với một đồng phỉnh nữa, cô nàng chủ cái xinh đẹp lại càng cười duyên dáng hơn, nhưng ánh mắt nàng lại chẳng khác gì sói đói thấy dê béo dâng đến tận miệng. Trương Dương cũng định mở lời khuyên nhủ Trần Thiệu Bân nhưng nghĩ lại quan hệ giữa hai người cũng chưa thân đến mức đó nên lại thôi, chỉ đứng nhìn hắn đánh bạc tiếp. Trần Thiệu Bân cầm cả năm phỉnh lại đặt tiếp vào tiểu, dường như cửa tiểu có sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt hay sao mà từ đâu tới cuối hắn chỉ theo mỗi tiểu. Trương Dương đứng ngoài thủy chung vẫn chú ý mọi hành động của cô nàng chủ cái kia. Lúc nàng ta đặt bát xuống bàn, Trương Dương cũng đoán được là đại hay tiểu qua tiếng xuất sắc trần thiệu bản không thèm liếc nhìn năm phỉnh bị cô nàng chủ cái kia thu vào mà vẫn tiếp tục vất thêm năm phỉnh nữa vào cửa tiểu tuy rằng hắn chẳng bao giờ để ý đến chuyện tiền bạc nhưng loáng một cái đa mắt toi hai vạn rưỡi trong lòng mà không thấy sót của là nói dối cô nàng chủ cái lại nũng nịu đánh mặt đưa tình thủ thì hay là dừng ở đây thôi tôi thấy hôm nay nữ thần may mắn không mỉm cười với tiên sinh rồi chỉ là vui chơi thôi ngài cũng đừng nên cố chấp quá làm gì bị nàng ta nói như vậy khuôn mặt thư sinh trắng nõn của Trần Thiệu Bân không khỏi hơi đỏ lên. Hắn đưa tay chỉnh lại cái kính mắt sau đó đem tất cả số phỉnh còn lại đặt vào tiểu hùng hổ nói ta không tin số ta lại đen như vậy. Ván này ta vẫn đặt tiểu nhưng lần này phải để ta sóc. Cô nàng chủ cái xinh đẹp vẫn tươi cười như trước, nàng đậy bát lại rồi chuyển tới trước mặt Trần Thiệu Bân. Trần Thiệu Bân cầm bát lên dùng sức sóc lấy sóc đề. Trương Dương chăm chú lắng nghe tiếng ba con xúc sắc va chạm vào nhau trong bát, đến lúc Trần Thiệu Bản đặt bát xuống, ba con xúc sắc ngừng hẳn Trương Dương liền biết rằng ván này hắn lại thua rồi, vẫn là đại. Dù biết xúc sắc đồ như thế nào nhưng xung quanh nhiều người như vậy. Trương Dương cùng không thể nhắc nhở Trần Thiệu Bân được, đành trơ mắt nhìn hắn thua sạch số phình còn lại. Sao 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 tối nay Trần Thiệu Bân thua đến đỏ mắt, hắn vẫn không cam lòng nên lại tiếp tục rời đi đổi phỉnh chơi tiếp. Lần này trở lại hắn lại cầm về 50 phỉnh nữa, nhưng Trương Dương lại nhanh chân giành trồ ngôi của hắn trước, hay là để ta thử một chút trước, người cứ nghỉ ngơi đi tẹo nữa ta đổi lại cho. Nói xong Trương Dương lại quay sang nói với cô nàng chủ cái xinh đẹp kia, hay là chúng ta đôi phương pháp khác đi. Cô nàng chủ cái gật gật đầu đồng ý, tiên sinh cứ nói. Chúng ta vẫn chơi kiểu đại tiểu, nhưng mà là so xem hai chúng ta ai lớn hơn. Không thành vấn đề, Trương Dương làm động tác mời ý bảo nàng ta sóc trước. Nàng ta vẫn tươi cười như hoa như trước, hai tay trắng nõn dơ lên cao sóc sóc mấy cái rồi đặt bát xuống bàn. Ba con xúc sắc bên trong phân biệt là lục, lục, ngũ, đại. Nàng nhìn Trương Đua ân, khanh khách nớ nụ cười duyên, tiên sinh còn chưa đặt cược nữa đó. Trương Dương quay sang nói với Trần Thiệu Bân, người còn bao nhiêu phỉnh, đưa hết ta mượn. Trần Thiệu Bân nghe mà giật mình sửng sốt, không ngờ tiểu tử này còn máu me cờ bạc hơn cả mình. Nhưng hắn là bạn của Lương Thành Long nên Trần Thiệu Bân cũng chẳng cần nghĩ nhiều, gật đầu sảng khoái đặt cả sổ phỉnh trong tay lên bàn trương dương chẳng cần thủ thế hay làm gì khoa trương cả chỉ cầm bát lên sóc đơn giản hai ba cái rồi lại đặt xuống lúc mở ra là ba con lục đỏ trói trần thiệu bán mừng rỡ hoan hô ầm lên cô nàng chủ cái xinh đẹp kia cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào vẫn tươi cười như hoa nàng đếm đủ số phỉnh của trương dương trên bàn rồi chung cho hắn nàng lại nhẹ giọng khen ngài may mắn thật đó lần này đến lượt ngài đổ trước Trương Dương cười cười đùn hết số phi hát trên bàn của mình ra. Tầm khoảng 100 phình, hắn cười nói, lần này chúng ta đổ tiểu đi, xem điểm ai thấp hơn thì người đó thắng. Cô nàng chủ cái xinh đẹp kia cũng không có ý kiến phản đối, đếm đủ số phỉnh ra chung với Trương Dương. Lúc này cũng khá nhiều khách chơi xung quanh hiếu kỳ vây quanh bàn xem, chỉ một cuộc đổ tiểu đại mà cũng lên đến hơn 20 vạn tệ, nhiều người đoán giả đoán non chắc hẳn ván đổ này phải kinh tâm động phách lắm đấp không biết là cô nàng chủ cái xinh đẹp kia thắng, hay là tiểu tử trẻ tuổi kia thắng. Trương Dương vẫn bình thản cầm bát lên sóc đơn giản mấy cái rồi lại đặt xuống. Lúc mở ra lại là ba con nhất, cả đám người xung quanh xem đều ồ. Lên một tiếng, có không ít người quay sang to nhỏ bàn chuyện với nhau. Nhìn ba con xúc sắc đổ nhất trên đĩa, lần này cô nàng chủ cái xinh đẹp kia không còn dáng vẻ tươi cười được nữa mà trong mắt nàng ta lại có vẻ bổi rối lo lắng lúc này nàng mới dám chắc vị tiên sinh trẻ tuổi kia có bản lĩnh thực sự, đã vậy lại còn chiếm tiên cơ khiến nàng bị áp lực không nhỏ. Nhưng dù nàng không bị áp lực của Trương Dương thì nàng cũng biết khả năng của mình, muốn đổ ra ba con nhất như vị tiên sinh kia là điều quá khó khăn. Trần Thiệu Bản đứng bên ngoài xem mà không giấu nổi vẻ hưng phấn kích động, không nghĩ tới tiểu tử Trương Dương này lại là cao thủ đánh bạc thâm tàng bất lộ. Kỳ thật Trương Dương cũng chỉ biết mánh khóe chơi trò đô xúc sắc này thôi chứ mấy trò khác thì hắn cũng mù tịt lúc cô nàng chủ cái kia vừa vươn tay định cầm lấy bát sóc xúc sắc thì bỗng nhiên phía sau lại vang lên một giọng nói dịu dàng, để ta đổ thay có được không? Giọng nói vừa dứt thì phía sau bàn đã xuất hiện một mỹ phụ trung niên mặc váy dài màu đen, nàng ta đại khái khoảng 40 tuổi, khí chất tao nhã đoan trang trong đôi mắt đẹp toát lên vẻ cơ trí linh động. Bởi vì nàng ta chăm sóc sắc đẹp khá cẩn thận nên da mặt vẫn căng mịn trắng hồng không thấy chút tích nếp nhăn nào, mà giọng nói cũng nhẹ nhàng dịu dàng như tiểu cô nương 18 đôi mươi vậy. Nếu như là những gã đàn ông khác nhìn thấy người đẹp quyến rũ như vậy chắc chắn bọn họ sẽ tỏ ra cực kỳ hào hoa lịch thiệp, nói không chừng còn có kẻ cam tâm tình nguyện nhận thua luôn ấy chứ. Nhưng Trương Dương lại không phải người thường chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra không phải tự dưng vô duyên vô cớ nàng ta lại xuất hiện vào lúc này. Hắn lắc lắc đầu ra chiều không vui nói, không được, sòng bạc có quy củ của sòng bạc. Nếu cô muốn thay nàng ta thì chờ ván sau đi, lần này nàng ta phải tự tay đổ mới được. Mỹ phụ trung niên kia che miệng cười duyên, nàng gật gật đầu ra hiệu với cô nàng chủ cái kia. Được Mỹ phụ trung niên nạp ra hiệu đồng ý cô nàng chủ cái kia mới lại cầm đĩa lên sóc mấp cái rồi hạ xuống nhưng lúc nàng ta vừa hạ đĩa xuồng thì Mỹ phụ trung niên lại nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn một cái. Nếu là người khác thì chắc không nhận ra được điều gì, nhưng do Trương Dương cực kỳ mẫn cảm nên cảm nhận rõ một cỗ chấn động rất nhỏ từ tay Mỹ phụ trung niên kia lan tỏa ra kéo theo đó là ba con xúc sắc trên đĩa cũng bị chấn động theo phát ra những tiếng lách cách nhỏ. Nội tâm Trương Dương cũng phải dùng mình một cái, đương nhiên Trương Dương nhận ra Mỹ phụ trung niên đã động tay động chán vào mấy con xúc sắc. Đại khái là lúc nàng ta đặt tay xuống bàn rồi truyền nội lực vào bàn khiến cho các con xúc sắc xảy ra biến hóa theo ý mình. Lúc Mỹ phụ trung niên kia vừa nhấc tay khói bàn thì bàn tay Trương Dương đang ở mặt bàn lại gõ nhẹ ngón một cái. Nhìn thấy động tác của Trương Dương, trong mắt Mỹ phụ trung niên kia toát lên vẻ khinh ngạc không ngờ, nàng bắt đầu ý thức được thanh niên trẻ tuổi trước mặt còn lợi hại hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng ban đầu của nàng. Lúc bát được mở ra ba con xúc sắc phản biệt là nhất, nhất, lục. Vậy là thắng bại đã rõ, cô nàng chủ cái xinh đẹp kia giờ không cười được nữa mà vẻ mặt lại tỏ ra đáng thương quay sang nhìn Mỹ phụ trung niên bên cạnh. Mỹ phụ trung niên cười cười khoát tay áo ý báo nàng ta rời đi, trong lòng nàng cũng biết vấn đề nằm ở một chỉ vừa rồi của thanh niên kia nàng ngồi xuống phía đối diện trương dương thay cô nàng chủ cái cũ nhẹ giọng hỏi xin hỏi tiên sinh họ gì trương dương mỉm cười hỏi ngược lại có quan trọng gì sao mỹ phụ trung niên gật gật đầu như đã hiểu không tiếp tục hỏi thêm gì nữa nàng ta liếc mắt nhìn số phỉnh trong lòng trương dương cười nhạt nói thực ra trò tiểu đại này có người có thể gian lận được chắc ngài cũng biết đổ thần trong truyền thuyết chứ trương dương cười cười gật đầu Mỹ phụ trung niên nhẹ cầm đĩa lên rồi sóc sóc mấy cái sau đó đặt xuống ta cũng làm được. Trương Dương mím cười thấp giọng nói, nhất, đôi mắt đẹp của Mỹ phụ trung niên lại một lần nữa toát ra hào quang nhìn Trương Dương. Lúc nàng mớ bát ra thì ba con xúc sắc đều trồng lên nhau, cả ba con đều đổ nhất. Cả đám người xung quanh đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên ổ lên, rồi lại quay sang to nhỏ bàn luận với nhau. Có lẽ không ít người đã xem qua chuyện này trên phim ảnh nhưng tận mắt nhìn thấy ngoài đời thì là lần đầu tiên càng lúc bàn đổ này càng thu hút nhiều người hiếu kỳ tới xem hơn. Mỹ phụ trung niên tươi cười duyên dáng đẩy bát sang cho Trương Dương, tiên sinh có thể đoá được thì chắc hẳn cũng phải làm được. Trương Dương mìm cười nói, nếu như đã biết trước kết quả thì ván này không còn ý nghĩa gì nữa. Nói xong Trương Dương vỗ nhẹ lên nắp bát một cái. Một âm thanh lọt vào tai khiến sắc mặt Mỹ phụ trung niên trắng bệch ra, nàng nghe rõ tiếng những con xúc sắc bên trong nổ tung hết trương dương lại một lần nữa đẩy bát sang cho mỹ phụ trung niên không chơi nữa coi như hòa đi mỹ phụ trung niên mỉm cười gật gật đầu đồng ý đám khách nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh tỏ ra cực kỳ thất vọng họ cũng không ngờ hai người lại kết thúc nhàm chán như vậy mỹ phụ trung niên kia đứng dậy chủ động vươn tay chào hỏi trương dương tôi tên trương bích quân trương dương mãi tới lúc này lương thành long mới dắt tay bạch yến quay trở lại thấy mỹ phụ trung niên kia lương thành long lại tỏ ra cực kỳ thân thiết hắn chủ động chào hỏi, Trương Di, có chuyện gì mà sao người phái đích thân xuất mã vậy? Trương Bích Quân liếc nhìn thoáng qua Trương Dương rồi cười nói, cũng tại ngươi mang đến một bằng hữu lợi hại như vậy, nếu ta không ra mặt thì chỉ sợ ngay cả chiếc du thuyền này cũng phải bổi cho người ta rồi. Theo ý tứ trong câu nói của Mỹ phụ Trương Bích Quân kia Trương Dương cũng đoán rằng, chắc hẳn nàng ta là chủ chiếc du thuyền casino này. Trương Bích Quân mời Trương Dương đến văn phòng nói chu viện riêng. Còn Lương Thành Long thì vừa rồi đánh bạc ở chỗ khác nên cũng không rõ chuyện ở chỗ này. Lúc nghe Trần Thiệu Bân kể lại đầu đuôi sự việc xong hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Cô nàng chủ cái xinh đẹp vừa rồi chơi với Trần Thiệu Bân là nhân viên chuyên nghiệp của sòng bạc nổi tiếng ở Ma Cao được đặc biệt mời tới. Nhưng Lương Thành Long cũng không ngờ nàng ta lại bại trong tay Trương Dương. Lúc đi cùng đến văn phòng của Trương Di, hắn thấp giọng nói cho Trương Dương biết, Trương Bích Quân cũng không phải nhân vật tầm thường nàng ta có quan hệ cực kỳ mật thiết với các lãnh đạo cao tầng, các nhân viên ở đây đều được mời từ các casino nổi tiếng ở Macau về thay nàng ta quản lý casino này. Ta cũng chỉ gặp qua nàng ta có một lần. Trương Dương một mình đi vào văn phòng của Trương Bích Quân. Trên bàn làm việc của Trương Bích Quân là chiếc bát lúc nãy đổ với Trương Dương, nàng chậm chậm nhấc bát lên nhìn, ba viên xúc sắc bên trong đã nát thành bụi phấn. Nàng vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó, thanh niên trẻ tuổi kia chỉ vỗ nhẹ một trường lên nắp bát vậy mà bát lại không bị việc gì, ba viên xúc sắc bên trong lại vỡ vụn. Thử hỏi người thường mấy ai có được bản lĩnh như vậy. Trương Bích Quân lại đóng bát lại, nàng nhẹ nở nụ cười. Ngoài Trương Dương cùng nàng ra, ở đương trường lúc đó cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, và cũng sẽ không ai hiểu được vì sao nàng đang ở thế thượng phong lại lựa chọn hòa không tiếp tục đổ nữa. Trương Dương ngó nghiêng nhìn khắp văn phòng một chút rồi cười cười nói, giám đốc Trương kêu tôi tới đấp một mình không phải có ý muốn tôi trả lại toàn bộ số tiền thắng được đó chứ. Trương Bích Quân mỉm cười nói, trong mắt tiên sinh tôi thua đến mức phải đi cướp lại tiền sao. Trương Dương khoát tay nói, sao lại nói Trương giám đốc thua được, ngài chỉ phất tay một cái là có thể thay đổi được tình thế ngay mà. Đương nhiên Trương Bích Quân hiểu hắn đang châm biếm chuyện lúc nãy mình vỗ nhẹ xuống bàn làm xúc sắc thay đổi, Nàng nhẹ giọng cười nói, "Ngài cứ nói quá, tôi sao dám so sánh với Trương Tiên sinh được." Trương Dương không khách sáo ngồi xuống ghế sofa. Trương Bích Quân mở tủ lạnh lấy một lon Coca-Cola ném cho Trương Dương. Trương Dương mở lon uống một ngụm rồi nói, "Giám đốc Trương cũng phải tốn không ít công sức tiền bạc mới mở được du thuyền casino này ấy nhỉ?" Trương Dương cũng thấy tò mò với lai lịch của Trương Bích Quân, chính phủ đã có điều lệnh rõ ràng, cấm không được mở các hình thức kinh doanh đánh bạc vậy mà nàng ta lại mở hẳn một cái casino to đùng trên thuyền như vậy, thử hỏi bối cảnh cũng như mối quan hệ của nàng ta phải sâu rộng đến mức nào. Trương Bích Quân nhìn Trương Dương một lượt rồi thấp giọng hỏi, biết vì sao ta lại gọi ngươi một mình vào đây không? Trương Dương ngơ ngác lắc lắc đầu. Trương Bích Quân quay trở lại ngồi vào ghế ở bàn làm việc, nàng lấy trong ngăn kéo ra chiếc điều khiển rồi bật tivi lên. Chắc hẳn TV được nối trực tiếp với những chiếc camera giám sát trong casino nên gần như toàn cảnh casino đều được hiện lên trên màn hình TV. Trương Dương cũng không hiểu tại sao nàng ta lại cho mình xem mấy cảnh này. Trương Bích Quân lại nói, người xem, những người này là những kẻ trong vụ cướp du thuyền casino Golden Lotus hồi năm ngoái. Bọn chúng là người Hà Lan giả dạng khách đánh bạc trà trộn vào bên trong casino, lúc đó du thuyền Golden Lotus đang ở ngoài vùng biển quốc tế, bọn chúng dùng vũ khí đặc chế qua mặt nhân viên cùng máy kiểm tra kim loại. Lần đó bọn chúng cướp sạch tiền của casino cũng như đồ trang sức vật dụng đắt tiền của khách nhân trên tàu, sau đó bọn chúng lại cho nổ bom chìm thuyền hỏng phi tang chứng cứ. Vụ thảm sát đó thiệt mạng gờ hơn 170 người, chúng ta điều tra bọn chúng từ rất lâu rồi. Trương Dương giật mình sửng sốt, giọng cùng lắp bắp cả đi, vậy. Sao ngươi lại nói cho ta chuyện này? Rốt cuộc ngươi là ai? Trương Dương bắt đầu ý thức được chuyện này có điều gì đó không ổn. Trương Bích Quân ra vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, nàng mỉm cười nói, "Ta quên chưa tự giới thiệu, ta là cục phó tổng cục an ninh quốc gia, phụ trách quản lý các vấn đề ngoại giao với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan." Trương Bích Quân, Trương Dương nghe xong mới lờ mờ hiểu ra, vì sao nàng ta lại tỏ ra kiêu ngạo đến như vậy, dám chạy tới Bình Hải mở hẳn casino trên du thuyền, hơn nửa lại là mở quang minh chính đại nữa chứ. Cũng lâu lắm rồi Trương Dương không liên lạc lại với cục an ninh quốc gia, cứ tưởng sau vụ của an gia xong xuôi thì mỗi bên mỗi ngả, thực không ngờ lại đụng mặt ngay người của cục. Trương Dương làm vẻ mặt đau khổ thắp giọng nói, các ngươi chấp hành nhiệm vụ thì các ngươi cứ làm, đâu có liên quan gì tới ta. Hơn nữa ta cũng chỉ là đột xuất có người mời nên mới tới đây chơi, chẳng có chủ đích gì khác. Trương Bích Quán mỉm cười nói, cũng không ít lần hình chủ nhiệm đề cử ngươi với ta, đáng nhẽ kế hoạch lần này không có ngươi nói thẳng dù hình triệu huy có nói gì ta cùng không tin năng lực của ngươi cho lắm nhưng thật không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến tận đây mà ta lại phát hiện khả năng của ngươi lại vượt xa tiêu chuẩn nghe thấy vậy trương dương liền vội vàng đứng dậy ý định muốn chuồn sớm ta cũng không phải con tốt thí mà các ngươi thích thí đi đâu thì thí ta còn chuyện quan trọng có gì nói chuyện sau trương dương vừa bước tới cửa lại nghe trương bích quân nói vọng tới thù lao nhiệm vụ lần này không hề nhỏ chút nào hơn nữa nếu ngươi đồng ý tham gia ta có thể cam đoan, nếu như có ta giúp sức thì con đường làm quan của ngươi sau này sẽ lên như diều gặp gió. Trương Dương vừa nghe thấy thế liền thấy động tâm, cũng khó trách, gần đây hắn tốn công tốn sức làm bao chuyện như vậy mà vẫn dậm chân ở cái chức trưởng phòng, đến bao giờ mới lên được chính sử cơ chứ? Mà nguyên nhân chủ yếu đó là do hắn không có người nâng đỡ, dù quen biết quan hệ nhiều nhưng đó cũng chỉ là xã giao, mà trên quan trường thì dù có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tự mình vươn lên một bước hóa rồng được. Trương Bích Quân cũng không biết tính tình Trương Dương ra sao, từ nhận định ban đầu nàng vẫn tưởng rằng Trương Dương không hứng thú đến chuyện này nên mới bồi tiếc một câu, người có biết với khả năng của ngươi, người có thể thắng được rất nhiều tiền ở chỗ này hay không? Là cán bộ nhà nước nên không thể đột nhiên có một khoản tiền lớn trong tay được, nhưng ta lại có biện pháp giúp người hợp pháp hóa sổ tiền đó. Lúc này Trương Dương mới xoay người trở lại ngồi xuống ghế sofa rồi tươi cười thực lòng khen ngợi, ngài hào phóng hơn gã hình triệu huy kia nhiều. Trương Bích Quân mỉm cười đính chính lại, quên mất ta chưa nói cho người biết, ta là người ma cao. Sao 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 Trương Dương là người thực tế, chỉ cần có mục đích, có thù lao thích hợp thì sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy trong bụng vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Trương Bích Quân chỉ liếc mắt một cái lại chọn mình tham gia vào kế hoạch lớn như vậy. Nhưng ngẫm lại một lúc Trương Dương mới sực nhận ra, chẳng phải do mình tự chui đầu vào gió hay sao. Cũng tại lúc đổ bạc mình lại biểu hiện cường đại như vậy, hiển nhiên nàng ta liền nhận ra mình là cao thủ thâm tàng bất lộ, mà nàng ta cũng không phải tay vừa, có thể dùng nội lực thay đổi xúc sắc trong bát thì cũng thuộc dạng cao thủ nhất lưu. Lúc cả bọn rời du thuyền lăng đào xa, lương thành long tỏ ra cực kỳ tò mò không biết. trương dương với trương di nói chu viện gì ở trong phòng kín. trước câu hỏi của lương thành long, trương dương chỉ nhàn nhạt bịa là trương bích quản thấy hắn quá cường đại không dám đổ tiếp nữa nên mời vào văn phòng ngồi uống nước nói chu viện phiếm bằng không hắn vét sạch tiền cả cái casino này mất chỉ là bịa chuyện nhưng đám lương thành long lại tin đến sái cổ dù sao lúc nãy trên bàn đổ trương dương biểu hiện quá cường hãn hiển nhiên chẳng sòng bạc nào muốn những người như vậy ghé thăm cả còn trần thiệu bân thì giờ trở thành tín đồ cuồng nhiệt của trương dương hắn còn đưa ra kế hoạch chi tiết muốn mời trương dương sang ma cao chơi tiền đi lại vé máy bay hắn bao toàn bộ Trương Dương cũng nhân cơ hội này nói ra ý muốn hắn giúp đỡ làm sao cho gã phóng viên tờ nhật báo Bình Hải, Lương Đông Bình không đăng tin chỉ trích những sai phạm của phòng giáo dục và đào tạo Giang Thành nữa. Trần Thiệu Bân trực tiếp nhận lời mà không chút do dự, dù sao chuyện này cũng đơn giản, căn bản là không cần phiền đến cha hắn, hắn chỉ cần đánh điện trực tiếp cho trưởng ban tòa soạn, bảo đảm Lương Đông Bình không đăng tin được nữa, nếu như hắn vẫn dám ngang nhiên cố chấp không chấp hành lệnh cấp trên thì chỉ việc cắt quyền biên tập viên của hắn nữa là xong trần thiệu bân đã nói là sẽ làm được chỉ là một gã phóng viên thời sự còn con đương nhiên hắn không thèm để vào mắt rồi hắn trực tiếp đánh điện thẳng cho tổng biên tập tờ nhật báo bình hải mà cũng đúng lúc gã tổng biên tập đang xem bài viết của lương đông bình mới đưa lên chủ đề bài viết vẫn nói về việc phòng giáo dục và đào tạo giang thành thành lập quỹ sai quy định đã vậy lại có những dấu hiệu tham ô của công của các cán bộ liên quan gã tổng biên tập nhận được điện thoại của trần thiệu bân xong liền loại bài viết ngay không cần đọc tiếp nữa sao 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 hôm sau lương đông bình mới biết bài viết của mình bị loại không được đăng báo nên vội vàng chạy tới tìm tổng biên tập nói lý vậy mà lại bị tổng biên tập dạy dỗ cho một chặp chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại tỏ ra khiêm tốn thành khẩn nhận phê bình cuối cùng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như vậy là trương dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lý trường vũ giao cho nhưng sự việc thường không giống như dự đoán ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng lương đông bình đã nhận ra việc làm không đúng lúc đúng chỗ của mình, cứ nghĩ hắn sẽ không dám tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, ngoan ngoãn thành khẩn dừng tay. Hóa ra hắn chỉ giả bộ thuận theo nhưng lại ngấm ngầm gây ra sóng to gió lớn, lớn đến mức đám lãnh đạo cao tầng tỉnh Bình Hải nghe tin cùng phải giật mình nhảy dựng lên, khiến đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành phải run sợ. Đây là lần đầu tiên Tống Hoài Minh mở một cuộc họp báo công khai với báo chí truyền hình tỉnh từ khi hắn nhậm chức. Thứ nhất điều này sẽ kéo gần mối quan hệ giữa hắn với người dân của tỉnh Lệ hơn. Thứ hai là hắn muốn công bố một số chính sách hắn sẽ thực thi trong nhiệm kỳ này. Tóm lại buổi họp báo này chẳng khác gì một bài phát biểu nhậm chức công khai của hắn cả. Tống Hoài Minh cũng không chỉ một lần sử dụng chiêu bài hội báo ký giả phóng viên kiểu như vậy, nói chung mấy cái việc công khai kiểu này thường sẽ không có gì sắc nét lắm. Dù sao các phóng viên, ký giả báo chí hay bên truyền hình Trung Quốc thường không đặt những câu hỏi chuyên sâu về những vấn đề cấp thiết gần đây. Bọn họ thường suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận mỗi câu hỏi vì họ thường lo đến những hậu quả không ai muốn thấy phía sau những câu hỏi đó. Lúc bắt đầu tiến hành hội nghị cũng không có gì đáng nói, Tống Hoài Minh trả lời hầu hết các câu hỏi của đám phóng viên, ký giả báo chí, truyền hình, nhiều lúc hắn lại còn pha trò khiến cả hội trường lại cười rộ lên. Chẳng hạn như có một nữ phóng viên đứng dậy hỏi hắn về diễn biến chuyên án buôn lậu xe lớn dạo gần đây triển khai ra sao. Tống Hoài Minh lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời lại. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh Phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ ngành cùng tổ chuyên án đã mang lại kết quả khả quan trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm buôn lậu. Rồi tỉnh ủy cũng chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn vấn đề xuất nhập cảnh, cũng như vấn đề an toàn giao thông sẽ có những thay đổi rõ rệt. Vị tân chủ tịch tỉnh này cũng khá giỏi việc dẫn dắt vấn đề trọng yếu sang những vấn đề có tính ôn hòa hơn. Có người lại hỏi tỉnh ủy có biện pháp gì phòng chống tệ nạn tham nhũng đang nổi cộm như hiện nay? Tống Hoài Minh Liên trả lời tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên tỉnh Bình Hải vô cùng thanh bạch liêm khiết, tinh thần đoàn đội rất cao, biết nghiêm khắc với bản thân, làm gương sáng để cán bộ các cấp các ngành dưới học tập và noi theo. Quyết tâm đưa nền kinh tế nước nhà nói chung và tỉnh Bình Hải nói riêng lên một tầm cao mới, để người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Rốt cuộc cũng đến lượt phóng viên tờ nhật báo Bình Hải Lương Đông Bình đứng dậy đặt câu hỏi. Hắn đã phải nhẫn nhịn rất lâu mới chờ được cơ hội này. Lúc trước cấp trên đã không phê duyệt bài viết của hắn, hắn liền im lặng, lặng lẽ chuẩn bị để chờ đến buổi họp báo chính thức của tân chủ tịch tỉnh hôm nay, trước mặt toàn thể ký giả, phóng viên đài báo tỉnh, hắn phải nói ra tình hình thực tế chuyện này. Lương Đông Bình nhận micro, hắn phải cố gắng lắm mới đè nén được cơn xúc động trong lòng, hắn chậm rãi hỏi, "Tống chủ tịch, chào ngài. Tôi là ký giả tờ nhật báo Bình Hải, theo tôi được biết thì gần đây Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành có thành lập một quỹ nhưng lại có nhiều điều bất cập." Rồi thì có tin có sự tham nhũng tham ô của công ở đây. Tiếp đến là sở giáo dục cũng nợ tiền lương của không ít công nhân, giáo viên trong một khoảng thời gian dài, một loạt sự kiện liên tiếp xảy ra khiến không ít công nhân giáo viên phải đình công khiếu nại sở giáo dục vào đào tạo Giang Thành. Xin hỏi Tống chủ tịch nghĩ sao về chuyện này? Nội tâm Tống Hoài Minh bắt đầu thấy nao nao, vấn đề này hết sức gay gắt, đương nhiên hắn biết gần đây sở giáo dục và đào tạo Giang Thành xảy ra không ít chuyện tai tiếng chẳng phải bên thị ủy đã báo lên là đã giải quyết gọn gẽ chuyện này rồi hay sao? Đây là một cuộc họp báo công khai đương nhiên dù Tống Hoài Minh không muốn nhưng cũng phải trả lời câu hỏi của gã ký giả kia, bởi vì sao? Bởi vì ở đây tập trung toàn bộ đám phóng viên, ký giả đài báo cả tỉnh Bình Hải, rồi còn hơn 8 vạn con mắt đang nhìn chăm chăm vào hắn trên tivi hắn không có khả năng lảng tránh như những vấn đề trước. Tống Hoài Minh hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, một câu hỏi rất khá. Trước tiên tôi xin nói cái nhìn của tôi về vấn đề góp vốn thành lập quỹ nội bộ trong doanh nghiệp cũng như trong các đoàn thể công nhân viên nhà nước. Quốc gia chúng ta đang trong thời kỳ hiện đại hóa công nghiệp hóa, tiến hành chuyển biến về chất vấn đề kinh tế thông qua các cơ quan tài chính, ngân hàng, thông qua việc phát hành công trái, trái phiếu chính phủ, bảo hiểm, đến các quỹ quyên góp từ thiện việc phòng chống bão lụt thiên tai. Cố gắng hạn chế, cũng như hấp dẫn các khoản tài chính thẳng dư của xã hội hoặc tổ xế ức, cá nhân, nhằm đảm bảo hệ thống tài chính toàn xã hội được ổn định, vận hành suôn sẻ, như vậy nền kinh tế quốc gia mới phát triển lớn mạnh được. Và điều tiên quyết là mọi việc phải được quản lý, được pháp luật nhà nước giám sát để tránh những việc thất thoát không đáng có, giảm thiểu tính phiêu lưu mạo hiểm, kiểm soát độ rủi ro. Đó cũng là khái niệm đơn giản nhất của góp vốn hay thành lập quỹ. Nếu như đơn vị hay cá nhân nào tự ý thành lập quỹ mà chưa được nhà nước, các cấp chính quyền sở tại phê chuẩn đồng ý, cũng không theo trình tự pháp luật hiện hành thì đó là hành động phi pháp, trái pháp luật. Lương Đông Bình lại càng ép sát hơn, vậy phải chăng, nếu chiếu theo những lời vừa rồi của Tống Chủ tịch thì việc sở giáo dục và đào tạo Giang Thành tự ý thành lập quỹ là trái pháp luật. Tống Hoài Minh mỉm cười nhẹ giọng trả lời lại, đồng chí ký giả này xin kiên nhẫn một chút, ta vẫn chưa nói xong. Không ít người trong hội trường cười nhẹ, ý tứ chê trách gã ký giả kia có phần hơi lỗ máng. Tống Hoài Minh lại tiếp tục diễn thuyết tiếp, quốc gia đã có những quy định rõ ràng về vấn đề này, hơn nữa tỉnh ủy cùng rất chú trọng đến sự việc của sở giáo dục và đào tạo giang thành quả thực bên trong nội bộ sở giáo dục và đào tạo giang thành có phát sinh hành vi góp vốn gây quỹ việc khất nợ tiền lương công nhân giáo viên cũng là sự thật tỉnh ủy đã có văn bản chính thức bên phía thị ủy giang thành cũng hợp tác chặt chẽ bước đầu đã có bản giải quyết chuyện này thị ủy đã trực tiếp kiểm tra giám sát việc giải ngân quỹ tiền đã trả lại toàn bộ cho các công nhân giáo viên của sở hơn nữa sở đã hoàn trả thanh toán đầy đủ tiền lương còn thiếu cho các giáo viên, giảng viên. Chuyện này tới tỉnh ủy đã xác nhận cho nên mọi người không cần hoài nghi năng lực làm việc của chính phủ, và càng không nên nghi ngờ tinh thần kiểm điểm và tự kiểm điểm sửa sai của cán bộ quốc gia. Tuy Tống Hoài Minh đã trả lời rất rõ ràng nhưng Lương Đông Bình lại một lần nửa giơ tay lẻn. Tống Hoài Minh mỉm cười thân thiện nhìn Lương Đông Bình nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy khó chịu. Đây là buổi họp báo công khai đầu tiên của hắn từ lúc nhậm chức, Hắn phải lưu lại cho dân chúng toàn tỉnh biết hắn là một vị tân chủ tịch bình dị gần gũi, quang minh chính trực, lại có tinh thần trách nhiệm cao. Lương Đông Bình lại đặt câu hỏi tiếp, tôi cũng tin những điều Tống chủ tịch tỉnh nói đều là sự thật, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc nhỏ. Xin hỏi Tống chủ tịch, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành thành lập quỹ trái phép phải chăng chỉ là vấn đề cá nhân của Sở Giáo dục và Đào tạo nói chung, và là trách nhiệm của một mình sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành nói riêng? Tương quan lãnh đạo Giang Thành có nên trăng cho người dân toàn thành phố. Giang Thành một câu trả lời, một hành động tê ít thực. Hay các ngài Tống Hoài Minh cười nói, đồng chí ký giả, mục đích cuộc họp báo của chúng ta hôm nay không phải là lên án cách làm việc của Đại hội đông nhân dân. Hiện giờ tinh ủy với thành ủy vẫn đang họp bàn tìm phong án giải quyết chuyện này. Nếu cậu có hứng thú đề xuất những suy nghĩ của mình thì lúc nào có cuộc họp của các thành viên ủy ban thường vụ tỉnh, ta sẽ mời cậu tới tham dự. Tống Hoài Minh vừa dứt lời xong, gần như toàn hội trường lại cười nhẹ, gần như tất cả các phóng viên ký giả đài báo tỉnh được mời tới đều bắt đầu có thiện cảm với vị tân chủ tịch huyện hài hước dí dỏm này. Lương Đông Bình ra vẻ khiêm tốn thấp giọng nói, "Cảm ơn Tống chủ tịch." Tống Hoài Minh mỉm cười thân thiết nói, "Không có gì, mà trái lại ta phải cảm ơn đồng chí ký giả mới đúng, cậu dám nói ra những suy nghĩ, kiến giải của mình về vấn đề xã hội. Những nhiều lúc bức xúc của mọi người cũng chính là tiếng lòng của dân chúng." Thân là lãnh đạo chúng tôi phải có trách nhiệm lắng nghe, giải trình để mọi người dân được hiểu rõ. Tống Hoài Minh đã nói thế rồi mà Lương Đông Bình vẫn không có ý muốn ngồi xuống, hắn lại tiếp tục lớn tiếng hỏi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều không dám nói, không dám trình bày. Ngay cả đám phóng viên ký giả như chúng tôi lúc muốn viết một số sự thật để toàn thể dân chúng được biết thì lại bị các mặt uy hiếp, không được viết tiếp hay không cho đăng bài. Lúc này nội tâm Tống Hoài Minh đã trầm hẳn xuống, Hắn bắt đầu cảm nhận thấy hắn sắp không khống chế được cục diện nữa. Hắn buộc phải ngăn cản không cho gã ký giả kia tiếp tục khuấy động hội trường nữa. Tống Hoài Minh cười nhạt nói, "Đồng chí ký giả này, nếu cậu còn nhiều câu hỏi nữa thì để sau khi kết thúc buổi họp báo hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện thân mật sau, ở đây còn nhiều phóng viên ký giả đài báo khác, chắc cậu cũng không nỡ để bọn họ ngồi mãi như vậy chứ?" "Kia, cậu coi, cô phóng viên xinh đẹp kia đứng ngồi không yên từ nãy tới giờ rồi kìa." Ai cũng hiểu ý tứ Tống Hoài Minh vậy mà Lương Đông Bình lại làm như không thèm để ý đến, hắn lại tiếp tục lớn tiếng tố giác một sự kiện chấn động, lãnh đạo Giang Thành cho người đến uy hiếp ta, buộc ta không được đăng bài tiếp về vấn đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành. Xin hỏi Tống Chủ tịch mặc kệ làm ngơ trước hành động như côn đổ này sao? Câu nói cuối cùng của Lương Đông Bình chẳng khác gì quả bom hạng nặng phát nổ, toàn bộ hội trường đều sôi trào hẳn lên. Các phỏng viên, các máy quay camera của đài truyền hình đồng loạt hướng liên tiếp về vị tân chủ tịch Tống Hoài Minh trên cao và vị ký giả vô danh đang đứng ngạo nghễ bên dưới. Không ít phóng viên ký giả đài báo tại hội trường đều nghĩ trong lòng gã ký giả vô danh kia chẳng khác gì anh hùng chính ân nghĩa, không sợ cường quyền dũng cảm đứng dậy vạch trần sự thật. Tuy rằng đó gần như là hành vi cực kỳ ngu xuẩn nhưng có mấy người trong hội trường này có gan làm Tuy rằng toàn hội trường như sắp bùng nổ tới nơi trước quả bom vừa rồi của Lương Đông Bình nhưng Tống Hoài Minh vẫn giữ nụ cười khiêm tốn mà bình dị như cũ. Hắn hơi giơ tay lên ý bảo mọi người trong hội trường yên lặng, rồi lại quay sang nhìn Lương Đông Bình đang đứng ngạo nghề ở đó. Hắn mỉm cười nhẹ giọng nói, trước tiên cậu cứ ngồi xuống đã, ta cũng đâu có uy hiếp bắt cậu đứng như vậy mãi đâu nhỉ. Hội trường lại vang lên vài tiếng cười thiện ý. Tống Hoài Minh lại nhẹ giọng nói, ta, Tống Hoài Minh, Ủy Phó Ban Thường vụ tỉnh Bình Hải, Nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Hải Lúc này trước trước tất cả các bạn bè trong giới truyền thông trước 89 triệu người dân của tỉnh Bình Hải Ta xin hứa một điều Nếu ta còn giữ cương vị một ngày ta sẽ tận tụy với công việc Đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng Cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết ra sức phục vụ vì hạnh phúc ấm no của người dân Vì sự phôn vinh của tỉnh Bình Hải Và trong buổi họp báo hôm NAV Ký giả lương cũng như trước toàn thể bạn bè trong giới truyền thông truyền hình cứ việc nêu ra những suy nghĩ, những nhận định của bản thân về các vấn đề xã hội, ta xin hứa sẽ trả lời giải trình một cách chính xác, công bằng và sẽ sớm họp bàn với các cấp lãnh đạo để nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn nổi cộm. Các vị cứ yên tâm nói ra sự thật, ta dám đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai dám chèn ép đe dọa các bạn, bởi vì chúng ta đang sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa tân tiến, một Trung Quốc hòa hợp và ổn định mỗi một công dân trong xã hội đều có quyền tự do ngôn luận, không ai có quyền xâm phạm đặc quyền này của các bạn. Tôi thừa nhận trên phương diện công tác chúng tôi còn nhiều điều bất cập, nhưng tôi xin mọi người tin tưởng vào đảng, vào nhà nước, vào các cán bộ đã hể lòng vì sự nghiệp phát triển của đất nước. Được mọi người, được tất cả người dân tin yêu cùng giám sát, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng thương yêu của toàn thể nhân dân, không phụ sự tin tưởng của đảng, nhà nước. Tống Hoài Minh vừa dứt lời, toàn hội trường bùng nổ những tiếng vỗ tay như sấm nổi. Lương Đông Bình vốn định nói tiếp nhưng micro lại bị một nhân viên công tác giặt lấy mất, rồi hai gã ký giả khác cũng của tờ Nhật Báo Bình Hải đi cùng lúc này mới lặng lẽ kéo tay hắn thấp giọng khuyên ngủ chuyện này nên dừng ở đây thôi, nếu còn tiếp tục sẽ dẫn tới những hệ quả không tốt cho xã hội. Đối diện với hàng loạt máy quay chĩa vào mình, Tống Hoài Minh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ của mình tuy rằng trong lòng hắn lại khẩn trương lo lắng bồn chồn hơn lúc nào hết. Dù sao đây, là buổi truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, hắn phải cố gắng giữ được hình tượng một gã ký giả anh dũng bắt khuất không sợ cường quyền, dám đứng dậy đấu tranh. Ngoài Tống Hoài Minh, Lý Trường Vũ cũng theo dõi từ đầu đến cuối buổi hội báo trực tiếp này, từ lúc Lương Đông Bình đứng dậy phát biểu, hắn vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV, đến cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng quên không châm lửa. Lúc gã thư ký tề cảnh phong cầm bật lửa định đánh lửa châm thuốc dùm hắn thì hắn lại khoát tay ý bảo không cần, rồi đem cả điếu thuốc còn nguyên vứt vào gạt tàn. Theo lý phó thị trường đã lâu nên tề cảnh phong cũng bỉa tính tình cấp trên, ít khi thấy vị lý phó trị trường thường vụ này tức giận chuyện gì. Nhưng gần đây chuyện phát sinh ở sở giáo dục và đầu tư khiến người phải hao tốn không ít tâm trí. Hiện giờ sự việc lại càng rắc rối, càng khó giải quyết hơn thì tốt hơn hết vẫn là để người được yên tĩnh suy nghĩ đối sách. Nghĩ đến đây tề cảnh phong liền lặng lẽ lui ra ngoài. Cửa phóng vừa đóng lại lý trường vũ lại lần mò hộp thuốc lá trong hộp bàn nhưng giờ hắn mới phát hiện ra thuốc trong hộp đã trống trơn hắn lại phải lấy điếu thuốc lúc nãy vứt trong gạt tàn tự châm lửa giết lấy hai hơi hắn giao nhiệm vụ cho trương dương tới đông giang tìm lương đông bình mục đích chỉ là muốn hắn không tiếp tục viết bài tiếp về sự việc của sở giáo dục và đào tạo dù sao quý đã được giải ngân tiền đã trả lại cho các giáo viên giảng viên trong sở việc khất nợ lương của giáo viên công nhân viên cũng được giải quyết triệt đề như vậy có thể nói câu chuyện đã có một chấm tròn viên mãn chỉ cần lương đông bình không tiếp tục làm loạn lên nữa thì mọi việc sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng nhưng lúc không ai ngờ tới lúc mọi người tưởng mọi việc đã bình ổn thì đột nhiên lại xảy ra biến hóa bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay thậm chí lý trường vũ còn nghĩ đến một câu thành sự thì không thấy đâu bại sự thì lại có thừa không biết đến tột cùng thằng nhãi trương dương đã làm gì gã lương đông bình để giờ chọc giận khiến hắn chẳng khác gì chó điên cắn loạn ở buổi họp báo của tổng chủ tịch tỉnh. Lý Trường Vũ nhắc điện thoại lên dừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không bấm số gọi đi. Dù cho Trương Dương đã làm gì đi chăng nữa thì cục diện đã biến thành cái dạng này rồi, dù có mắng nhiếc trách móc hắn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có Trương Dương thì cũng chẳng thể nào nhanh chóng giải ngân được toàn bộ số tiền trong quỹ kia đi bằng không nếu sự việc vẫn chưa được giải quyết thì hậu quả còn nặng nề hơn bây giờ gấp vạn lần. Lý Trường Vũ cũng biết, nếu chuyện đã trở nên rắc rối đến nhường này thì nó sẽ ảnh hưởng không ít đến việc hắn cạnh tranh vào ghế thị trường Giang Thành. Đúng vào thời khắc mấu chốt này đột nhiên lại có biến, đương nhiên hắn không cho rằng đó chỉ là sự cố xảy ra ngẫu nhiên, mà chắc chắn là cố ý xảy ra sự tình mới đúng. Sao 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 là một cán bộ cấp cao nên gần như Tống Hoài Minh không bao giờ nuốt lời, trước mỗi câu nói hắn phải cẩn thận cân nhắc suy nghĩ hậu quả sau khi nói xong phải tiến hành thực hiện như những gì đã nói như vậy mới tạo được sự tin tưởng của cả cấp trên lẫn cấp dưới sau khi kết thúc buổi họp báo tống hoài minh dặn thư ký riêng của mình là trung bồi nguyên tìm gặp riêng lương đông bình nói chuyện lương đông bình kể lại đầu đuôi sự việc hắn bị cấp trên chèn ép không đăng bài như thế nào rồi lại đem số tài liệu gần đây hắn điều tra được về những việc sai phạm của Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành đưa cho Trung Bồi Nguyên, dặn hắn phải đưa tận tay Tống Chủ tịch xem. Tống Hoài Minh đọc qua một lượt số tài liệu này rồi tiện tay ném sang một bên. Đống tài liệu này của Lương Đông Bình đều viết trên phương diện góc nhìn của một ga ký giả phóng viên, bên trong toàn lời lẽ cực đoan không thích hợp vấn đề chính trị. Thấy động thái không vui của Tống Chủ tịch, Trung Bồi Nguyên cũng hiểu người không tỏ ra hài lòng chuyện của Lương Đông Bình hắn do dự một lúc không biết có nên nói lại cho tống chủ tịch biết cuộc nói chuyện của mình với lương đông bình hay không trung bồi nguyên còn đang do dự phân vân thì tống hoài minh lại chủ động đặt câu hỏi trước hắn ta có nói rõ nguyên nhân vì sao hắn lại làm vậy ngay trong buổi họp báo không trung bồi nguyên gượng cười chậm rãi trả lời thực ra nguyên nhân sâu xa là thế này đầu tiên hắn có viết một bài về vấn đề sở giáo dục và đào tạo giang thành tự ý thành lập quỹ góp vốn đầu tư đã biên soạn cẩn thận và chuẩn bị đăng trên nhật báo Bình Hải vào hôm qua, nhưng đột nhiên tổng biên tập tòa soạn lại tìm hắn nói chuyện, tiếp đó là cắt bài của hắn không cho đăng tin nữa. Hơn nữa lại còn cảnh cáo không được viết bài về chuyên đề này nữa. Lương Đông Bình cho rằng có người phía sau ngắm ngầm phá rối tạo áp lực với tòa soạn khiến bọn họ không dám đưa tin tiếp, cũng không dám nói lên sự thật tống hoài minh nhếch mép cười nhạt một tiếng tưởng rằng chỉ cần có mác ký giả phóng viên là có quyền thích nói gì thì nói thích đăng gì thì đăng hay sao không có chứng cứ xác thực thì tất cả chỉ là suy đoán ăn nói hàm hồ uy hiếp ha 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 chỉ là một gã ký giả còn con mà cũng vọng tưởng mình bị chính trị hãm hại sao hắn còn chưa xứng không cần biết lương đông bình nói thật hay không cũng chẳng cần để ý hắn có lòng tốt hay âm mưu từ trước nhưng trước mặt cả đống ký giả phóng viên đài báo như vậy trước 89 triệu dân chúng tỉnh Bình Hải mà hắn dám đứng lên tố giác một cơ quan chức năng nhà nước, thử hỏi điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng sẽ lớn đến nhường nào. Trung bồi nguyên lại thấp giọng kể tiếp, theo như lời Lương Đông Bình nói, hai hôm trước lãnh đạo Giang Thành có điều một cản bộ trẻ tuổi tên Trương Dương tới tìm hắn, người này có ý đổ dụ dỗ rồi hăm dọa không cho hắn đăng tin tiếp. Rồi sau khi bị Lương Đông Bình thẳng thừng từ chối đuổi đi, chắc tiểu tử Trương Dương thẹn quá hóa giận tìm cách gây áp lực với tòa soạn hồng uy hiếp, cùng lúc đó Lương Đông Bình bị tổng biên tập gọi lên mắng vốn một chặp rồi hủy bài viết của hắn, không cho đăng tiếp. Lúc Tống Hoài Minh nghe tên Trương Dương, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại là Trương Dương ở cục du lịch Giang Thành sao? Trung Bồi Nguyên cũng thoáng giật mình, Tống Chủ tịch mà cũng bỉa đến một gã cán bộ còn con cấp khoa của thành phố sao? Hắn gật gật đầu đáp lại, không sai, tôi cũng từng gặp qua tiểu tử này, năng lực rất khá, hơn nữa quan hệ cũng khá rộng với các cán bộ cao tầng tỉnh ủy hắn dừng lại một chút rồi thấp giọng nói tiếp, tôi nghe nói hắn còn là con nuôi của Lý Phu Nhân cùng văn phó tổng thống nữa. Tống Hoài Minh nhẹ nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa, bồi ngu vên, người sắp xếp để hắn tới gặp ta một chút. Nghe vậy chung bồi ngu vên lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn, nhưng nếu Tống Chủ tịch đã nói như vậy hẳn người có thâm ý riêng, dù tò mò nhưng hắn cũng không dám hỏi thẳng ra. Làm một gã thư ký văn thư thì tốt hơn hết là nên nói ít mà làm nhiều, chấp hành nghiêm nhiệm vụ của lãnh đạo là tối quan trọng, không phản ánh, không đề xuất, lại càng không được hỏi lại. Cũng giống như 89 triệu người khác, Trương Dương cũng xem truyền hình trực tiếp buổi họp báo đó, lúc ấy hắn đang thành thơi nằm trên giường đệm của khách sạn xem tivi. Nhưng đến lúc máy quay chỉnh về phía Lương Đông Bình đứng dậy phát biểu, Trương Dương liên giật thoát một cái rồi vội vàng ngồi dậy ngồi sát vào màn hình hơn để nhìn cho rõ. Trương Dương vẫn tưởng chuyện này thế là giải quyết xong xuôi nhưng lại không ngờ tiểu tử Lương Đông Bình lại kiên cường đến trình độ này, tuy trong lòng tức giận thật đó nhưng Trương Dương cũng không thể không bội phục lòng cam đảm của hắn ta. Việc Lương Đông Bình gây loạn ở buổi hội nghị họp báo các ký giả phóng viên đài báo của Tống Chủ tịch tỉnh khiến Trần Bình Triều gặp không ít phiền toái. Trong kỳ họp thường nhật của Ủy ban Thường vụ vấn đề này cũng được đưa ra để thảo luận và không ít người tỏ ra không vui về chuyện này. Là Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền tỉnh, đương nhiên Trần Bình Triều phải tỏ ra quyết liệt, sẽ nghiêm khắc kiểm điểm những cán bộ sai phạm, rồi hứa này nọ sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này để tránh gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Sau khi họp xong, Trần Bình chiều trực tiếp gọi thẳng đến tờ nhật báo Bình Hải hỏi cho rõ ràng sự việc Lương Đông Bình bị chèn ép đe dọa là sao. Nhưng rất nhanh sau hắn liền biết một chuyện, việc bài viết của Lương Đông Bình bị cắt bỏ có liên quan tới đứa con trai của mình. Càng nghe gã tổng biên tập kể rõ sự tình lửa giận trong lòng hắn lại càng bốc cao ngùn ngụt. Hắn giận vì thằng con trai bảo bối của hắn lại dám ngang nhiên qua mặt hắn hành sự trực tiếp ra lệnh cho tổng biên tập của tờ nhật báo Bình Hải, hơn nữa làm xong rồi cũng chẳng thèm đánh tiếng báo hắn một tiếng. Hắn giận cũng vì tên phóng viên cấp 3 nhãi nhép kia đáng lý ra không nên xuất hiện ở buổi hội báo đó mới phải. Và đương nhiên gã tổng biên tập tờ nhật báo Bình Hải là người trực tiếp hứng chịu lửa giận của Trần Bình Triều. Tuy giận nhưng Trần Bình Triều cũng chỉ hung hăng mắng gã tổng biên tập một chút mà thôi nếu làm quá lại có vài tên như gã điên lương đông bình kia quật khởi đứng dậy đấu tranh thì chẳng phải bộ thông tin tuyên truyền của hắn bị cả thiên hạ cười chê hay sao? Thực ra cũng chẳng có gã ký giả phóng viên nào dám làm như lương đông bình cả, vì đơn giản một điều chẳng ai muốn làm anh hùng nhất thời rồi bị đuổi việc phải ra đường ăn xin, một bên là im lặng để có công ăn việc làm, có tiền nuôi gia đình, một bên là làm anh hùng dơm rồi chết đói cả đời, người thông minh một chút sẽ biết nên chọn bên nào là hơn mà gã tổng biên tập tòa soạn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn sẽ không có những hành động dại dột như vậy. Bị cấp trên mắng nhiếc mà hắn vẫn chỉ khom lưng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, sau khi ngắt điện thoại xong việc đầu tiên là hắn gọi Lương Đông Bình vào phòng làm việc. Hắn nói, dạo gần đây người công tác cũng khá xuất sắc vì vậy tòa soạn quyết định điều ngoi đến nông trường Hồ Tây phỏng vấn viết bài về tình hình thực tế nơi đó, bây giờ người có thể xuất phát ngay. Nông trường Hồ Tây là nơi nào chứ? Đó là nông trường dành cho phạm nhân cải tạo. Lương Đông Bình ngươi không phải có bản lĩnh, có năng lực lắm hay sao? Vượt mặt cả toàn soạn, trực tiếp làm loạn ở hội báo công khai của Tống chủ tịch tỉnh, chẳng phải ngươi muốn thể hiện bản thân lắm hay sao? Tốt thôi, lão tử điều ngươi đến nông trường cải tạo để cải tạo lại cái đầu không biết suy nghĩ của ngươi. Cũng may giờ đang làm thời binh, nếu như trở lại mấy chục năm trước thì nhất định lão tử thành toàn cho ngươi, điều ngươi làm phóng viên chiến trường để ngươi có thể thỏa chí anh hùng của mình dưới làn mưa bom bão đạn. Nếu đã có gan làm loạn thì hiển nhiên giờ Lương Đông Bình cũng chẳng ngại làm loạn thêm một lần nữa. Lúc này hắn liền tố cáo tổng biên tập và soạn nhật báo Bình Hải dùng việc công trả thù riêng, lợi dụng chức quyền chèn ép hãm hại hắn. Lúc nãy bị cấp trên mắng một trận, gã tổng biên tập đã nóng mặt lắm rồi giờ lại bị một gã biên tập viên còn con tố cáo, hắn nhịn không được nữa vỗ bàn cái dầm đứng phát dậy. Tay chỉ thẳng mặt Lương Đông Bình quát ầm lên, "Là ta chèn ép ngươi, hãm hại ngươi đó, ngươi làm gì được ta nào?" Nếu ngươi không thích làm thì cứ việc cút khỏi đấp, không phải ngươi muốn nói sự thật sao? Không phải ngươi muốn tố cáo ta với lãnh đạo sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội, cứ việc đi mà tố cáo, nhưng ngươi đi rồi thì đừng mong quay trở lại nữa. Lương Đông Bình cười nhạt một tiếng rồi ném trả lại thẻ phóng viên lên bàn làm việc của gã tổng biên tập. Sĩ khả sát bất khả nhục, Lương Đông Bình ta là người có ăn có học, ta có lòng tự trọng của ta, người không cần đuổi ta cũng tự đi. Vứt lại toàn bộ sự nghiệp sau lưng. Lương Đông Bình ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập, nhưng càng đi hắn lại càng thấy lòng trống trải hơn. Từ nhỏ hắn đã rất thích nghề phóng viên, hắn luôn cho rằng nghề này có thể nói thật, có thể phơi bày những bộ mặt xấu xa của xã hội, nhưng lúc bước vào sự nghiệp hắn mới biết muốn nói lên sự thật không hề đơn giản chút nào, bốn phía bị dồn ép, bước một bước cũng vô cùng khó khăn. Hắn vẫn luôn cho rằng việc hắn viết bài tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành có những sai phạm là hoàn toàn đúng sự thật hơn nữa trước mặt toàn bộ ký giả phóng viên đài báo truyền hình trước hàng vạn con mắt của dân chúng tổng chủ tịch tỉnh đã dõng dạc hứa hẹn vậy mà buổi hội báo vừa kết thúc tòa soạn báo liền tỏ thái độ bất bình lại tiếp tục chèn ép đe dọa hơn nữa mức độ còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều khi một người mất phương hướng người đó sẽ rất dễ có những hành động tiêu cực thái quá lương đông bình cũng không ngoại lệ hắn cứ thế lững thững bước ra ngoài tòa soạn đi thẳng ra đường cái mà trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ không để ý xung quanh suýt chút nữa thì bị một chiếc ô tô tông phải, cũng may gà tài xế lách qua kịp thời. Hắn dừng xe lại, hạ cửa kính xuông thò đâu ra mắng lớn, người điên à. Muốn chết phải không, gã tài xế kia mắng nhưng lại gần như nhắc nhở cảnh tỉnh Lương Đông Bình. Đúng vậy, cùng lắm thì cũng là chết thôi chứ sao. Nếu như cái chết của ta có thể cảnh tỉnh lương chi của xã hội, có thể khơi dậy lòng chính nghĩa của người dân thì cái chết của ta cũng có ý nghĩa. Bắt đầu Lương Đông Bình tự hỏi mình sẽ chết như thế nào, một gà mọt sách luôn suy nghĩ tiêu cực như hắn, một khi đã có nhận thức về chuyện gì thì hắn sẽ liều lĩnh thực hiện cho bằng được. Hắn chọn khách sạn Lục Châu, tuy rằng khách sạn không cao. Chỉ có 7 tầng nhưng lại rất gần tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh ủy, hắn muốn dùng cái chết của mình khiến toàn thể lãnh đạo tỉnh Bình Hải phải chú ý. Sau khi có ý định này trong đầu, hắn liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lúc Lương Đông Bình vừa đi vào khách sạn Lục Chân thì Trương Dương liền đỗ xe ngay trước cửa khách sạn từ lúc Lương Đông Bình rời khỏi tòa soạn đến nay Trương Dương vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Lúc xem xong bản tin trực tiếp cuộc hội báo, Trương Dương vẫn đầy một bụng tức giận, đứng chờ sẵn ngoài cửa tòa soạn rồi đi theo phía sau Lương Đông Bình, đến một góc hẻo lánh nào đó rồi tìm cơ hội cho thằng nhãi kia một bài học nhớ đời. Trương Dương đang ngó quanh xem có chỗ nào để thích hợp ra tay thì chợt nghe có người đi đường kêu lên thất thanh có người muốn nhảy lầu. Trương Dương giặt mình thò đầu ngước nhìn lên đã thấy bóng dáng Lương Đông Bình đứng ở trên thành tường trên nóc tòa nhà. Hắn đang giang hai tay tựa như chim sắp bay lên trời cao vậy. Lúc đứng ở sân thượng tầng 7 nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới, từ lúc sinh ra đến nay Lương Đông Bình mới có cảm giác thế nào là nắm giữ sinh mạng trong tay, và dường như thần kinh hắn lại sinh ra hóc môn phấn kích vậy, hắn không cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ thấy một niềm khao khát mãnh liệt. Hắn thấy mình như một chiến binh dũng cảm, dám đứng lên đấu tranh sự bắt công của xã hội, đòi lại sự công bằng, dùng cái chết của mình để khơi dậy niềm chính nghĩa trong lòng mỗi người dân. Tuy rằng đứng dưới đường nhìn lên nhưng với thị lực cường đại của mình, Trương Dương vẫn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt đầy biểu cảm của Lương Đông Bình đang đứng chót phót trên tận tầng 7. Trương Dương vẫn nghĩ mãi, một người muốn tự tử thì sao lại có thể có biểu cảm hưng phấn mãnh liệt đến như vậy. Trương Dương xoay người lại nhìn thì ra phía đối diện khách sạn, hơi trách lên một chút là tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh ủy, hiện giờ Trương Dương mới bắt đầu hiểu ra tại sao tên đáng chết này lại cố ý chọn nơi này mà tự tử, chắc chắn hắn muốn gây ảnh hưởng tới toàn bộ lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy. Sao 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 chỉ ít phút sau tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên liên hồi, vừa nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mặc kệ còi cảnh sát đang kéo inh ỏi nhưng người dân xung quanh vẫn súm đông súm đỏ phía bên dưới khách sạn dân chúng trung quốc bản tính trời sinh tò mò, bất kể trò nào có chuyện xảy ra đều kéo nhau đến xem góp vui. chỉ một chốc mà người đứng xem đã tầng tầng lớp lớp dày đặc, bên trong đường hòng ra mà bên ngoài cũng đừng mơ vào được. dù sao lâu lâu mới được chứng kiến cảnh người ta nhảy lầu, không biết có thành hay không nhưng người kéo đến xem càng lúc càng đông như chảy hội. trương dương là một trong số những người có mặt sớm nhất ở hiện trường nên nằm trong số những người ở vòng trong. cảnh sát bắt đầu trang dây khoanh vùng giới nghiêm chuyên gia đàm phán cầm loa phóng đại bắt đầu kêu gọi người bên trên nóc tòa nhà bình tĩnh, có gì thương lượng giải quyết. Nhìn Lương Đông Bình đứng chót phót trên tường sân thượng tầng 7 khách sạn, Trương Dương cũng không bỉa tâm lý hắn hiện giờ ra sao, nhưng có thể nhận ra hắn ta không có chứng sợ độ cao, bởi nhẽ hắn đứng ngay sát mép bờ tường chơi vơi như vậy, gió trên đó thôi rất to vậy mà hắn lại con giang hai tay như cảnh diều hâu, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là dễ dàng trượt ngã như chơi. Vị đồng chí kia có nghe rõ lời tôi nói không? đồng chí có thể xuống đây nói chuyện với tôi được không vậy gã chuyên gia đàm phán cố gắng dùng lời lẽ mềm mỏng nhã nhận nhất để khuyên giải lương đông bình nhưng lương đông bình lại giả ngu làm như không hiểu lớn tiếng nói vọng xuống người nói vậy là có ý gì muốn ta nhảy xuống chỗ ngươi hay sao gã chuyên gia đàm phán bắt đầu lo cuống lên cậu đừng nên kích động có yêu cầu gì hay có điều gì muốn nói thì cứ việc nói ra tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được mà lương đông bình lắc lắc đầu không trả lời lại hắn hơi xoay người, bắt đầu chậm rãi bước đi từng bước một trên lan can phòng hộ rộng có 40cm ở sân thượng, bỗng nhiên hắn lại nhớ về thời thơ ấu của mình. Hình ảnh một cậu bé hồn nhiên đáng yêu đang đi trên tường hoa một cách hứng khởi, hắn cũng không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà kỹ thuật đi trên tường của hắn vẫn không bị mai một. Giờ đây hắn là nhân vật trung tâm, trung tâm của mọi cặp mắt bên dưới, hắn là tuyệt đối. Thấy hành động của người phía trên lầu, có không ít người bên dưới nhắm tịt mặt lại không dám nhìn lên nữa, biểu hiện của gã kia dường như sắp muốn nhảy xuống tới nơi. Lại một lúc nữa xe cứu hỏa, xe cứu thương thay nhau chạy tới hiện trường, các đội trường, nhân viên cao cấp nhanh chóng thành lập tổ cứu viện, cùng nhau nghĩ phương án đảm bảo tính mạng đưa gã kia xuống. Lương Đông Bình nghe tiếng có người đang phả cửa sắt thông lên tầng thượng hắn quay lại hét lớn, ai dám lên ta nhảy xuống ngay lập tức. Nhìn cảnh này bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới cảnh mình cứu Tần Thanh khi trước, lúc đó Lê Hảo Huy cầm dao uy hiếp Tần Thanh cũng trên tầng thượng, còn hắn thì trèo dọc theo đường ống nước lên cứu Tần Thanh trong đường tơ kẽ tóc. Chẳng nhẽ hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy mình lại phải trình diễn một màn y như vậy nữa sao? Tuy nói gã khốn kia đáng chết nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Trương Dương cũng chẳng có ý muốn cứu Lương Đông Bình, cũng chẳng muốn bại lộ bản lĩnh của mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu như cứu hắn thì chẳng phải khai báo với toàn thể dân chúng tỉnh Bình Hải, Trương địa quan nhân hắn là cao thủ võ nghệ cao cường, công phu tuyệt đỉnh trèo lên tận 7 tầng lầu hay sao? Sao 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 sự việc Lương Đông Bình có ý định nhảy lầu tự tử, tử rất nhanh được truyền đi, toàn thể lãnh đạo cao tầng tỉnh đều chú ý đến chuyện này, như vậy mục đích của Lương Đông Bình đã đạt thành. Cô Duẩn Trí vén rèm nhìn cửa sổ nhìn ra đường, từ văn phòng làm việc của hắn vừa vặn có thể thấy được toàn bộ sự việc phát sinh ở khách sạn Lục Châu. Lúc biết có người nhảy lầu tự tử, tử cố Duẩn Trí nhíu nhíu mày ra chiều khó chịu, muốn chết thì việc gì phải chết ở khách sạn đối diện tòa nhà chính phủ tỉnh. Chủ nhiệm văn phòng hạ bá đạt hớt ha hớt hải chạy tới phòng làm việc của cố bí thư định thông báo sự việc khẩn vừa phát sinh, nhưng lúc mở cửa bước vào liền thấy cố bí thư đang đứng bên cửa số nhìn ra khách sạn đối diện. Thấy vậy hạ bá đạt thầm nghĩ chắc cũng chẳng cần phải báo lại cho cố bí thư biết nữa, từ cửa sổ của người cũng có thể trực tiếp quan sát toàn bộ hiện trường phát sinh sự việc. Cố Duẫn Trí lắc lắc đầu rồi chậm rãi quay lại ngồi vào bàn làm việc, bất kể thần kinh hắn có vấn đề hay không nhưng hắn vẫn là người sống. Hạ bá đạt thở dài nặng nề. Bồng nhiên Cố Duẫn Trí lại nhớ ra điều gì liền hỏi lại, gã phóng viên đặt câu hỏi trong cuộc họp thường nhật của Ủy ban Thường vụ là hắn sao? Chính hắn, hắn cũng biết chọn trồ để chết ga. Sao 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 vừa nghe được tin Lương Đông Bình có ý định muốn tự tử ở khách sạn Lục Châu đối diện với tòa nhà chính phủ tỉnh ủy, Tống Hoài Minh liền đoán ra ý đồ của hắn muốn đả kích tầng lớp lãnh đạo tỉnh Bình Hải, tạo tác động sâu rộng vào lòng quần chúng nhân dân. Tống Hoài Minh không phủ nhận Long Đông Bình là người ngay thẳng chính trực, nhưng những hành động hắn gây ra chỉ mang tính bộc phát, không chịu suy nghĩ ảnh hưởng nó gây ra sẽ to lớn đến nhường nào. Chỉ vì cái lối suy nghĩ tiêu cực của mình mà không từ thủ đoạn, bất chấp cả việc hy sinh tính mạng. Theo nhân viên ở hiện trường báo lại, Lương Đông Bình muốn gặp mặt nói chu viện với Tống Chủ tịch tỉnh. Nghe vậy Tống Hoài Minh liền tức giận không thôi, việc gì cũng phải có quy tắc nhất định của nó. Mà gã điên Lương Đông Bình chính là một kẻ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, nếu như hắn không đạt được mục đích, hắn liền chọn phương thức cực đoan nhất khiến toàn xã hội phải chú ý đến hắn. Đừng tưởng làm như vậy là để thể hiện mình, đó chỉ là hành vi ích kỷ. Ngây thơ bồng bột của những kẻ thiếu suy nghĩ. Tống Hoài Minh cũng không có ý định sẽ đến hiện trường nói chuyện với Lương Đông Bình. Hắn quyết định như vậy không phải vì hắn không có lòng từ bi coi nhẹ mạng sống của Lương Đông Bình, mà điều này là vấn đề nguyên tắc, nếu như hắn phá lệ đến gặp Lương Đông Bình, như vậy sau này ai dám chắc sẽ không có một Lương Đông Bình khác xuất hiện, ai dám chắc bao giờ lại có một kẻ điên nào có ý định tự tử rồi bắt cả chủ tịch tỉnh như hắn phải chạy tới nơi nói chuyện. Sao 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 sao, sao Lương Đông Bình đứng trên lan can tầng thượng đã nhiều giờ đồng hồ. Mặt trời trên đỉnh đầu càng lúc càng nắng gay gắt hơn, chẳng mấy chốc môi miệng hắn khô khốc lại hắn cũng thấy có phần mệt mỏi. Hắn ngồi phịch xuống đất, thò hai chân ra bên ngoài lan can rồi cố gắng dùng sức hô lớn, ta muốn gặp chủ tịch tỉnh. Ta muốn gặp các lãnh đạo tương quan, ta muốn phản ánh tình hình. Hiện giờ ở hiện trường có không ít cảnh sát nhưng nhất thời không ai đưa ra được phương án cứu người cụ thể nào, cũng bởi vì nơi này quá gần với tòa nhà văn phòng chính phủ tinh ủy nên họ cũng sợ nếu làm không tốt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, bởi vậy mọi người mới phải tìm ra phương pháp tối ưu nhất, có độ thành công cao nhất cố gắng giữ tính mạng gã kia. Mà căn bản cũng do Long Đông Bình quá rảo hoạt, hắn chỉ đứng ở lan can phía bên này một lúc. Chốc chốc lại chạy sang lan can phía bên khác đứng, đám cảnh sát, nhân viên y tế cùng buộc phải chạy vòng theo hắn, bởi vậy tinh thần mọi người lúc nào cùng căng thăng, nên cũng khó nghĩ ra được phương án nào. Chờ lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng có chu viện gì xảy ra đã thế lại phải toàn ngửa cổ lên mà ngóng nên cũng không ít người ở hiện trường mắt kiên nhẫn là ó om sòm, mắng nhiếc lương đông bình ở trên cao, sao lâu như vậy rồi mà ngươi còn chưa nhảy. Cổ bọn ta sắp gãy hết cả rồi đây này, ngươi mau mau nhảy đi, ngay lập tức có không ít cảnh sát hùa tới dẹp yên đám hỗn loạn, không cho bọn họ nói những lời linh tinh nữa. Thấp thoáng trong đám cảnh sát bảo vệ, Trương Dương thấy bóng dáng người quen. Chính là người vừa mới được điều đến phán cục Quảng Thịnh, Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng cũng nhận ra Trương Dương trong đám người ở vòng trong đứng xem, hắn gật gật đầu chào hỏi rồi đi tới, người cũng biết hắn sao. Trương Dương thấp giọng nói, là gã ký giả của tờ Nhật Báo Bình Hải, ta không vào trong được. Trương Đức Phóng nở nụ cười, nhưng lại nhớ tới đây là. Hiện trường vụ án, hắn còn phải làm việc, sợ ảnh hưởng tới hình tượng bản thân nên hắn lại nghiêm mặt thấp giọng hỏi, người có biện pháp nào không? Trương Dương cười khỉnh khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là hắn không có gan nhảy. Mục đích chính của hắn chỉ là gây áp lực với tỉnh ủy, người xem càng đông hắn lại càng dễ dàng gây áp lực hơn. Nếu ngươi cho sơ tán toàn bộ người đứng xem xung quanh đây. Không có người xem, chẳng mấy chốc hắn chán ngay ấy mà. Trương Đức Phóng ngẫm lại một chút cũng thấy đây là biện pháp khá hay, thực ra hắn cũng nhận ra gã kia chỉ mạnh miệng tỏ vẻ như vậy thôi chứ lâu như vậy rồi cũng chẳng thấy có gì chuyển biến cả. Nhưng dù sao chỗ này cũng quá gần tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh ủy, muốn giải quyết triệt để là vô cùng khó khăn, nếu như chẳng may xảy ra sai sót gì dù là nhỏ nhất cũng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. hắn vừa mới được nhận chức ở phân cục quảng thịnh, vừa mới được chuyển lên tỉnh ủy, vui vẻ còn chưa hết. đương nhiên hắn không muốn chỉ vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ của mình. đã có bước đầu phương án, trương nước phóng liền điều cảnh sát đi thuyết phục quần chúng nhân dân xung quanh rời đi. dù sao đứng lãng phí vài tiếng đồng hồ mà chẳng có gì xảy ra cũng không ít người chán nản nên kéo nhau bỏ đi nhưng dù vậy cũng không ít người quá tò mò muốn biết kết quả ra sao nên vẫn quyết tâm ở lại xem đến cùng. Trương Nước Phóng bắt đầu dùng biện pháp mạnh, nói đám cảnh sát cấp dưới thông báo cho người dân biết có khả năng có vật nguy hiểm, đề nghị bà con rời khỏi hiện trường. đương nhiên mọi người không thể quên được vụ nổ trà lâu cũng đối diện tranh trách với tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh ủy mới mấy tháng gần đây. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền vạn, rất nhanh mọi người bắt đầu kháo nhau xung quanh đây có bom. Lúc này đám người cứng đầu đứng xem cũng nháo nhào chạy mất, nếu còn người nào cố gắng ở lại xem thì cùng phải đứng cách một quăng cực xa để đảm bảo an toàn. Chẳng mấy chốc toàn bộ hiện trường vụ án trắng bong chẳng còn mống dân nào đứng xem náo nhiệt, chỉ còn đám cảnh sát vẫn túc trực canh gác bên dưới khách sạn. Trương Dương cũng chẳng lưu lại xem tiếp mà quay trở về chỗ đỗ xe của mình, dù sao Trương Dương cũng chẳng tin gã ta có gan nhảy xuống thật trời còn đang nắng đẹp như vậy mà Trương Dương vừa mở cửa chui vào xe không lâu sau thì trời đột nhiên tối sầm lại, từng ánh chấp lập lòe trong tảng mây đen phủ kín khắp nơi. Đột nhiên sấm nổ ung um hoàng, ngay trên đỉnh đầu khiến Lương Đông Bình giật thoát mình sợ hãi. Vốn dĩ hắn tưởng mọi người sẽ tôn sùng hắn như một thiên sứ cứu rỗi, hay như một vị anh hùng dám đứng dậy đấu tranh chống lại sự áp bức của cường quyền, đòi lại công bằng cho người dân, thế nhưng giờ những hạt mưa lạnh giá quất vào mặt khiến ngọn lửa hào hùng ban nãy của hắn tắt dần tắt mòn. Hắn vẫn đứng đó, và cuối cùng hắn vẫn không nhảy xuống. Lúc nãy cảnh sát đã giải tỏa gần như tất cả đám đông xung quanh, lại thêm trận mưa to đột ngột này khiến toàn thể người dân đứng xem náo nhiệt đều bỏ đi chú mưa cả. Nhìn khung cảnh vắng lặng bên dưới, Lương Đông Bình bắt đầu cảm thấy hối hận, vì sao lúc nãy có rất nhiều người dân đứng xem lại không chịu quyết đoán, có dũng khí nhảy xuống, còn giờ nếu như nhảy xuống thì có được mấy ai biết đến cái chết của hắn. Nếu như có người cố ý lắp liếm cái chết của hắn thì chỉ cần bịa một lý do là vì trời mưa trơn trượt nên có người sơ ý trượt chân ngã chết, trời đang mưa to như vậy. Dù hắn có nhắp xuống nếu như không chú ý thì cũng chẳng có ai thấy xác hắn nằm trỏng chưa dưới đất. Thực tâm hắn không sợ chết, thế nhưng có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết lại nặng tựa thái sơn, chết uất ức, chết không cam lòng. Ung hoàng, lại một tiếng sấm nổ nữa ngay trên đỉnh đầu. Lương Đông Bình vừa sợ hãi vừa lạnh đến mức run lên cầm cập. Hiện giờ hắn chẳng còn là một thiên sứ chính nghĩa nữa mà giống một con chuột mắc mưa đang dẫy dụa chờ chết thì đúng hơn. Lúc Lương Đông Bình còn đang do dự mãi suy nghĩ về bản thản, bốn gã đặc công nhân cơ hội liền từ một góc khuất ở tầng dưới chậm chạp trèo lên tầng thượng, rồi lặng lẽ áp sát Lương Đông Bình từ phía sau. Mặc dù trời mưa khá to nhưng Lương Đông Bình vẫn nhận ra có người phía sau, hắn vội vàng quay đầu lại hét lớn không được lại đây bằng không ta xê nhảy xuống hắn run run đứng dậy tay bám vào lan can một lần nửa nhìn xuống dưới nhưng do trời mưa to nên mọi thứ trở nẻn mờ ảo khó nhìn hắn không còn thấy rõ bên dưới ra sao nữa tất cả chỉ còn một mảng hỗn ám hỗn độn bỗng nhiên hắn lại mất đi dũng khí tự sát hắn bưng mặt không dám nhìn xuống rồi chu lên hai tiếng cực kỳ thống khổ bi thương từ cái ngón tay hắn bắt đầu di rỉ nước cũng không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt hắn. Thấy hắn lại có vẻ mắt cảnh giác, một gã đặc công nhanh chóng áp sát gần rồi trồm tới ôm sát người hắn vật xuống sàn, ngay tiếp đó ba gã đặc công còn lại cũng nhanh chóng tiến đến chế ngự hắn. Lương Đông Bình giờ chẳng khác gì gà trống mắc mưa, hắn ủ rũ thều thào mấy chữ ta. Ta không muốn, chết. Sao 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 Trương Đức Phóng mặc áo mưa chậm rãi tiến tới chỗ Trương Dương đỗ xe. Thấy có người gõ cửa kính xe, Trương Dương hạ cửa kính xuống. Trương Đức, phóng liền cười nói, bắt được rồi, lúc bị bắt hẳn nói ca ông muốn chết, Trương Dương nhếch mép nở nụ cười đầy khinh miệt, sớm biết loại người như hắn không có gan nhảy xuống. Thế chuyện này định xử lý như thế nào? Trương Đức Phóng thấp giọng nói kết tội nhiễu loạn trị an công cộng. Bởi vì hắn mà cục cảnh sát bọn ta tốn không biết bao nhân lực vật lực, không giam hắn vài ngày để hắn nếm mùi khổ cực trốn lao tù thực không cam lòng. Trương Dương hất đầu ý bảo hắn lên xe có gì nói chuyện tiếp. Trương Đức Phóng lắc lắc đầu nói, không được, ta còn phải chi đạo thu quân, rồi thì nhanh chóng xử lý tên đáng chết kia nữa. Hắn vừa định rời đi thì lại nghĩ ra một chuyện, hắn thấp giọng báo cho Trương Dương biết, vụ án buôn lậu xe cơ bản đã giải quyết xong. Hồ Như Yến không có liên quan gì, theo ta được biết thì mai sẽ có lệnh chính thức thả nàng ta, người có thể đến đón nàng ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, cảm ơn. Trương Dương cũng chỉ cảm ơn lấy lệ thôi chứ thực ra trong lòng cũng không mấy nể trọng Trương Đức Phỏng như trước, Ừ thì hắn không có liên quan đến vụ buôn lậu xe hơi kia nên hắn mới tỏ ra bàng quang không muốn dính lưu tới. Nhưng chỗ bạn bè nhờ và mà hắn vẫn không chịu giúp, chỉ biết bo bo giữ mình, người vong ân phụ nghĩa như vậy Trương Dương chẳng thèm kết thân nữa. Nhìn bóng dáng Trương nước Phóng khuất dần sau màn mưa, Trương Dương mới khởi động ô tô. Thế nhưng vừa định rời đi thì di động lại kêu, lúc bắt máy thì phía đầu dây lại là một giọng nam tử xa lạ, Trương Dương phải không? Trương Dương thắp giọng hỏi lại, ai vậy? ta là Trung bội Nguyên, là thư ký của Tống Chủ tịch tỉnh, buổi tối ngươi có rảnh không? Tống Chủ tịch muốn ngươi tới nhà dùng cơm, Trương Dương nghe mà giật mình sửng sốt, Tống Hoài Minh mời mình đến nhà dùng cơm, đây là cái dạng ý tứ gì cơ chứ? Chỉ có điều Trương Dương cũng hiểu cái đạo lý, không tự dưng vô duyên vô cớ hắn ta lại mời mình đến nhà dùng cơm cả. Người ta là Chủ tịch tỉnh, còn mình chỉ là một gã trưởng phòng cấp thành phố, hắn mời mình tới nhà thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là vì đứa con gái dượng của hắn. Trước lời mời này của Tống Hoài Minh, Trương Dương không thể cự tuyệt, lại càng không dám cự tuyệt. Hắn lễ phép nói với Trung Bồi Nguyên tỏ ý nhất định sẽ tới đúng giờ. Thực ra ban đầu Tống Hoài Minh chỉ có ý gặp mặt nói chuyện riêng với Trương Dương mà thôi, nhưng đúng lúc vợ hắn Liễu Ngọc Oánh lên Đông Giang, nghe hắn nhắc đẻn chuyện này liền tỏ ý muốn mời Trương Dương đến nhà dùng cơm. Chẳng là nàng muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc vị lang quân khiến yên nhiên yêu mê mẩn có bộ dạng ra sao. Mà Liễu Ngọc Oánh làm vậy cũng không chi vì tò mò muốn biết mặt Trương Dương, mà điều trọng yếu là dù nàng kết hôn với Tống Hoài Minh nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có con, nàng cũng biết tình cảm chồng mình dành cho Yên NS Đó không chỉ là tình phụ tử bình thường, mà còn sự dai dứt của hắn với cái chết của mẹ hiển nhiên, người vợ cũ của hắn. Liễu Ngọc Oánh là một phụ nữ thông minh, nàng biết nàng yêu tống hoài minh hơn cả chính bản thân mình nhưng dù vậy địa vị của nàng trong lòng hắn cũng không quan trọng bằng yên nhiên lại càng không thể sánh bằng người vợ đã quá cố của hắn cho dù nàng có xinh đẹp dịu dàng ôn nhu đến nhường nào cũng vĩnh viễn không thể thay thế được người vợ quá cố trong lòng hắn nhưng dù vậy nàng vẫn không một lời oán thán vì với nàng như vậy đã là quá đủ có thể được làm vợ hắn được ngày ngày ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc hắn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng Nàng muốn làm tròn bổn phận người vợ của mình. Nàng cũng biết rõ dù rằng lâu nay không gặp nhưng hắn vẫn luôn chú ý, quan tâm lo lắng cho Yên Nhiên. Đến lúc nàng nghe nói Yên Nhiên có tình cảm với một thanh niên trẻ tuổi tên Trương Dương, bất kể Yên Nhiên có mâu thuẫn thế nào với mình, nàng vẫn luôn một lòng làm tốt chức phận làm mẹ của mình, thành toàn giúp con gái mình. Nàng làm vậy không phải vì muốn lấy lòng Yên Nhiên, cũng không phải vì muốn chồng yêu thương mình hơn, mà đơn giản chỉ vì Yên Nhiên là con gái của chồng mình sao 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 bởi vì có giấy thông hành nên Trương Dương có thể vào khu nhà ở cao cấp dành riêng cho lãnh đạo cấp cao tỉnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cả chiều Trương Dương cứ đắn đo suy nghĩ mãi nên mua quà gì tới. Hôm nay là tới nhà riêng tống chủ tịch, nếu mang lễ vật đắt tiền tới thì lại bị người ta nói là hối lộ đút lót cấp trên, nhưng mang ít quá thì cũng không được, dù sao hắn cũng là cha của sở yên nhiên, quà đơn giản quá thì lại có vẻ không đủ lễ phép. Cuối cùng Trương Dương chọn mua một giỏ hoa quả tươi cùng một chai Chivas 15 năm, kiểu mang quà này Trương Dương học được từ Hải Lan, mà người phương Tây cũng thường làm như vậy khi đi làm khách, vừa lịch sự lại trang trọng. Trương Dương đỗ xe trước cửa căn biệt thự số 11 thuộc tiểu khu, trời vẫn mưa suốt từ sáng đến giờ. Trương Dương hơi khom lưng che giỏ quà ở trong lòng, chậm chậm đến trước cửa nhà. Trước đó không lâu bà bảo mẫu đã mở sẵn cửa lớn chờ Trương Dương đến, tuy rằng từ ngoài cổng đến cửa nhà chỉ một đoạn ngắn, vậy mà Trương Dương cũng bị dính không ít nước mưa. Tống Hoài Minh mỉm cười đích thân ra đón Trương Dương, hắn còn tự tay mang khăn mặt cho Trương Dương lau, lau mặt đi, ta cũng không ngờ mưa lại lâu đến như vậy. Trương Dương lễ phép chào Tống Chủ tịch một tiếng, rồi đưa giỏ quà cho bà bảo mẫu xong mới dám nhận khăn mặt của Tống Hoài Minh đưa cho. Tống Hoài Minh tỏ ra điềm đạm nhã nhận mỉm cười nói, ở nhà thì không cần gọi như vậy, cứ gọi ta một tiếng Tống Thúc Thúc là được rồi như vậy nghe gần gũi hơn biết bao phải không? Nghe vậy Trương Dương không khỏi thấy ấm áp trong lòng, lấy thân phận của Tống Hoài Minh mà lại tỏ ra khách khí với một tiểu cán bộ cấp khoa như hắn. Chỉ là Trương Dương cũng hiểu, nguyên nhân sâu xa đều vì mối quan hệ thân thiết của hắn với sở yên nhiên. Bỗng nhiên từ nhà trong vọng ra một giọng nói dịu dàng, Hoài Minh, nhà có khách à? Tống Hoài Minh cười cười vui vẻ nói vọng vào, ừ, là Trương Dương đến chơi. Liễu Ngọc Oánh đeo tạp rể màu xanh tươi cười vui vẻ từ nhà trong đi ra, tuy rằng nàng ta chi mặc bộ đồ quần áo như mấy bà nội trợ bình thường nhưng vẫn không che được khí chất nhã nhận cao quý nàng đánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới trương dương một lượt rồi nhẹ mỉm cười cậu là trương dương tống thúc thúc nhắc không ít về cậu cho ta nghe đó tống hoài minh cười cười giới thiệu cho trương dương đây là liễu a di trương dương liền hiểu ra người này là mẹ kế của sở yên nhiên hắn liền tỏ ra mừng rỡ vạn phần miệng lười ngọt ngào gọi lớn liễu a di hảo ngoài miệng thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng hắn lại thầm chán chính bản thân mình không nghĩ tới liều ngọc oánh đã tới đông giang nên quên không mua quà tặng đúng là thiếu sót chết người mà mới lần đầu ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu mà lại chẳng chịu chuẩn bị cẩn thận liễu ngọc oánh mỉm cười gật gật đầu nói nhanh vào nhà đi cơm cũng vừa chín xong thôi cô lâm nhanh dọn đồ ăn lên đi tống hoài minh mời trương dương vào phòng ăn hắn cũng không dùng đến chai Chivas của Trương Dương tặng mà tự lấy một chai mao đài nội địa vẫn quen uống. Trương Dương vội vàng đỡ chai rượu dùng Tống Hoài Minh rồi rót đầy cho hắn một chén, xong quay sang rót cho Liều Ngọc Oánh một chén nữa. Dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, đương nhiên hắn phải tìm cách lấy lòng rồi. Liễu Ngọc Oánh vừa loay hoay cởi tạp vừa quay sang gượng cười nói, Tiểu Trương à, ta không uống được rượu đâu. Tống Hoài Minh ha hả cười lớn, lần đầu Trương Dương tới nhà làm khách, em cứ uống một chén đi. Trừ 95.249 đến 964.531. Trương 197, có thể sao? Sau khi cởi tạp dề xong Liễu Ngọc Oánh chậm rãi ngồi vào bàn bên cạnh chồng mình. Mấy món trên bàn đều là do nàng tự tay nấu, các món không đến nỗi tinh tế sang trọng như nhà hàng nhưng vẫn đủ màu sắc trông cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần ngửi hương thơm ngon, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chủ nghệ của nàng rất khá. Bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ đến bữa sáng kiểu Âu mà lần trước Sở Yên Nhiên nấu cho mình, đúng là nàng ta được gen di chuyển có khác. Nhưng hình như Sở Yên Nhiên đâu phải con gái ruột của Liễu Ngọc Oánh mà nhỉ. Tống Hoài Minh ha hả cười lớn cầm chén rượu mình lên sảng khoái nói Trương Dương. Kêu người đến nhà là không muốn người câu nệ như người ngoài, đã đến nhà, đã ngồi chung một bàn thì cứ tự nhiên thoải mái như người một nhà đi. Nào, cạn với ta chén đầu nào. Trương Dương vội vàng nâng chén cụm với Tống Hoài Minh rồi một hơi cạn sạch. Liễu Ngọc Oánh thì ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đánh giá Trương Dương. Trong lòng thầm nhủ, tiểu tử này trông rất khá, mà biểu hiện cùng rất ngoan ngoãn lễ phép, dường như cũng không có thói hư tật xấu gì, chỉ có điều nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà biết được. Đang ăn mà Tống Hoài Minh nửa như vô tình lại nửa như cố ý hờ hừng hỏi, lần này tới Đông Giang vì chuyện riêng à. Nghe thấy vậy đại não Trương Dương cấp tốc xử lý suy nghĩ cẩn thận lại. Lần này là Trương Dương lặng lẽ tới Đông Giang, mà chắc chắn Tống Hoài Minh cũng thừa nhận ra mình tới 89 phần liên quan đến vụ việc của Lương Đông Bình. Mà không chừng lúc trả lời phỏng vấn ở buổi họp báo hắn cũng nhận ra là mình đến tìm rồi gây khó dễ cho Lương Đông Bình cũng nên. Nghĩ đến đây Trương Dương quyết định nói thật, mà dù có tâm tư nói dối. Trương Dương tự nghĩ cũng không qua mặt được một cao thủ đa lăn lộn trên chốn quan trường từ lúc mình vẫn còn là một tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch như Tống Hoài Minh. Trương Dương thấp giọng nói, thực ra cháu tới cũng là vì chuyện công, mà cũng có chút chuyện riêng. Thứ nhất cháu tới Đông Giang là để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học ở trường đảng. Thứ hai là cấp trên có giao nhiệm vụ cho cháu liên hệ một chút với tòa soạn tờ nhật báo Bình Hải chủ yếu là để giải thích một ít hiểu lầm. Trương Dương trả lời hết sức khéo léo tài tình người ngoài nghe thấy chưa chắc đã nhìn ra sơ hở bên trong tống hoài minh chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp người có biết lương đông bình ở tờ nhật báo bình hải không nghe tống hoài minh nhắc đến tên lương đông bình trương dương cũng biết hôm nay không nói rõ ra thì không được rồi kỳ thật chuyện này cũng không gây ra ảnh hưởng gì to tát với hắn cho lắm chủ yếu là trương dương nghĩ đến lý trường vũ thằng nhãi lương đông bình kia đột nhiên giờ chứng lên cơn điên khiển lý trường vũ gặp không ít rắc rối mà chỉ mấy tháng nữa Giang Thành tổ chức kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn thành phố, nói cách khác cuộc chạy đua vào ghế thị trường Giang Thành sắp đến hồi kết. Tuy rằng tả viên triệu vẫn là thị trường, nhưng bất kể so về năng lực hay chiến tích thì phó thị trường thường vụ Lý Trường Vũ đều hơn hắn ta rất nhiều. Tất nhiên thời điểm mẫn cảm này Lý Trường Vũ phải cố gắng thể hiện bản thân, phát huy năng lực của mình để gây ấn tượng với cấp trên. Điều này cũng là điều quan trọng nhất trong cuộc đua vào ghế thị trường của cả Lý Trường Vũ hay tả viên triệu, nhưng vấn đề giáo dục lại thuộc quyền quản lý của Lý Trường Vũ, Sở Giáo dục và Đào tạo xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Trương Dương hiểu đạo lý này nên mới đem rõ đầu đuôi chuyện tình kể lại cho Tống Hoài Minh nghe. Dù gì Tống Hoài Minh cũng là chủ tịch tỉnh, cả về công lẫn tư Trương Dương đều phải thành thật khai báo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại Trương Dương gật gật đầu thấp giọng nói có biết. Cũng chính hắn là người gần đây đưa tin về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành thành lập quỹ trái phép chỉ có điều bài viết của hắn nói hơi quá, chưa đúng lắm với tình hình thực tế, gây ra ảnh hưởng không tốt đến xã hội tỉnh Bình Hải nói chung và thành phố Giang Thành nói riêng. Lãnh đạo thị ủy lo lắng việc này cản trợ sự ổn định và đoàn kết giữa dân chúng và cán bộ nhà nước nên mới giao trách nhiệm cho cháu tìm hắn giải thích một chút cho hắn hiểu. Mục đích là để hắn nhận rõ bản chất chuyện này, để rồi khiến hắn thay đổi quan niệm xấu về sở giáo dục và đào tạo Giang Thành. Từ sau buổi họp báo công khai, thanh danh của Tống Hoài Minh ở Đông Giang lên như diều gặp gió. Ngay cả Liễu Ngọc Oánh vừa mới tới Đông Giang cũng biết chuyện này. Nàng ra chiều không vui hừ lạnh, có lẽ nào gã lương đông binh kia thần kinh có vấn đề gì không? Không kể đến hắn nói hưu nói vượn ở buổi họp báo, đã thế lại còn định nhảy lầu tự tử, cuối cùng chỉ là dọa người dọa mình, thực không biết điều chút nào. Tống Hoài Minh không có biểu hiện gì chỉ cười nhẹ rồi lại nâng chén lên hấp mốt ngụm nhỏ, quả thực sự việc của sở. Giáo dục và đào tạo Giang Thành tạo ảnh hưởng không được tốt lắm, mà hình như người cũng khá thân thiết với Lý Phó Thị trưởng quản lý việc giáo dục Giang Thành phải không? Nghe vậy nội tám Trương Dương hơi dùng mình một cái. Quả nhiên lão nhạc phụ tương lai này không hề đơn giản chút nào. Mình chỉ mới nói mấy câu mà hắn đã nhận ra là mình đang che chở nói tốt cho Lý Trường Vũ. Hơn nữa hình như hắn lại còn biết mình có quan hệ với Lý Trường Vũ nữa chứ. Trương Dương nhẹ gật gật đấu thừa nhận, cũng khá thân thiết trước kia cháu được một tay hắn để bạt nên mới có thành tựu như bây giờ. Câu trả lời của Trương Dương vừa trực tiếp lại khá đầy đủ các khía cạnh khác. Tống Hoài Minh cười nói, mà ta cũng nghe được không ít thành tích nổi bật của người ở Giang Thành. Tuổi còn trẻ mà rất can đảm, dám làm dám chịu, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Lâu lắm rồi Trương Dương mới nở nụ cười đầy khiêm tốn, cũng chỉ tại lá gan cháu hơi lớn, làm việc gì cũng nông nổi thiếu suy nghĩ, chẳng chịu lo lắng hậu quả sau này bởi vậy mới thường xuyên phạm sai lầm. Để Tông Thúc Thúc phải chê cười rồi. Liễu Ngọc oánh khoát tay cười nói, làm gì có người trẻ tuổi nào mà không phạm sai lầm cơ chứ? Chỉ có phạm sai lầm rồi không ngừng sửa đổi mới nhanh chóng trưởng thành được. Đúng lúc này thì điện thoại ngoài phòng khách kêu, Tống Hoài Minh đứng dậy đi nghe điện. Liễu Ngọc oánh lại nhỏ giọng hỏi Trương Dương, "Tiểu Trương à, cháu cùng yên nhiên quen nhau lâu chưa?" Trương Dương mỉm cười đáp lại, lúc cháu còn ở xã Hắc Sơn Tử thì quen được yên nhiên, tính ra cũng khoảng một năm rưỡi rồi. Mà hai đứa có phải đang yêu nhau không vậy? Liễu Ngọc Oánh hỏi trực tiếp, vừa gọn gàng lại dứt khoát. Chuyện này nếu là Tống Hoài Minh thì không tiện hỏi đến, nhưng giờ không có hắn nên Liễu Ngọc Oánh mới chủ động hỏi, dù sao bao giờ mẹ cũng là người lo nghĩ đến tình cảm của con gái nhiều hơn. Trương Dương cũng trả lời lại cực kỳ khéo léo, không dám giấu Liễu A-di, cháu vẫn nhớ thương yên nhiên suốt. Nghe được câu này liều ngọc oánh lại càng tươi cười dạng dỡ hơn nàng công tác lĩnh vực giáo dục đã lâu nên nàng có thừa kinh nghiệm trong việc nhìn thấu những lời nói của đám trẻ này nàng cũng nhận ra trương dương đang có ý lảng tránh câu hỏi của mình nếu là bình thường người ta đã không muốn trả lời trực tiếp thì nàng cũng không ngượng ép chỉ cười cho qua chuyện nhưng đây là vấn đề tình cảm của con gái mình đương nhiên nàng không thể không hỏi cho ra nhẽ được không đợi trương dương tìm cách thoái thác nữa Nàng lại tiếp tục hỏi thẳng vào vấn đề, ta nhận thấy yên nhiên là thực lòng thích cháu, vậy còn cháu thì sao? Có thích con bé không? Giờ Trương Dương mới hiểu ra là mẹ kế của sở yên nhiên bắt ép mình phải tỏ rõ thái độ của mình. Không còn cách nào khác Trương Dương đành phải trang trọng gật đầu một cái thật mạnh như tỏ rõ thái độ của mình. Dù sao tận đáy lòng hắn vẫn luôn cho rằng hắn thích cô nàng sở yên nhiên thật sự. Liễu Ngọc Oánh lại tươi cười dạng giờ, tỏ ta cực kỳ hài lòng trước câu trả lời của Trương Dương. Tiếp đó nàng lại hỏi một chút gia cảnh của Trương Dương, tóm lại nàng chẳng khác gì lão nhạc mẫu lần đầu tiên thấy chàng rể yêu quý của mình nên tỏ ra vô cùng phấn kích hỏi mọi thứ liên quan đến Trương Dương. Dù rằng trước khi đến Trương Dương cũng chuẩn bị khá đầy đủ chuyện như vậy nhưng vẫn trở tay không kịp trước những câu hỏi. Chỉ là Trương Dương cũng nhận ra, Liễu Ngọc Oánh làm vậy cũng vì lo nghĩ cho sở yên nhiên. Lúc sau Tống Hoài Minh nghe xong điện trở lại phòng ăn nên Liễu Ngọc Oánh mới thôi không hỏi Han Trương Dương nữa, tuy rằng là buổi tối, Trời lại tương đối mát mẻ vậy mà trên trán Trương Dương lại lấm tấm mồ hôi. Nhìn bộ dạng chật vật của Trương Dương, Tống Hoài Minh cũng biết vợ mình vừa nhân cơ hội mình không có mặt thăm hỏi tận tình tiểu tử này. Tống Hoài Minh cười nhẹ nói, "Em à, em chuyển qua ban hộ khẩu hộ tịch từ bao giờ vậy?" Tiểu Trương mới lần đầu đến nhà chúng ta chơi, em đừng dọa nó như vậy chứ." Liễu Ngọc oánh ra chiêu như không nghe thấy chồng nói gì, chỉ thản nhiên cười cười đáp lại, "Chúng em chỉ tán gẫu chuyện nhà thôi mà, có điều tra gì đâu." được rồi vậy em nhường lại tiểu trương cho anh là được chứ gì tống hoài minh thuận miệng hỏi trương dương một ít về cục du lịch giang thành đối mặt với vị chủ tịch tỉnh bình hải kiêm nhạc phụ tương lai hơn nữa chỉ ít lâu sau cố duẫn trí cáo lão về quê thì lão đại tỉnh bình hải này còn ai khác ngoài tống hoài minh hắn chứ bởi vậy mà cả tối trương dương đều tỏ ra cực kỳ nho nhã lễ phép khiêm tốn thành thật trả lời các câu hỏi hầu hết chủ đề vẫn là xoay quanh sở yên nhiên tuy rằng Tống Hoài Minh là cha của Sở Yên Nhiên nhưng nhiều chuyện hắn còn không biết rõ bằng Trương Dương. Trương Dương nói cho hắn biết Sở Yên Nhiên đang ở Mỹ chăm sóc bà ngoại chữa bệnh, lại nói rằng Quốc Khánh năm nay có khả năng nàng ta sẽ về nước chơi. Tuy rằng trong lòng rất muốn gặp lại con gái nhưng Tống Hoài Minh vẫn biết rõ giữa mình với con gái vẫn có mâu thuẫn chưa xóa bỏ được. Mà để Trương Dương đứng ra sắp xếp để hai cha con gặp mặt cũng không tiện lắm nên Tống Hoài Minh chỉ nhỏ giọng nói một câu, lúc nào đến Bình Hải thì báo ta một tiếng. Trương Dương gật gật đầu như đã hiểu, trong lòng cũng biết rõ quan hệ giữa mình với Tống Hoài Minh bởi vì cùng liên quan đến sở yên nhiên nên sau này sẽ còn phải qua lại nhiều. Đến tận lúc Trương Dương ra khỏi cửa lớn mà trời vẫn còn mưa khá to, hắn vội vàng một tay che đầu đội mưa chạy vội ra chỗ xe. Đến lúc mở cửa chui vào xe, vừa định khởi động máy thì lại thấy ô tô của cố giai đồng vừa chạy ngang qua xe mình. Trương Dương cuống quyết lấy điện thoại ra bấm dãy số của máy cố giai đông, đột nhiên hắn lại do dự một chút, cuối cùng ngón tay cũng không ấn vào nút gọi màu xanh. Sao 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 hồ như yến chậm rãi đi ra sở cảnh sát, trời đã tạnh mưa từ lâu, mưa cả ngày hôm qua như gột rửa toàn bộ khắp trốn, cảnh vật cũng vì vậy mà trở nên tươi mới tràn đầy sức sống hơn. Nàng lấy tay che ánh mặt trời chói trang trên đầu, đôi mắt đẹp nhìn quanh quất nhưng lại không thấy bóng dáng người đó. Trái tim hồ như yến như trầm xuống, nàng không sao đè nén nổi cảm giác mắt mát trong lòng. Sách chiếc túi du lịch đựng đồ cá nhân, nàng lững thững đi trên vỉa hè, ánh mắt nàng chờ nên mờ mịt nhìn con đường tựa như vô cùng vô tận không thấy điểm cuối trước mắt. Vụ án công ty Long Tường buôn lậu xe cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc nàng cũng rửa sạch tội danh của mình, dù sao chuyện này cũng gần như là thử thách của mỗi đời người. Từ hôm nay nàng cũng đã vạch rõ giới hạn với Chu Vân Phàm, sẽ không còn dính dáng gì đến hắn nữa, nàng sẽ lại bắt đầu cuộc sống của mình, nhưng chẳng hiểu sao thủy chung hình ảnh của hắn lại cứ luôn xuất hiện trong tâm trí nàng rồi đến khi ra khỏi sở cảnh sát, người đầu tiên nàng muốn thấy lại là hắn, muốn thấy nụ cười đáng ghét của hắn. Nhưng nàng lại không hiểu tại sao hắn lại không đến đón mình. Chẳng phải lúc mình bị bắt giam, là hắn chạy vải cầu cảnh khắp nơi nên mình mới được thả ra toàn vẹn, không chịu bất kỳ thương tổn nào sao. Vậy sao giờ đột nhiên hắn lại biến mất, sao hắn lại không muốn gặp mình? Hồ Như Yến cứ vừa đi vừa miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba đường nàng cắn cắn môi, rẽ phải hay rẽ trái đây. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy hoang mang do dự, rồi rất nhanh sau đó liền chuyển biến thành nỗi cô đơn lạc lõng vô bờ, kể cả lúc bị bắt giam nàng cùng không cảm thấy cô đơn bắt lực ủy khuất đến như vậy. Nàng buông thóng tay thả chiếc túi du lịch nặng trịch xuống đất rồi quay sang gục đầu vào thản cây bên ven đường lặng lẽ khóc. Một lúc sau bỗng nhiên lại có bàn tay ai đó vỗ vỗ nhẹ bả vai nàng khuôn mặt hồ như yến đấm lệ cùng hai mắt đã đỏ mọng lên xoay lại nhìn liền thấy khuôn mặt đáng ghét cùng nụ cười đầy nhẫn tâm của hắn, xe tắt đường nên ta tới trễ. Hồ như yến cuống quyết dùng tay quệt đi nước mắt còn vương trên mặt mình. Nếu ngươi không thích thì ta đi vậy. Trương Dương còn chưa dứt câu hồ như yến đã nhào ngay vào lòng hắn, gắt gao ôm chặt hắn không cho hắn bỏ đi nữa, không. Ta không cho ngươi đi đâu cả, chính ngươi đã nói ngươi muốn ta làm. Nữ nhân của ngươi, sao 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 nhìn thân thể trắng nõn không tì vết của Hồ Như Yến nằm trên giường. Trương Dương không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, một tay hắn nắm hở bàn tay nhỏ xinh của nàng, một tay thì vuốt ve lên xuống không ngừng bờ lưng trơn nhẵn và thì thầm thật muốn làm vậy sao. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Như Yến cũng đỏ ửng lèn vì xấu hổ. Hai tai nàng cũng hơi hồng lèn, sắc đỏ cũng lan xuống tận vùng cổ, bởi vì bàn tay quỳ của hắn đang không ngừng vuốt ve mà nàng hô hấp cũng trở nên rôn rập hơn giọng nàng cũng lý nhí chăng khác gì mùi kêu, ừm. Cảm nhận thấy thân thể cường tráng của hắn càng lúc càng gần sát mình, theo bản năng thân thể mềm mại của nàng trở nên căng thẳng hơn. Trương Dương hôn nhẹ tai nàng một cái rồi ôn nhu thủ thì ta sẽ thương ngươi. Vừa nói ma chảo của Trương Dương vừa vuốt ve cặp đùi trắng nõn của Hồ Như Yến rồi dần dần dịch dần lên. Suốt cuộc Hồ Như Yến cũng chịu mở rộng hai chân mình ra, nhưng vẫn còn rất ngượng ngùng nhận thấy tín hiệu tốt trương dương liền nhanh chóng lật người nằm đè lên người nàng bởi vì là lần đầu nên hổ như yến không tự chủ được mà hơi run lên cùng không phải vì sợ hãi mà chỉ là do bản năng của con gái trương dương hôn nhẹ nàng một cái để chấn an nàng hồ như yến nhắm chặt hai mắt lại cũng hôn đáp lại hắn rồi dần dần cũng thả lỏng người ra đột nhiên nàng cảm thấy dưới hạ thân chu vền đến cơn đau khôn kể nàng càng nhắm chặt hai mắt hơn hai cánh tay lại càng dùng lực mạnh hơn gắt gao ôm chặt lấy lưng hắn nàng kêu lên đầy thống khổ, a à, Trương Dương áp bụng mình kề sát thân thể mềm mại của nàng, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mà không khỏi thở dài một tiếng trầm thấp. Hồ Như Yến mở lớn hai mắt nhìn hắn, giọng cũng run nín cả đi ân. Nó, nó, vừa thở hổn hển vừa nói nên nàng cũng chẳng nói thành tiếng được, hàm răng trắng tinh lại cắn chặt môi dưới, cố gắng nhịn đau không kêu thành tiếng nữa. Trương Dương ngừng động tác lại, đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc dài của nàng, giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói, thực ra, hai chúng ta vẫn có thể giữ được tình bạn thuần khiết. Nghe hắn nói vậy thân thể hồ như yến hơi run lên một chút, trong đôi mắt đẹp không còn vẻ sợ hãi ngại ngùng nữa mà lại toát lẻn vẻ quyến rũ mê người, nàng nũng nịu nói ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Sao, sao 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 giữa trưa hôm sau, ánh nắng mặt trời vàng óng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên thân thể trắng mịn của hồ như yến. Nhìn đóa hoa máu đỏ rực vẫn còn rõ ràng trên tấm ga trải giường trắng phao. Trương Dương không khỏi thâm tình kéo sát thân thể mềm mại kia vào lòng rồi hôn lên trán nàng một cái. Hắn nhẹ giọng như thủ thủy, người không tiếc thân mình trao cho ta, không phải vì muốn báo ơn ta đó chứ. Hồ Như Yến tươi cười dạng dỡ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng nhẹ hôn môi hắn một cái nhưng không trả lời mà chỉ ôn nhu hỏi ngược lại hắn, người một lòng cứu ta cũng không phải chi muốn ta chứ. Hai người thâm tình ánh mắt trao nhau rồi đồng thời nở nụ cười. Hồ Như Yến lại rút sâu vào bờ ngực rắn chắc của hắn nhỏ giọng nói ta yêu ngươi. Vốn dĩ ta vẫn tưởng có thể bảo trì lý trí trước mặt ngươi, nhưng càng gặp ngươi, càng nhìn thấy người ta mới biết mình căn bản không thể kháng cực được chính cảm giác mãnh liệt đó. Thậm chí ta có thể dễ dàng tha thứ việc trong lòng ngươi còn tồn tại những người khác. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của nàng, nhẹ giọng nói mà lại như tự nhủ với chính bản thân mình, ta biết mình không phải người tốt. Ta cũng biết, nhưng ta vẫn yêu ngươi vừa nói cánh tay Hồ Như Yên chẳng khác gì dây thường xuân đeo bám chặt lấy người Trương Dương, không cho hắn cơ hội chạy mất. Bị Hồ Như Yên khiêu khích, Trương Dương lại kích động lên cúi đầu hôn nàng một cái thật nồng cháy. Đúng lúc này thì di động lại kêu không ngừng phá tan ngọn lửa nhiệt huyết đang bốc cao của hắn. Trương Dương với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số liền biết là cố dài đồng gọi tới, hắn quay sang đặt ngón tay lên miệng mình thủ thế ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Hồ Như Yến chấp chấp đôi mắt đẹp, khóe môi lại nở nụ cười gian xào. Về rồi sao? Trương Dương nhẹ giọng hỏi. Cố dài đồng phía đầu dây không nói gì mà vẫn trầm mặc một chút, lúc sau mới thấp giọng trả lời, ừm. Um. Tối qua ta mới về, Trương Dương lại nhớ tới tối qua lúc ở trước cửa nhà Tống Hoài Minh, chiếc xe của cố dài đồng chạy ngang qua xe mình, mình nhìn thấy thì chắc nàng ta cũng nhận ra xe mình. Hai người cứ như vậy trầm mặc không nói gì, dù sao tối qua cả hai cũng đều nhận ra đối phương nhưng cũng không chủ động liên hệ, tối nay có ăn cơm cùng nhau được không? Vẫn là Trương Dương mở lời trước phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Tối ta bận chút việc rồi, có lẽ không được, lúc khác liên lạc lại sau vậy? Nói xong cố dài đồng liền trực tiếp ngắt điện thoại luôn. Trương Dương có chút mất mát chậm rãi để di động xuống, lại thấy hai tay hổ như Yến vẫn đang gắt gao ôm chặt quanh eo minh, cùng đôi mắt cực kỳ quyến rũ kia vẫn nhìn mình từ đầu đến cuối. Bỗng nhiên Trương Dương lại thấy sao động, hắn đẩy ngã nàng xuống giường rồi mạnh mẽ đè nghiến nàng xuống dưới ngay lập tức xuân ý lại tràn ngập căn phòng nhỏ sao 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 có phải trong lòng ngươi đang cực kỳ mâu thuẫn đúng không hồ như yến từ phía sau vòng tay ôm quanh eo hắn trương dương gật gật đầu thừa nhận ta cũng không phải là gã đàn ông tốt lành gì vẫn biết rõ không nên gần gũi mấy người các ngươi nhưng chẳng hiểu sao ta lại không thể khống chế được chính mình hồ như yến ghé sát miệng vào tay hắn giọng điệu đầy mê hoặc như tiểu yêu tinh, nhưng ta thích. Trương Dương cười nhạt như tự diễu chính bản thân mình, ta biết ai cũng ích kỷ cả. Mà về phương diện tình cảm lại càng hơn thế nữa. Ta vẫn luôn cho rằng ta có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả các nàng nhưng thực ra các nàng đều chịu khổ đâu bởi sự ích kỷ của ta. Là ta vô tâm, là ta bất công. Hổ như Yến nhẹ giọng khuyên nhủ hẳn, cũng không phải thể, trong mắt ta người đâu chỉ là một gã hoa tâm đa tình, mà là lạm tình mới đúng trước nay ta không thích người như thế, lại càng không bao giờ nghĩ sẽ trao thản cho một gã như thế. Nhưng sau này ta mới hiểu ra một số chuyện, con người ta không ai là hoàn thiện quá mức, bất kỳ ai cùng có tật xấu, có khuyết điểm riêng. Tuy rằng người hoa tâm, người đa tình, người vô tâm, người ích kỳ nhưng bù lại ngươi lại rất đối chân thành, người chân thành với tình cảm của mình, người dám đối diện với tình cảm của mình, không né tránh cùng không gượng ép, tất cả đến với người đều rất tự nhiên. Ta vẫn tự nhủ ta không nên dây dưa với người nữa, vì như vậy ta sợ rằng đến một ngày ta cũng không kiềm chế được bản thân mà. Nhưng ta lại hỏi lại chính mình, nếu không có ngươi, cuộc sống sau này của ta còn niềm vui, còn thấy hạnh phúc nữa hay không? Hồ Như Yến lại ôm chặt thân thể hắn hơn, nàng nhẹ giọng nói mà như tự nhủ với lòng mình, sẽ không? Tuyệt đối không, tận đáy lòng Trương Dương thấy cảm động khôn xiết. Từ lúc được sống lại đến nay hắn vẫn luôn uy áp tình cảm của hắn như lúc còn ở thời đại tùy triều, nhưng càng sống lâu ngày ở xã hội hiện đại này hắn mới càng nhận ra được một điều, chỉ vì sự ích kỷ. Sự tham lam của hắn mà đã làm tôn thương đến biết bao cô gái thiện lương. Biết bao người vì hắn mà thấy hoang mang, đau khổ. Cuộc sống bị đảo lộn, hắn vẫn luôn áy náy dây dứt về điều này. Nhưng đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra được phương án giải quyết nào cho vẹn cả đôi đường cả. Vẻ mặt Trương Dương chờ nên u ám hơn, hắn thấp giọng hỏi, nếu có thể, hãy nói cho ta biết ta nên làm như thế nào đi hồ như yến nhẹ mỉm cười ta sẽ giúp ngươi ta biết trong lòng ngươi đang mâu thuẫn điều gì ta sẽ thay ngươi gỡ bỏ khúc mắc này được không có thể sao hẳn là có thể cố giai đồng cùng hồ như yến cùng ngồi trong quán cà phê starbucks hai người đều gọi một cốc cà phê đá giống nhau hồ như yến mỉm cười nhìn cố giai đồng trong giọng nói tràn ngập sự ái náy dai dứt xin lỗi vì chiếc xe kia mà cô gặp không ít rắc rối ta cũng không ngờ lại xảy ra hậu quả lớn đến vậy. Cố dài đồng lạnh nhạt nói, sự việc đã qua rồi cũng không cân nhắc đến nữa. Dù sao cô cũng là người bị hại giống tôi, bị chịu không ít tiếng xấu, còn bị cảnh sát bắt giam nữa. Hồ Như Yến mỉm cười nói, cũng chỉ những lúc gặp khó khăn như vậy mới có thể nhận ra được ai là bằng hữu chân chính. Quả thực qua lần này giúp tôi học được nhiều bài học đáng giá cố giai đồng vẫn thản nhiên uống một ngụm cà phê xong lại chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ trầm ngâm nói trương dương rất quan tâm đến cô lần này hắn tới đông giang cũng chủ yếu vì cô hồ như yến nứa nụ cười ngọt ngào mà hạnh phúc nàng nhẹ giọng nói tôi biết bởi vậy ta mới thích hắn thật lòng câu nói của hồ như yến khiến cố giai đồng phải giật mình kinh ngạc đồng thời nàng vừa thấy đồng cảm cho cô nàng này rồi lại có chút gì đó khó chịu trong lòng khó chịu thì khó chịu nhưng nàng cũng không thể làm khác được nàng có thể yêu hắn thì tại sao người khác lại không được nói chính xác hơn là nàng không có quyền gì ngăn cấm người ta yêu hắn cả nghĩ đến đây nàng thở dài u buồn như tự nhủ với bản thân người thích hắn thì nhiều lắm hồ như yến lại mỉm cười nói mà hắn cũng tham lam lắm muốn ôm chọn tất cả người hắn yêu vào lòng chẳng chịu buông bỏ một cai cả nói xong nàng lại liếc mắt nhìn sắc mặt cổ dai đồng một cái rồi thấp giọng hỏi cô tính cứ để vậy sao còn cách nào khác sao Hồ Như Yến nhẹ giọng nói, giữ không được mà bỏ cũng không xong. Cô cho lắng mình có thể bỏ được hắn không? Cố dai đồng lặng lặng suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười như tự chế nhạo mình, quả thực giờ nàng không có lối thoát nào cả. Hồ Như Yến lại nói tiếp, thực ra tình cảm con người có rất nhiều loại, chỉ cần thực lòng đến với nhau là đủ, danh phận quan trọng như vậy sao? Cố dai đồng nhẹ nờ nụ cười, nàng nhìn sâu vào hai mắt Hồ Như Yến chậm chậm hỏi, Trương Dương đã cho người thứ tốt gì vậy? sao tự nhiên cô lại vì hắn làm thuyết khách với ta? Tôi không đành lòng nhìn hắn dày vò dần vặt mình như vậy. Vì nam nhân mình yêu thương tôi có thể làm hề thay tất cả mọi thứ. Cố giai đồng thở dài ánh mắt cùng trở nên mờ mịt hơn, hắn thật may mắn. Hồ Như Yến mỉm cười nói, kỳ thật nếu đổi lại góc độ là người khác, thì tôi lại thấy có được nam nhân như hắn chúng ta cũng là người may mắn. Cố giai đồng nhắm mắt nằm úp mặt trên ghế dài ở cạnh bể bơi, trương dương đang giúp nàng thoa kem chống nắng bàn tay to thô giáp của hắn đang không ngừng xoa nắn trên tấm lưng nhẵn mịn của cố gia đồng chỉ được một lúc thằng nhãi này lại không thành thật tay cứ thế lui dần lui dần bóp xuống đôi kiều đồn căng tròn hắn vừa làm việc xấu vừa nhẹ giọng đánh lạc hướng chú ý của nàng gia đồng tỷ thực là thiên sinh lệ chất phơi nắng cả ngày như vậy mà da không bị đen đi chút nào vẫn trắng như bóc cố gia đồng hung hăng khép chặt hai chân lại kẹp bàn tay quỳ của hắn đang có ý đổ xâm phạm xuống dưới nàng xoay người ngồi dậy, giọng điệu có phần hơi oán trách mắng nhẹ, rõ ràng tối qua người thấy xe ta chạy ngang qua, vì sao lại không gọi điện lại cho ta. Ta cũng có chỗ khó của ta, chỗ khó nào, lúc đó ta mới từ trong nhà tống chủ tịch đi ra, nếu bắt chuyện với người ngay chỉ sợ người lại nghĩ nhiều. Cổ giai đồng nắm chặt bàn tay to của hắn hỏi ngược lại, vì sao ta lại phải nghĩ nhiều. Giai đồng à, chắc người cùng biết tống chủ tịch tìm ta cũng chỉ vì chuyện của sở yên nhiên thôi mà. Lúc này Trương Dương cùng không định giấu giếm điều gì, thành thật khai ra hết. Cổ giai đồng không nói gì nữa mà xoay người hắn lại, giúp hắn xoa kem trổng nắng lên da. Mấy hôm phơi nắng, da của hắn đã chuyển thành màu đồng cổ trông cực kỳ khỏe mạnh, lại kết hợp với thân hình săn chắc mà cân đối tạo cho hắn có sức hút mãnh liệt khiến nàng không tự chủ được cứ nhìn mãi không thôi. Một lúc sau nàng nhỏ giọng nói, sáng nay hổ như yến có tìm ta. Không nhìn thấy mặt hắn nhưng từ phản ứng của cơ thể, nàng cùng nhìn ra hắn đang lo lắng. Cố giai đồng lại nói tiếp, ta biết nàng có ý tốt muốn tháo gỡ dùm ngươi những khúc mắc trong lòng. Trương Dương chỉ ừm nhẹ một tiếng chứ không biết trả lời lại cố giai đồng như thế nào. Hắn cùng biết nàng là một người con gái cực kỳ thông minh, lại tình cảm, tuy rằng hắn không có nói ra nhưng nàng vẫn hiểu, vẫn lo nghĩ dùm hắn. Cố giai đồng mát xa nhẹ hai vai hắn, nàng nhỏ giọng nói ta quyết định buông tay. Trương Dương giật mình chấn động, hắn định xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng cố dai đồng ở phía sau đã vòng tay ôm chặt lấy hắn ta không yêu cầu ngươi phải cho ta cái gì những thứ ngươi dành cho ta đã quá đủ rồi trương dương nắm nhẹ bàn tay thon nhỏ của cố giai đồng càng sống lâu trong thời đại mới này hắn lại càng nhận ra những suy nghĩ trước kia của hắn vốn dĩ không phù hợp với chuẩn tắc của thời đại này bởi vậy mà hắn đã vô tình mang lại nhiều rắc rối cho các hồng nhan chi kỷ của hắn nhưng dù hắn có nhận ra điều này hắn vẫn tự nhũ hắn không thể buông bỏ được bất kỳ người nào. Thực ra Trương Dương hiểu sai ý của cố giai đồng nàng nói buông bỏ ý chỉ là buông bỏ không hy vọng chuyện hôn nhân nữa, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là điều hạnh phúc nhất với nàng rồi, nàng không cần gì hơn, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ nên danh phận với nàng chẳng quan trọng nữa. Trương Dương xoay người, đối diện với cố giai đồng hắn nhìn thắng vào hai mắt nàng giọng nói tràn đầy tự tin mà kiên định, nhất định ta sẽ đối tốt với người. Ta tin ngươi nói xong nàng hôn nhẹ lên chán hắn một cái thư thể hiện tình cảm cũng như sự tin tưởng của mình. Không chỉ riêng gì cố dài đồng muốn buông bỏ, tuy rằng đã có những hành động thân thiết nhưng Tần Thanh vẫn luôn giữ mối quan hệ giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Nói thật, nàng lại cảm thấy hài lòng với hiện trạng như bây giờ, bởi vì nàng vẫn nghĩ, yêu nhau không nhất thiết cả ngày lẫn đêm đều phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần vẫn nghĩ về nhau, luôn quan tâm lo lắng cho đối phương là đủ có thường tụng chiếu cố nên tần thanh công tác khá thuận lợi ở Lam Sơn. Căn cứ nguồn tin tức đáng tin cậy, Bộ Thương mại Trung ương đã thông qua việc thành lập khu công nghiệp phát triển kiểu mới ở tỉnh Bình Hải. Trước đó tỉnh ủy cũng đã dự trù hai thành phố là Giang Thành và Lam Sơn sẽ được chọn để làm trọng điểm đặt khu công nghiệp kiểu mới để tiến tới phát triển, biến thành phố đó thành thành phố cấp quốc gia. Cũng bởi vì vậy mà hai thành phố vốn thân thiết như anh em giờ lại bắt đầu một cuộc đua tranh, một cuộc chiến không có thuốc súng mà quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Ủy ban Thường vụ tỉnh nhưng hai thành phố vẫn cần phải cử người đại diện đứng ra làm công việc này. Công tác quản lý cũng phát triển khu công nghiệp không thuộc thẩm quyền của Tần Thanh nhưng trong buổi họp hội nghị thường vụ thị ủy thường tụng lại đứng lên đưa ra ý kiến để Tần Thanh nhận nhiệm vụ lần này. Vài vị thành viên ban thường vụ cũng không tán thành ý kiến này của hắn. Họ cho rằng khu công nghiệp kiều mới này không phải chỉ của riêng thành phố Lam Sơn mà đó còn là dự án trọng điểm của toàn tỉnh Bình Hải, bắt buộc phái làm cực kỳ cẩn thận không được xảy ra sai sót. Mà Tần Thanh bất quá chỉ là một phó thị trưởng, hơn nữa lại còn chưa trở thành thành viên ủy ban thường vụ thị ủy, như vậy sao thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề như vậy? Thường Tụng vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến để bà Tần Thanh nhận nhiệm vụ lần này. Mà lý do hắn đưa ra cũng khá hợp tình hợp lý. Tuy mới chỉ là phó thị trưởng nhưng Tần Thanh lại là cán bộ trẻ tuổi nhất, học vấn cũng là cao nhất chủ yếu là tuổi trẻ nên có những suy nghĩ tư duy năng động nhạy bén hơn nữa trước đó tần thanh lại có kinh nghiệm trong việc thành công khôi phục lại vài lễ hội văn hóa của giang thành thu hút không ít khách du lịch tới tham quan mà tần thanh công tác tại giang thành khá lâu đương nhiên nàng cũng khá quen thuộc với tình huống bên đó biết người biết ta trăm trận trăm thắng đảng ủy trung ương cũng từng căn dặn nên mạnh dạn sử dụng những cán bộ trẻ có năng lực bởi thế mà lần cạnh tranh này tần thanh là người thích hợp nhất cũng có thể coi lần này như một cuộc kiểm tra lớn giúp nàng có thêm kinh nghiệm trong công tác. Ở thành phố Lam Sơn thì lực ảnh hưởng của thường tụng vô cùng lớn, bởi vậy mà sau khi nghe bài phát biểu của thường tụng xong bí thư thị ủy Chu Vũ Dương cũng phải suy nghĩ lại rồi cho rằng thường thị trường nói cũng có lý. Hai lão đại đã thống nhất ý kiến nên chẳng còn ai dám đứng ra phản đối nữa. Tần Thanh chính thức nhận trách nhiệm phụ trách toàn bộ việc thành lập khu công nghiệp lần này nếu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì Tần Thanh có thể dễ dàng trở thành ủy viên ban thường vụ thị ủy Lam Sơn. Không chỉ riêng Lam Sơn, lãnh đạo Giang Thành cùng cực kỳ coi trọng chuyện này. Tổ chuyên môn lấy trung tâm là tả viên triệu, bọn họ đã sớm lên kế hoạch đi Đông Giang cố gắng thuyết phục tỉnh ủy giành được dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới này. Còn Trương Dương thì mãi đến lúc Tần Thanh nói mới được biết chuyện này. Bên phía Lam Sơn chỉ có Tần Thanh cùng thư ký riêng Thường Hải Tâm đến Đông Giang, hai nàng cùng đều ở trong nhà khách tỉnh ủy tuy không gặp mặt được nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc lúc biết tần thanh tới đông giang trương dương liền vội vàng chạy tới nhà khách tỉnh ủy gặp nàng lúc trương dương tới được tần thanh đang bận gọi điện nên thường hải tâm nhiệt tình mời trương dương vào phòng ngồi chơi thường hải tâm rót cho trương dương cho trương dương một chén trà rồi nhỏ giọng nói tần phó thị trường gọi điện cũng được khá lâu rồi người bảo tôi cứ đón tiếp anh trước trương dương cười cười gật đầu nhìn mái tóc đuôi gà của thường hải tâm trương dương lại liên tưởng đến những nữ sinh đại học trông thực ngây thơ hồn nhiên bởi vì nàng ta làm việc trong chính phủ nên ăn mặc phải trang trọng kín đáo có phần bảo thủ nhưng như vậy lại có nét duyên dáng cao quý mà tao nhà riêng khiến người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái cuối cùng tần thanh cũng gọi điện xong quay trở lại phòng khách đặt di động xuống bản uống nước rồi nhìn trương dương tươi cười niềm nở tiểu trương đến rồi đó à trước mặt người khác nàng phải tỏ ra mình ra là lãnh đạo là cấp trên nói chuyện với cấp dưới. Lâu ngày không gặp có phần nhớ nhung, Trương Dương chẳng quản nàng ta gọi mình thế nào. Ánh mắt chuyển đến cặp đùi thon dài kia tham lam nhìn. Theo bản na gờ tần thanh hơi khép hai chân lại, trong lòng thầm mắng, có người ngoài mà lại không thành thật rồi, để chốc nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Nhìn ánh mắt nóng rực của hần đang tham lam nhìn khắp cơ thể mình, tần thanh cũng biết hắn đang nghĩ cái chủ ý gì trong đầu, nàng cũng không kìm chế được mà chống ngực cứ đập liên hồi. Nàng vội vàng nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, mượn cơ hội che giấu nét mặt xấu hổ của mình. Thường Hải tâm nhỏ giọng nói, tần phó thị trưởng, hai người cứ nói chuyện đi, tôi phải đi đánh máy lại mấy văn kiện nữa. Tần Thanh gật gật đầu không nói gì. Thường Hải tàm đi rồi thằng nhãi này liền chạy sang ngồi cạnh Tần Thanh rồi bất ngờ hôn trộm nàng một cái. Tần Thanh giả bộ tức giận chừng mắt nhìn hắn khẽ mắng, đừng làm loạn, ta có chuyện nghiêm chỉnh muốn nói với ngươi bị tần thanh đuổi thằng này liền giả đò tuổi thân cúi đầu trở lại chỗ cũ, ta thấy ánh mắt tiểu thường hơi khác lạ, người có cho rằng nàng ta nhận ra điều gì hay không? Tần thanh liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói, người không ở Giang Thành đi, suốt ngày chạy tới Đông Giang làm gì? Trương Dương thở dài ngao ngán nói, một lời khó nói hết ga Tiếng là phó chủ nhiệm ở sở thương mại thành phố thật đó nhưng chỉ là một cái hư danh, đến cả chỗ đặt đít còn không có hơn nữa giờ bên sở du lịch cũng chẳng có việc gì nên giờ dỗi rãi chạy tới Đông Giang chơi. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, Trương Dương cười cười rảo hoạt nói, cũng là thuận tiện giải quyết một vài chuyện vặt, bất quá cũng đều cơ bản giải quyết xong rồi, chẳng là ta lười về Giang Thành thôi, chẳng mấy khi nên tính ở lại chơi ít hôm. Nghe vậy Tần Thanh có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại, người tới Đông Giang không phải vì việc xin cho Giang Thành xây dựng khu công nghiệp kiểu mới sao? Trương Dương cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, sao cơ? khu công nghiệp kiểu mới nào, ta chẳng hiểu ngươi đang nói chuyện gì cả. Lúc này Tần Thanh mới kể lại việc Bộ Thương mại Trung ương quyết định thông qua việc cho xây dựng khu công nghiệp kiểu mới ở Giang Thành cùng Lam Sơn, mà hiện giờ hai thành phố đang gấp rút tiến hành công tác xin tình ủy cấp phép cho thành phố mình được quyền xây dựng khu công nghiệp này. Trương Dương gái gái đầu cười khổ nói, ta cùng đâu biết chuyện này đâu, dù sao ta cũng chỉ là một gã cán bộ cấp khoa nho nhỏ, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải báo cho ta biết nên ta cũng không rõ, Nghe hắn nói cùng cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn Tần Thanh mới thực sự tin hắn tới Đông Giang không phải vì chuyện Giang Thành Si được cấp phép xây dựng khu công nghiệp. Chẳng là do Trương Dương quan hệ khá mật thiết với cô bí thư tỉnh ủy nên đám lãnh đạo Giang Thành cử hắn đi cũng là chuyện thường tình, bởi vậy mà Cố Gia Đồng mới hiểu nhầm như vậy. Trương Dương lại nói, ta thấy Giang Thành chỉ là vỏ rỗng không, chẳng có chút lợi thế cạnh tranh nào với Lam Sơn cả. Tần Thanh lắc lắc đầu không cho như vậy, cũng không hẳn như người nói dù sao giang thành cùng là thành phố trực thuộc tỉnh mà hiện trạng phát triển kinh tế tỉnh bình hải hiện nay là phía bắc mạnh phía nam yếu kém mà lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng sự phát triển của khu vực bắc bộ cô bí thư cũng không ít lần đề cập đến vấn đề đặt giang thành làm trọng điểm phát triển kinh tế của toàn tỉnh lấy giang thành làm trung tâm rồi mở rộng ra các thành phố xã thị trấn xung quanh nếu đem khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia xây dựng ở giang thành thì thứ nhất hợp với ý nguyện của lãnh đạo cấp tỉnh thứ hai điều này sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của Giang Thành sau này. Người nói vậy chẳng nhẽ định bỏ không làm vụ này sao? Tần Thanh lắc lắc đầu nói, đó chỉ là quan điểm của riêng ta mà thôi, thân là phó thị trường Lam Sơn đương nhiên ta phải dọc lòng vì sự phát triển của Lam Sơn rồi. Nếu Lam Sơn giành được dự án xây dựng khu công nghiệp kiều mới này thì nền kinh tế Lam Sơn sẽ nhanh chóng tiến lên một mức cao hơn, đời sống người dân cũng theo đó được cải thiện hơn trước. Trương Dương mỉm cười nói, giả như ngươi làm hoàn thành tốt việc này, có phải sẽ được vào ủy ban thường vụ thị ủy Lam Sơn không? Tần Thanh có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, nàng cũng không ngờ mộ tinh của hắn lại được nâng cao đến vậy. Nàng không phủ nhận mà gật gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Thường thị trưởng đã ám chỉ qua chuyện này với ta. Trương Dương nhẹ giọng nói, ta mặc kệ Giang Thành với Lam Sơn có cạnh tranh nhau hay không ta chỉ cần biết ngươi ở bên nào thì ta ở bên đó. Nghe hắn nói thế, nội tâm Tần Thanh cũng thấy ấm áp vài phần, Nàng nhỏ giọng nói, ngươi nói vậy chẳng khác nào đứng về phe Lam Sơn rồi, đừng quên ngươi là cán bộ Giang Thành đó. Ta chỉ nhớ ta là nam nhân của mình ngươi mà thôi. Tần Thanh cũng không ngờ ở chỗ này mà hẳn vẫn mặt dày nói ra những lời như vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên vì xấu hổ. Nàng nhẹ giọng mắng, đừng nói bậy bạ nữa, nghiêm túc chút đi, ta còn chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Trương Dương Thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia, khẽ ừm. Một tiếng Tần Thanh đang định nói tiếp thì điện thoại lại kêu, nàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu đứng dậy đến bàn làm việc nghe điện. Là phó bí thư thị ủy Ngô Minh gọi điện tới, chẳng là Ngô Minh đang học tập ở trường đảng tỉnh, nghe phó thị trưởng Tần Thanh cũng tới Đông Giang cho nên mới có ý mời cơm. Ngô Minh vừa là thành viên ủy ba thường vụ vừa là phó bí thư thị ủy, mà. Người ta đã trực tiếp gọi điện đến mời nên Tần Thanh cũng không tiện từ chối thẳng thừng, nàng gật đầu nhận lời rồi nói mấy câu xã giao xong liền cúp máy đặt điện thoại xuống sau nàng quay sang nói với trương dương phó bí thư ngô minh mời ta trưa nay dùng cơm ở nhà hàng nam quốc thực phủ trương ngươi không có bận gì thì đi cùng luôn trương dương gật gật đầu đồng ý tần thanh lại bấm số gọi cho thường hải tâm thường hải tâm cũng không đi đâu xa tiện thể ngồi trong phòng tiếp tân của nhà khách tinh ủy đánh mấy bản văn kiện nghe tần phó thị trường gọi liền trở lại phòng sao 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 nhà hàng nam quốc thực phủ nằm ở ngoại ô phía nam đông giang nhà hàng mới xây dựng không lâu nhưng có lối kiến trúc lại khá lạ mắt lại nằm trong quần thể khu du lịch nghỉ mát cao cấp gồm quần thể các nhà hàng khách sạn sang trọng cùng các tụ điểm vui chơi giải trí nghe nói quần thể này đều là của một vị doanh nhân người singapore tên hoàng việt tường đầu tư xây dựng nên người này cũng đầu tư không ít các hạng mục ở lam sơn cũng quen biết rất rộng với lãnh đạo cao tầng thị ủy lam sơn bởi vậy mà lãnh đạo Lam Sơn đến Đông Giang công tác cũng ít người chọn ngủ lại nhà khách tỉnh ủy mà hầu hết đều ở lại khách sạn của Hoàng Việt Tương. Trương Dương vừa đánh xe đến cửa nhà hàng Nam Quốc Thực Phủ đã thấy có ba người đứng đợi sẵn ở cửa, trong đó một gã thân hình cao lớn tươi cười rạng rỡ đi tới bên này. Gã kia chính là phó bí thư thị ủy Lam Sơn Ngô Minh, hắn năm nay cũng chỉ ngoài 30, cũng được coi là một cán bộ trẻ có triển vọng của Lam Sơn. Tần Thanh mở cửa xuống xe mỉm cười bắt tay với hắn, Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai vào trong nhà hàng. Trương Dương cùng Thường Hải Tâm thì xuống xe sau, Thường Hải Tâm nhỏ giọng giới thiệu cho Trương rong bỉa thân phận của mấy người kia. Trong đó người có chức vụ cao nhất là Ngô Minh, ngoài ra hai người kia phân biệt là Hà Lập Vũ, nguyên cục trưởng tri cục thuế thành phố Lam Sơn. Người thứ hai là Trương Quý Sinh, nguyên sở trưởng sở giáo dục và đào tạo thành phố Lam Sơn. Thường Hải Tâm còn tiết lộ thêm cho Trương Dương biết vợ của phó bí thư thị ủy Ngô Minh bị bệnh hiểm nghèo chết từ vài năm trước, hiện vẫn đang độc thân và có ý định theo đuổi tần phó thị trường. Cái khác trương dương không thèm để ý nhưng riêng chuyện này thì thằng nhãi này liền thấy khó chịu, tự dưng ở đâu nhoi ra một gã tình địch, người tưởng mình là ai mà dám theo đuổi nữ nhân của ta? Chẳng cần suy nghĩ nhiều thằng nhãi này liền liệt Ngô Minh vào danh sách những kẻ đối nghịch cần loại trừ. Tham dự bữa tiệc còn có cục trưởng cục phòng chống lụt báo tỉnh ủy Phó Đạo Cường mà đến cả lão bản của Nam Quốc thực phủ Hoàng Việt tường cũng đích thân tới bồi tiếp, bởi vậy mà Trương Dương cùng Thường Hải Tâm nhiễm nhiên trở thành người có bối phận nhỏ nhất. Thường Hải Tâm thì không nói làm gì, dù sao cha nàng cũng là thị trưởng thành phố Lam Sơn thường tụng, bởi vậy mà người khác cũng phải nể mặt cha nàng quay sang bắt chuyện với nàng vài câu. Chỉ riêng trong Dương chỉ là một gã cán bộ cấp khoa còn con nên chẳng có ai thèm coi trọng để vào mắt sau khi Tần Thanh được Tần Thanh giới thiệu bọn họ cũng chỉ bắt tay chào hỏi lấy lệ sau đó liền làm ngơ không thèm để ý đến. Ngoài thường hải tâm thỉnh thoảng quay sang tán gỗ vài câu căn bản là chẳng ai nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Loại tiệc tùng chính trị kiểu này thì địa vị cùng danh tiếng là quan trọng nhất, người có địa vị, có danh tiếng càng lớn thì lại càng được nhiều người chúc rượu hơn. Phó Đạo Cường vừa lớn tuổi nhất, chức vụ cùng cao nhất nên được mọi người kính ngồi ghế trên, hơn nữa hắn nói chuyện cũng có phần hài hước nhưng chủ yếu là khoe khoang nhiều hơn hắn nâng chén rượu lên cười nói mọi người ở đây đều là bạn bè cả cần gì phải nghiêm túc như họp đánh giá tổng kết cuối năm vậy vui vẻ lên đi nào hay là để ta góp vui kể chuyện cười mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn phó đạo cường hơi liếc mắt nhìn thoáng qua tần thanh một chút rồi bắt đầu thấp giọng kể có một lần thế này trong một buổi tiệc cũng như thế này có một vị nữ thị trưởng và một gã bí thư cũng dự tiệc đến giữa buổi tiệc gã bí thư kia cao hứng có nói một câu bình thường bí thư đều phải trải qua thị trường mà lên. Nữ thị trưởng kia nghe thấy vậy liền sửa lại rằng, phải nói rằng, bình thường bí thư được sinh ra từ thị trường mới đúng. Hắn nói xong liền ha hà cười lớn, chuyện cười này thực quá trùng hợp với tình cảnh bây giờ. Tần Thanh là nữ phó thị trường, phó đạo cường kể chuyện cười như vậy chẳng khác nào châm biếm chê cười Tần Thanh cả. Mà Tần Thanh cùng hơi đỏ lên trong lòng thầm mắng gã phó đạo cường kia nói năng không bia giữ ý tứ gì cả, chỗ đông người lại có cả con gái như vậy mà ăn nói thô lỗ. Ngô Minh cũng mỉm cười theo. Phó Đạo Cường thâm ý quay sang hỏi lại Ngô Minh, không biết trước kia Ngô Bí Thư đã từng làm thị trường. Ngô Minh liếc mắt nhìn Tần Thanh một cái, ánh mắt hắn trông cực kỳ mập mờ ám muội. Hắn cười cười trả lời, ta là Phó Bí Thư nên cũng từng phải làm Phó Thị Trường. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy đều tủm tỉm cười. Trương Dương vẫn nhìn chằm chằm Phó Đạo Cường từ lúc hắn mở miệng đến giờ bỗng nhiên mắng lớn một câu đồ con rùa tiếng quát của trương dương khiến tất cả mọi người đều im bặt lại riêng phó đạo cường thì giật mình sửng sốt thẳng nhãi kia đang nhìn mình như vậy chẳng phải hắn đang mắng mình hay sao từ lúc phó đạo cường kể chuyện cười kia tần thanh chỉ biết cúi đầu xấu hổ không dám nói gì thấy mình bị người khác vỗ nhục nên hắn mới tức giận mắng phó đạo cường nàng cũng biết một khi hắn tức giận thì không ai có thể ngăn cản được hắn thường hải tâm chăm chú nhìn trương dương Tuy rằng nàng vẫn ngờ vực mối quan hệ của Trương Dương với tần phó thị trường, nhưng nàng lại không biết tính hắn ra sao, hắn mới chỉ là một gã cán bộ cấp khoa vậy mà lại dám mắng phó cục trường ngay trước mặt mọi người như vậy. Dù sao thường hải tâm cùng là người nhanh trí, nàng liền tìm cách hòa giải cười nói, Trương trưởng phòng nói sai rồi, món đó là con ba ba mới đúng chứ. Hai mắt chưa CMG Dương vẫn nhìn chằm chằm vào phó đạo cường, căn bản chẳng thèm để ý lời thường hải tâm, hắn cười lạnh nói, người tưởng rằng mình hài hước lắm sao chỉ là chó má, hạ lưu, vô giáo dục. Các thớ thịt trên mặt phó đạo cường hơi run rẩy một chút. Nếu vừa rồi câu, đồ con rùa, kia còn có thể tìm lời giải thích được một chút, còn mấy lời này thì chẳng khác gì trực tiếp mắng thẳng mặt hắn. Chỉ là một thằng quát con mà dám mắng thẳng mặt mình, người tưởng mình là con ông trời chắc. Phó đạo cường nghiêm mặt lại lạnh lùng nói, anh bạn trẻ, nếu cậu không thích vui đùa thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù sao hắn cũng là cục trường, là cán bộ cấp cao nên tu vi hàm dưỡng cũng hơn người, bị người ta mắng thẳng mặt như vậy vẫn nén giận được. Tần Thanh nhíu nhíu mày ra chiều không vui nhỏ giọng nói, tiểu trương, người uống hơi nhiều rồi đó. Lúc này nàng cũng có chút hôi hận khi mang Trương Dương đi cùng. Trương Dương vẫn nhìn thẳng mặt phó đạo cường nhếch mép cười nhạt, uổng hơi nhiều ư. Chỉ là lý do vớ vẩn, người nghĩ rằng người chỉ cần uống hai ba chén rượu liền già vờ say dở trò đùa bỡn người khác được sao? chẳng khác gì là lưu manh đầu đường xó chợ. Nói xong Trương Dương lại quay sang nhìn Ngô Minh, nghe ngươi nói thì ngươi là do thị trưởng sinh ra vậy ta hỏi mẹ ngươi là thị trưởng nào vậy? Ngô Minh tức giận đến đỏ bừng mặt ngươi, thấy cấp trên bị người ta vù nhục như vậy, cục trường cục thuế Hà Lập Vũ liền đứng ngồi không yên muốn biểu hiện một chút trước mặt cấp trên. Trong đầu vừa thoảng nghĩ một cái hắn liền đứng phát dậy chỉ tay thẳng mặt Trương Dương lớn tiếng nói, sao người trẻ tuổi bây giờ lại ngỗ ngược như vậy nhỉ? có tin ta dạy dỗ người biết thế nào là phép tắc hay không? Trương Dương thở dài một hơi đang định đá lại hắn mấy câu thì thường hải tâm ở bên cạnh đang không ngừng kéo tay Trương Dương, giọng nàng cũng quính hết cả lên, xin lỗi. Xin lỗi mọi người, Trương Dương, hắn ta uống hơi nhiều, xin lỗi, nàng cố gắng dùng sức kéo hắn ra ngoài. Ngay cả phó đạo cường cùng ngô minh hắn còn không thèm đề vào mặt thì Hà Lập Vũ chỉ là cán bộ cấp xử lại càng không đáng là gì, thế nào cùng bị hắn mắng té tát nữa cho mà xem bởi thế mà nàng mới phải kéo thằng nhãi này ra cho bằng được, nhất quyết không được để hắn gây loạn nữa. Lúc thường hải tâm lôi trương dương ra gần đến ngoài cửa rồi hắn vẫn còn ngoái đầu lại buông thêm một câu nữa, người tên Hà Lập Vũ đúng không? Ta thấy ngươi nên dạy dỗ lại gã phó đạo cường kia thì đúng hơn đó. Còn nữa, ngươi làm ở đó không lỗ nữa đâu. Những lời này của Trương Dương đã vượt quá mức chịu đựng của Phó Đạo Cường, rất nhiều người ở đây đều thấy thằng nhãi kia thực chẳng biết trời cao đất dày là gì, chỉ là một gã cán bộ cấp khoa mà dám lớn tiếng mắng mỏ cấp trên như vậy. Trương Dương cùng Thường Hải Tâm vừa khuất bóng sau cánh cửa. Tần Thanh liền đứng dậy thấp giọng nói, xin lỗi, tôi còn việc bận, xin cáo từ trước. Thấy Tần Thanh có ý muốn bỏ gì, Ngô Minh liền vội vàng đứng dậy ngăn Tần Thanh. Cũng không nên vội vàng như vậy chứ, người trẻ tuổi uống nhiều nói năng không cẩn thận thôi mà, Phó Cục trưởng cũng không so đo gì với hắn đâu. Phó Đạo Cường tuy vẫn nén giận nhưng mặt đã tim ngắt cả vào, Hắn hử lệnh một tiếng nói, tiểu tử Trương Dương này là thằng nào chứ? Là bạn trai của tiểu thường hay sao? Tưởng rằng chỉ là bạn trai của con gái thị trường là giỏi lắm sao? Tản thanh có phần khinh thường nhìn phó đạo cường, nàng nhẹ giọng nói, hắn là Trương Dương, chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển sở thương mại Giang Thành. Ta không biết hắn có quan hệ gì với tiểu thường, nhưng ta chỉ biết mẹ nuôi của hắn là phu nhân văn phó tổng thống. Nói xong nàng liền xoay người bỏ đi nghe vậy cả đám đều ngồi trợn mắt há mồm không biết nói gì sắc mặt phó dạo cường trở nên trắng bệch ra hắn lắp bắp nói là hắn sao thảo nào ta cứ thấy hắn quen quen bỗng nhiên hắn lại nhớ tới câu cuối trước khi đi của trương dương trong lòng liền thấy lạnh toát cả đi họa từ miệng mà ra hắn cũng không ngờ sự nghiệp của hắn chỉ vì mấy câu nói trêu đùa mà sụp đổ hoàn toàn tuy rằng trương dương là vì mình mới đứng ra trả đũa lại bọn họ nhưng tần thanh cũng thấy hơi giận hắn nếu là bình thường thì nàng còn thấy vui vẻ nhưng ở trước mặt nhiều lãnh đạo mà hắn lại tỏ ra vô lễ, không coi ai ra gì như vậy thực không phải sáng suốt cho lắm. Nàng lạnh lùng đuổi Trương Dương cùng Thường Hải Tâm về nhà khách tinh ủy, còn nàng thì bắt taxi đến tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh kêu có việc cần làm. Nhìn chiếc xe taxi chờ tần phó thị trướng chạy xa dần. Thường Hải Tâm không khỏi thở dài than, người cũng thật là, tự dưng lại kích động đến vậy, chắc người cũng còn lạ gì mấy tiết mục không đâu vào với đâu của đám cán bộ nhà nước này rồi còn gì. Trương Dương vẫn nheo nheo hai mắt lại nhưng bỗng nhiên lại mỉm cười nhạt. Quả thực lúc này hắn cũng có phần hơi kích động, đương nhiên hắn cũng không lạ gì mấy trò đùa góp vui trên bàn rượu kiều này. Chỉ là lần này đối tượng lại là Tần Thanh, nếu hắn cứ trơ mắt nhìn nữ nhân mình bị người ta vỗ nhục, vậy hắn chẳng phải thành rùa đen rút đầu hay sao? Thường Hải Tâm có phần khó hiểu hỏi lại hắn, người cười cái gì vậy? Ta cười là lúc nghĩ xem nên hại người bằng cách nào. Ta đang nghĩ làm sao có thể để gã phó đạo cường kia nếm mùi đau khổ. Thường hải tâm cử tướng rằng lúc nãy hắn tức giận quá nên mới nói vậy thôi chứ nàng cũng không nghĩ rằng tiểu tử này lại dám làm thật. Nàng nhẹ giọng khuyên, thôi bỏ đi, người ta là cán bộ cấp tỉnh, người chỉ là một gã chủ nhiệm cấp khoa bé tẹo, thử hỏi ngươi làm gì được hắn. Rốt cuộc là ngươi đứng vẻ phía bên nào vậy, ta đứng về phía tần phó thị trương, chẳng đứng về phía nào cả thì ta cho thằng nhãi kia nếm mùi đau khổ là trả thù cho tần phó thị trường của ngươi còn gì như vậy thì hai ta là bằng hữu a à. nếu như ta đá đít được cả gã ngô minh kia thì tần thanh được thăng lên làm phó bí thư còn ngươi được làm phó thị trường còn gì thằng nhãi này mở miệng ra một câu cũng tần thanh hai câu cũng tần thanh nếu là bình thường thì bị người khác nhìn ra có vấn đề ngay nhưng do thường hải tâm vẫn chỉ là một nữ hài tử hơn nữa nàng lại bị cuốn theo câu nói của trương dương nên mới không nhận ra được điều gì Nàng hắng giọng mắng nhẹ, ta thấy người mới giống lưu manh thì có, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh người. Thế mà là lưu manh à, mà ngươi không thích thành phó thị trường sao? Cút đi, không nghe ngươi nói bậy nữa. Thường hải tâm cũng chẳng thèm đôi co với gã cứng đầu này nữa. Tần Thanh tới tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh là để gặp trực tiếp Tống Chủ tịch tỉnh nói chuyện, rồi đưa cho Tống Chủ tịch tài liệu đã chuẩn bị sẵn của thành phố Lam Sơn về dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới chỉ là tống chủ tịch hẹn 3 giờ chiều gặp, nhưng vì Trương Dương làm loạn giữa buổi tiệc nên nàng mới phải đến đây sớm rồi lại phải ngồi đợi. Lúc ngồi đợi nàng lại nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi nhớ tới điệu bộ tức giận chẳng nề hà ai đứng dậy chỉ thẳng mặt mắng phó đạo cường cùng ngô minh, bất giác nàng lại nở nụ cười mỉm Lúc này trong lòng chẳng còn thấy tức giận hắn nữa. Nàng cũng biết, nếu xét đến cùng thì nguyên nhân chân chính là do nàng cả, nếu nàng không mang hắn tới thì cũng không phát sinh sự việc ngoài ý muốn như vậy mà ngẫm lại cũng tại tên ngô minh kia cứ bám giết mãi không thôi khiến nàng có phản cảm, bởi thế nàng mới nảy ra ý nghĩ mang nam nhân của mình đi để hắn biết khó mà rút lui. Tần Thanh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường cũng sắp đến giờ hẹn với Tống Chủ tịch tỉnh rồi. Vì thế nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về chuyện kia đi, chuẩn bị thật tốt cho bài diễn thuyết của mình với Tống Chủ tịch. Sau khi đã sắp xếp lại trình tự trong đầu rồi, nàng mở mắt ra đứng dậy, chậm rãi đi về phía văn phòng chủ tịch tỉnh. Sao 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 Tổng Hoài Minh đang ngồi đánh máy tính ở văn phòng. Lúc gã thư ký Trung Bồi Nguyên dẫn Tần Thanh tới thì dường như hắn đang gặp vấn đề gì với cái máy tính thì phải. Hẳn nhíu nhíu mày vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nói, Tiểu Trung, cậu tới phòng kỹ thuật gọi người sửa máy tới đây dùm ta cái, ta không vào rửa Windows rồi. Nghe vậy Tần Thanh liền thấp giọng nói, Tống Chủ tịch, có thể để tôi xem giúp ngài được gì không? Tống Hoài Minh ngẩng đầu lên mới nhận ra là Tần Thanh tới, hân tươi cười nói, nữ phó thị trường Lam Sơn Tần Thanh tới rồi đó à? Đúng là tuổi trẻ tài cao, lại rất xinh đẹp nữa chứ. Vừa nói hắn vừa đứng dậy bắt tay với Tần Thanh, đã nghe đại danh từ lâu. Tần Thanh mỉm cười trả lời lại, hy vọng Tống Chủ tịch nghe được toàn chuyện tốt của tôi. Tống Hoài Minh lại quay sang chỉ chỉ cái máy tính của mình nhỏ giọng nói, giúp ta kiểm tra lại một chút đi. Nói xong hắn đứng dậy nhường chiếc ghế chủ tịch tỉnh cho Tần Thanh. Tần Thanh cũng không khách khi ngồi vào vị trí của hắn, hai tay gõ gõ bàn phím cực kỳ thành thạo, chưa đầy 3P sau đã sửa lại như cũ, nàng theo đốt mà khởi động lại trình Windows 3.1. Tống Hoài Minh thấy vậy không khỏi tấm tắc khen, quả không hổ danh sinh viên xuất sắc của Harvard, trình độ máy tính giỏi thật. Tần Thanh nhẹ nở nụ cười định đứng dậy trả lại chiếc ghế chủ tịch tỉnh. Tống Hoài Minh khoát tay cười nói, cứ ngồi tiếp đi, vừa hay ta có mấy vấn đề không rõ về máy tính muốn ngươi chỉ giúp luôn. Tần Thanh ngượng cười sầu hổ trả lời lại, chiếc ghế của Tống Chủ tịch tôi cũng không dám tùy tiện ngồi lâu. Tống Hoài Minh ha ha cười lớn, không được rồi, làm cán bộ thì phải có trí lớn chứ, không cần làm soái thì không phải hảo binh lính. Nói xong hắn kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh Tần Thanh rồi chỉ chỉ trò trò hỏi nàng mấy vấn đề về máy tính. Phải nói rằng trình độ máy tính của Tần Thanh rất cao, những điều Tổng Chủ tịch hỏi nàng đều giải thích cực kỳ cặn kẽ mà lại dễ hiểu. Lúc sau Tống Hoài Minh không khỏi lắc đầu cảm khái, tri thức con người đúng là phát triển theo từng ngày. Ta thấy việc hiện đại hóa công nghiệp hóa là điều bắt buộc cho sự phát triển trong tương lai, cứ nhìn ở phương diện này thì Mỹ đi đầu cả thế giới, về sau ai nắm được trình độ công nghệ cao hơn thì người đó sẽ nắm được mạch đập phát triển của toàn thế giới. Nói xong hắn lại sực nhớ đến mục đích chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hắn mỉm cười nói, "Được rồi, giờ cô trình bày quan điểm của mình về dự án khu công nghiệp sắp tới đi." Sau khi xong việc, Tần Thanh vội vàng đứng dậy nhường lại ghế chủ tịch tỉnh cho Tống Hoài Minh, ngồi ở vị trí này tôi cũng không dám trình bày, trước tiên phải trả lại cho Tống chủ tịch đã chứ. Tống Hoài Minh cười cười ngồi trở lại ghế của mình, còn Tần Thanh thì trở ra bàn uống nước ngồi xuống ghế sofa, Trung Bồi Nguyên mở cửa mang cho nàng một chén trà long tính. Tần Thanh nói, Tống chủ tịch, tôi tới là để trình bày quan điểm về dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới của tỉnh ta. Đây là toàn bộ tài liệu cũng như bản dự thảo dự án xây dựng khu công nghiệp của thành phố Lam Sơn. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo tỉnh có thể đưa ra quyết định đặt khu công nghiệp kiểu mới ở thành phố Lam Sơn." Tổng Hoài Minh mỉm cười nói, thị ủy nắm tin tức cũng nhanh thật đó. Bộ Công Thương Trung ương đã thông qua việc cho tỉnh ta xây dựng khu công nghiệp kiểu mới, chỉ là tỉnh ủy vẫn chưa công bố chính thức, hơn nữa cũng chưa ra quyết định nên chọn thành phố nào để triển khai dự án. Vậy mà mấy người các ngươi đã chạy tới đây tìm ta rồi. Tần Thanh thấp giọng trả lời lại, làm chuyện gì cũng phải hăng hái chủ động, nếu thành phố Lam Sơn là nơi được chọn để triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia, như vậy chúng tôi sẽ được nhận nhiều hơn những chính sách hỗ trợ của nhà nước, hơn nữa thành phố sẽ thu hút được nhiều hơn các nguồn đầu tư cả trong và ngoài nước. Với bước đà như thế, tôi tin chắc chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Lam Sơn sẽ có những bước tiến nhảy vọt trở thành thành phố cấp quốc gia, điều này sẽ mang lại lợi ích không chi riêng người dân thành phố Lam Sơn, mà nó sẽ thúc đẩy sự phát triển cả tỉnh Bình Hải ta lên một tầm cao mới. Chính vì vậy mà chúng tôi rất coi trọng chuyện này, hy vọng lãnh đạo tỉnh ủy phê duyệt thông qua. Tống Hoài Minh lại giả như không nghe thấy Tần Thanh nói gì, chỉ đạm nhiên nói, tỉnh ủy đã ra nghiêm lệnh không được để lộ tin tức này vậy mà các ngươi vẫn biết được, điều này chứng tỏ trong thiên hạ không có điều gì là tuyệt đối cả. Nếu như không phải ở tỉnh ủy thì chắc là do trên bộ công thương để lọt tin tức rồi. Tần Thanh chậm rãi để sắp tài liệu lên bàn làm việc của Tống Chủ tịch. Tống Hoài Minh chỉ liếc mắt nhìn lướt qua chứ cũng không có ý muốn đọc ngay. Thực ra hắn cũng nắm khá rõ tình hình của hai thành phố Lam Sơn và Giang Thành, chẳng cần tư liệu chính xác hắn cũng có thể đại khái nói ra mấy ưu khuyết điểm của từng thành phố một. Tống Hoài Minh nghĩ một lúc rồi lại đổi giọng, thấp giọng nói, tiểu tần à, người đã đến tận đây thì ta cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Nói thực tỉnh ủy cũng chọn ra hai nơi để triển khai dự án lần này là Giang Thành và Lam Sơn. Hai nơi này cũng có những ưu thế nhất định, hơn nữa với tình hình hiện nay thì bất kể là đặt dự án khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia ở Giang Thành hay Lam Sơn thì đều phái xét tới ý nghĩa chiến lược lâu dài của cả tỉnh Bình Hải. Người có hiểu không? Tần Thanh lại nói, từ sau khi cải cách Lam Sơn có những bước tiến nhảy vọt để trở thành thành phố, lại có tốc độ phát triển nhanh và mạnh nhất trong khu vực. Tôi nghĩ hẳn lãnh đạo tỉnh cũng có thể nhìn ra, mười mấy năm qua Lam Sơn đã có những thay đổi to lớn, sau nhiều năm thực thi những chính sách nhất quán đã mang lại những lợi ích rõ rệt, hiện giờ Lam Sơn luôn dẫn đầu về tốc độ phát triển kinh tế trong khu vực. Hơn nữa cơ sở vật chất, mặt bằng, dân trí các phương diện đều được hoàn thiện và nâng cao hơn trước, toàn thể cán bộ công nhân nông dân Lam Sơn khẳng định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Rất tự tin a, à, Tống Hoài Minh cũng phải nhìn đánh giá lại Tần Thanh một lượt hắn vừa suy nghĩ vừa nghịch nghịch cái bút máy trong tay một lúc sau hắn mới thấp giọng nói làm lãnh đạo như chúng ta thì phải có cái nhìn đại cục đối với lãnh đạo lam sơn các ngươi mà nói thì đại cục chỉ là các vấn đề xã hội của riêng lam sơn mà thôi mà cán bộ cấp tỉnh như bọn ta thì phải xuất phát từ lợi ích chung của cả toàn tỉnh bình hải này ta thừa nhận trong những năm gần đây rất thành công trong công tác đưa lam sơn trở thành một thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng không chỉ riêng Lam Sơn, Giang Thành cũng có những ưu thế riêng của Giang Thành. Tỉnh ủy cũng biết hai nơi đều có những ưu khuyết điểm riêng nên vẫn chưa có quyết định cuối cùng, vẫn còn đang họp bàn đánh giá tổng quan lại tình hình chung của hai nơi, cho dù quyết định chọn nơi nào đi chăng nữa, điều kiện tiên quyết là phải đưa nền kinh tế toàn tỉnh phát triển ổn định lâu dài. Tống Hoài Minh tuy nói rất hàm xúc nhưng rốt cuộc hắn cùng không hề ám chỉ nơi nào sẽ được chọn, bí mật vẫn chưa được hé lộ. Tần Thanh lại nói, Tống Chủ tịch, Tôi có câu này không biết có nên hỏi ngài hay không. Nếu, tôi nói chỉ là nếu, nếu như ngài được chọn thì ngài sẽ chọn nơi nào? Tống Hoài Minh cười nhẹ thản nhiên trả lời, cũng không thể nói trước được. Lam Sơn có nhiều năm kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp, hơn nữa kinh doanh lại cực kỳ thành công, kinh tế, cơ sở hạ tầng lại vững chắc rất thích hợp để triển khai xây dựng khu công nghiệp kiểu mới. Ngược lại, Giang Thành cũng là nơi có ý nghĩa khá đặc thù vài năm gần đây tỉnh ta vẫn luôn chú trọng phát triển khu vực bắc bộ nếu như đặt khu công nghiệp kiểu mới ở giang thành chắc chắn giang thành sẽ thành nơi chiến lược kinh tế toàn bộ khu bắc bộ là đầu tàu đi trước kéo cả nền kinh tế tỉnh không ngừng đi lên hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp cho nên lựa chọn cuối cùng là vô cùng khó khăn không chỉ riêng mình ta mà các cấp lãnh đạo phải họp bàn cẩn thận đưa ra tham khảo ý kiến chung thì mới đi đến kết luận cuối cùng được Bên này Tần Thanh đang trình bày các phương diện ưu thế của Lam Sơn cho Tống Chủ tịch tỉnh nghe, thì bên kia tả viên triệu đại biểu Giang Thành cũng đến văn phòng cố bí thư tỉnh ủy với mục đích tương tự Tần Thanh, cũng là cố gắng thuyết phục lãnh đạo tỉnh ủy phê duyệt thông qua dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia ở thành phố mình. Tả viên triệu cũng cực kỳ coi trọng chuyện này, không tính đến việc đưa ra định hướng phát triển của thành phố là trách nhiệm, Thẩm quyền của hắn mà điều quan trọng hơn là nếu như hắn có thể giúp Giang Thành lấy được dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới này thì chắc chắn đó sẽ là chiến tích lừng lẫy nhất trong sự nghiệp công tác của hắn. Mà trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, hắn cũng gần như chắc chắn giữ được chiếc ghế thị trưởng Giang Thành này mà nói không chừng cấp dân chúng tin yêu, cấp trên tin tưởng lại thăng chức cho hắn nữa cũng nên. Cô Duẩn Trí cũng thừa biết mục đích của tả viên triệu tới đây. Đừng nói là lãnh đạo thị ủy mà ngay như cấp tỉnh cũng nhiều người đỏ mắt với cái dự án cấp quốc gia này. Tỉnh ủy cũng bước đầu dự kiến sẽ triển khai dự án ở Giang Thành hoặc Lam Sơn nên những nơi khác cũng không còn hy vọng gì nữa, từ giờ trở đi chỉ có Giang Thành cùng Lam Sơn không ngừng cố gắng phấn đấu thể hiện mình chứng tỏ với lãnh đạo tỉnh ủy rằng thành phố mình có khả năng, có tiềm lực hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Chỉ là vấn đề mấu chốt nhất vẫn nằm ở các thành viên thuộc ủy ban thường vụ tỉnh. Nếu như nơi nào được nhiều ủy viên bỏ phiếu tán thành nhất thì nơi đó mới được chọn. Điều đó đồng nghĩa với việc Lam Sơn hay Giang Thành không chỉ làm công tác tư tưởng mà còn phải biết khéo léo trong cả công tác vận động lôi kéo các ủy viên của ủy ban thường vụ tỉnh đứng về phía mình. Cô Duẫn Chí nghe tả viên Triệu trình bày sơ lược xong mà vẻ mặt hắn vẫn chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn cũng không hỏi han gì tới dự án kia mà lại hỏi về vụ bê bối của Sở Giáo dục và Đào tạo tự ý góp vốn trái pháp luật thời gian vừa qua. Trước khi đến Đông Giang, Tả Viên Triệu cũng nghe qua chuyện đó, chỉ vì một gã phóng viên còn con mà sở giáo dục và đào tạo Giang Thành liền trở thành tiêu điểm của toàn tỉnh nhìn vào. Tuy rằng vấn đề giáo dục thuộc quyền quản lý của Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ, nhưng dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng không ít đến hình tượng lãnh đạo cao tầng Giang Thành. Là một trong hai người đứng đầu Giang Thành, Tả Viên Triệu phải giữ vững hình tượng của mình trong mắt cấp trên. Hắn thấp giọng giải thích, cố bi thư, hiện giờ chuyện này gần như đã được giải quyết triệt để, thị ủy đã trực tiếp chỉ đạo sở phải giải trừ khoản quỹ kia, tiền cũng đã trả lại cho các giáo viên, cán bộ công nhân viên. Còn việc khất nợ tiền lương giáo viên, bên sở tài chính cũng đã liệt kê danh sách rồi trả lương đầy đủ cho các giáo viên. Còn về phần sở trưởng sở giáo dục và đào tạo Giang Thành đã cấu thành tội danh tự ý thành lập quỹ trái phép cùng tham ô của công. Hiện đã bị bên kỷ ủy Giang Thành bắt giữ tiến hành điều tra mở rộng làm rõ vụ án, các nhân viên tương quan cũng đều có mức xử lý thích đáng. Cố Duẫn Trí gật gật đầu như đã hiểu, dù sao hắn cũng hài lòng với tốc độ xử lý của đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành, đã nhanh chóng khống chế giải quyết gọn gẽ sự việc nên mức độ ảnh hưởng đến xã hội cũng không lớn lắm. Hắn chậm rãi nói thêm, cũng không chỉ riêng Giang Thành mà hệ thống giáo dục mới có nhiều bất cập, điều này gần như là hiện tượng phổ biến chung ở các cấp các ngành. Đất nước ta đang trong công cuộc cải cách thời đại mới, Chức năng của chính phủ đang dần được chuyển đổi nên trong thời kỳ này không có kế hoạch phát triển đúng đắn nào có thể áp dụng cho tất cả mọi nơi được. Ta nói như vậy không có nghĩa là chính phủ chỉ coi trọng những vấn đề cốt lõi mà bỏ qua không quan tâm đến các vấn đề xã hội khác như giáo dục, mà ý ta là lãnh đạo các cấp phải có kế hoạch phát triển sao cho phù hợp với địa phương mình, kết hợp song song với việc nâng cao trình độ dân trí cũng như phát triển những vấn đề xã hội khác mà giáo dục là một trong số đó. Cô bí thư nói rất chí lý. Thực sự chuyện này là một đả kích rất lớn cho lãnh đạo thị ủy chúng tôi qua bài học lần này chúng tôi mới nhận ra những thiếu sót, những hướng đi chưa đúng đắn. Tôi xin hứa sẽ chỉnh đốn lại đội ngũ hoàn thành thật tốt công tác của nhà nước giao phó, sẽ không phụ sự tin yêu của đảng và nhân dân. Cô Duẫn Trí cười nhạt rồi lại nói tiếp, giải trừ khoản quỹ kia, trả tiền lại cho người góp vốn, rồi thanh toán đầy đủ tiền lương còn thiếu cho các giáo viên đó cũng chỉ thay đổi được tình thế trước mắt cũng không giải trừ được hoàn toàn tình cảnh khó khăn của Sở Giáo dục và Đào tạo Giang Thành hiện nay. Viên Triệu à, cũng nên lắng nghe sử dụng những ý tưởng mới của lớp trẻ, vừa có những bước đi mới đúng đắn, lại có thể tăng niềm tin, lòng nhiệt huyết của giới trẻ với công việc hơn. Hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là muốn bàn với cố Bí Thư về dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới, nhưng tả viên triệu nghĩ mãi vẫn không ra sao cô Bí Thư đột nhiên lại có hứng thú hỏi ngược lại hắn về những vấn đề của Giang Thành vậy. Tuy trong lòng thấy không vui lắm nhưng trước mặt lão đại của cả tỉnh Bình Hải này hắn nào dám nói ra, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn trả lời các câu hỏi tận đâu đâu của cố bí thư mà thôi. Nói xong về vấn đề giáo dục, cuối cùng cố Duẫn Chi cũng chuyển chủ đề về vấn đề kinh tế, có phải Giang Thành là nơi có diện tích quy hoạch dành cho các dự án phát triển là lớn nhất trong toàn tỉnh đúng không nhỉ? Nghe thấy vậy hai mắt tả viên triệu liền sáng ngời, quả thực Giang Thành dành ra rất nhiều khu vực để dành riêng cho các dự án phát triển, mà chủ yếu là để cho các khu công nghiệp có diện tích lớn nhất toàn tỉnh Bình Hải, so với Lam Sơn thì diện tích các khu vực này rộng hơn gấp 2 lần. Tả viên triệu vội vàng gật gật đầu rồi đem ưu thế lớn nhất này của Giang Thành trình bày lại cho cố bí thư nghe một lượt. Không cần tả viên triệu phải nói, đương nhiên cố dẫn trí cũng từng tìm hiểu và biết điều này, tả viên triệu vừa nói được giam câu hắn liền cắt ngang, diện tích càng lớn thì lúc bắt đầu triển khai khó khăn cũng càng lớn theo. Theo ta dược biết thì sự phát triển các khu công nghiệp, nhà máy phân xưởng của Giang Thành các ngươi không bằng một phần năm so với Lam Sơn, giá trị sản lượng kinh tế hàng năm cũng không bằng một phần mười so với Lam Sơn, là thành phố trực thuộc tỉnh như Giang Thành mà tốc độ phát triển chỉ đứng thứ 8 trong khu vực tỉnh Bình Hải này. Ta thấy giá trị thực cùng cấp bậc của thành phố các ngươi không đồng đều chút nào cả, người nói sao? Bị cô bí thư nói rõ ràng ra như vậy, mà tả viên triệu cũng thấy hơi nóng lên. Nếu cô bí thư nói như vậy lẽ nào ngươi không có ý muốn đặt khu công nghiệp kiểu mới kia ở Giang Thành sao? Nghĩ đến đây Tả viên Triệu liền vội vàng giải trình tiếp, Giang Thành là thành phố công nghiệp lâu năm, tập trung rất nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh, cũng chính vì vậy thị ủy muốn thực hiện cải cách gặp khó khăn hơn các nơi khác rất nhiều. Nếu như khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia được xây dựng ở Giang Thành sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế Giang Thành một cách vượt bậc, hơn nữa điều này còn ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển của tỉnh Bình Hải sau này. Tả viên triệu tỏ ra cực kỳ thành khẩn nói tiếp, cô bí thư, trên thực tế nói trắng ra thì dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia đối với Giang Thành và Lam Sơn, chẳng khác gì một cái là kịp thời đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn một cái thì chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Cô Xuân Trí nở nụ cười nhẹ liếc mắt nhìn tả viên triệu, gã này không có tài diễn thuyết mấy nhưng ăn nói cũng có điểm khéo léo, cô Xuân Trí khoát tay nhàn nhạt nói, một mình ta cũng không có quyền quyết định chuyện này, còn phải được sự thông qua của số đông các thành viên trong ủy ban thường vụ tỉnh nữa. Nghe Cố bí thư nói vậy, Tả viên Triệu thầm mắng trong lòng. Ngươi là lão đại của cả cái tỉnh Bình Hải này, một lời ngươi nói ra có ai dám kháng lệnh chứ? Nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi chứ hắn cũng biết mấy lời này tuyệt đối không được nói ra miệng. Cố xuấn trí lại thấp giọng hờ hững nói tiếp, e rằng không chỉ mình ta bị mấy người các ngươi làm phiền, khẳng định hai hôm nay đám người các ngươi kể cả bên Lam Sơn nữa cũng tốn không ít công sức lôi kéo các ủy viên trong ủy ban thường vụ tỉnh nói tốt cho các ngươi. Tả viên triệu nở nụ cười không nói gì, quả thực hai hôm nay đoàn công tác đại biểu Giang Thành của hắn cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tiếp đón bái phòng không ít các ủy viên trong ủy ban thường vụ tỉnh, cố gắng lôi kéo họ về phía mình, xin từng phiếu một để thành phố mình được triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp. Tả viên triệu cũng biết mấy trò vặt này làm sao qua mắt được cố bí thư nên thành thật khai báo, chúng tôi cũng chỉ biết nỗ lực hết sức vì thành phố này, vì sự nghiệp phát triển của tỉnh ta mà thôi. Nghe nói Lam Sơn cũng cử một phó thị trưởng lên tỉnh để trình bày bản dự thảo quy hoạch cho việc xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia này. Hình như đang ở văn phòng tống chủ tịch thì phải, cổ Duẫn Chí cũng thấy vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, ai vậy? Tần Thanh, trước là chủ tịch huyện rồi lên bí thư huyện Xuân Dương thực không ngờ tả viên triệu cùng Tần Thanh lại đụng mặt nhau ở ngay tòa nhà văn phòng chính phú tỉnh ủy này. Tần Thanh chủ động mỉm cười đi tới chỗ tả viên triệu vươn tay chào hỏi, tả thị trường, thật trùng hợp quá ha. Ngài cũng tới Đông Giang sao? Tả viên triệu cũng vui vẻ bắt tay chào hỏi Tần Thanh, tiểu tần đó à, nghe nói công việc của cô ở Lam Sơn cũng rất tốt, lần này lên tỉnh ủy là tham dự hội nghị gì sao? Trong lòng vẫn biết rõ mục đích tới đây của Tần Thanh nhưng tả viên triệu vẫn giả như không biết gì hỏi vòng vo, Tính tình Tần Thanh luôn thẳng thắn cương trực không vòng vo tam quốc như tả viên triệu nên trực tiếp nói thẳng mục đích tới đây của mình. Tôi lên tinh ủy là để cố gắng giành được dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia về Lam Sơn. Đã biết rõ mục đích của nhau thì cần gì phải che giấu nữa. Tần Thanh nói thẳng ra như vậy mục đích cũng xem phản ứng của tả viên triệu như thế nào. Nếu Tần Thanh đã thẳng thừng công khai ra như vậy tả viên triệu cũng chẳng cần vòng vo nữa. Hắn cười nhạt một tiếng thấp giọng nói, nói như vậy mục đích của chúng ta giống nhau rồi. Tần Thanh gật gật đầu, dự án lần này mang đến cơ hội phát triển rất lớn, bất kỳ ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tả viên Triệu Ha hả cười nói: "Tiêu Tần à, có phải trong lòng cô thấy khó xử lắm phải không? Tuy rằng cô là phó thị trưởng Lam Sơn, nhưng thành phố Giang Thành lại là quê hương của cô, vậy rốt cuộc cô chọn bên nào vậy?" Tần Thanh nhỏ nhẹ trả lời lại hẳn: "Tả thị trưởng yên tâm, tôi luôn luôn phân ra rõ ràng công tác cùng vấn đề tình cảm." dù rằng vẫn rất yêu quê hương mình nhưng thân là phó thị trưởng Giang Thành, tôi phải có trách nhiệm đặt lợi ích của 370 vạn dân chúng Lam Sơn lên hàng đầu, ra sức cống hiến vì sự ấm no hạnh phúc của người dân. Tả viên triệu lắc lắc đầu cảm thán, cô nói như vậy cũng có lý, nhưng ta chỉ hy vọng cô đừng quên hơn 970 vạn hương thân phụ lão ở Giang Thành mà thôi. Nghe vậy trong lòng tần thanh thầm cười nhạt, lão cáo già tả viên triệu này từ bao giờ học được lá bài tình cảm này vậy? Mà ngẫm lại, từ trước tới giờ nàng với tả viên triệu dường như vẫn đối nghịch với nhau. Lúc trước, sau cơn lốc trinh trị, hắn muốn khôi phục lại mấy lễ hội văn hóa ẩm thực của Giang Thành để lấy lại uy danh của mình nhưng do được Trương Dương ra sức giúp đỡ, nàng lại tranh trước hắn trong việc này khiến mặt hắn lúc đó sám như cho, tức giận mà cũng không làm được gì. Đến giờ nàng làm phó thị trưởng Lam Sơn, lại trở thành đối thủ cạnh tranh với hắn trong việc chạy đua xin tỉnh ủy phê duyệt thông qua cho xây dựng dự án khu công nghiệp kiểu mới dường như hai người là đối thủ đã định sẵn từ trước vậy. Tần Thanh lễ phép cười nói, tà thị trường, theo tôi dù dự án khu công nghiệp kiểu mới được triển khai ở Giang Thành hay Lam Sơn cũng đều góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh ta. Tôi tin tỉnh ủy nhất định sẽ sáng suốt trong việc cân nhắc nên chọn nơi nào để triển khai dự án, nơi đó phải mang lại lợi ích lớn nhất cho toàn dân chúng tỉnh Bình Hải. Tả viên triệu gật gật đầu đồng ý nhưng cũng không nói thêm điều gì hai người ra đến ngoài cửa lớn thì cáo từ. Tần Thanh vẫy tay gọi một chiếc taxi rời đi, còn tả viên triệu thì ngồi xe riêng của mình. Trong xe ngoài người tài xế riêng tiểu tả ra còn có chủ nhiệm phụ trách các vấn đề xây dựng, triển khai dự án ở Giang Thành, có bằng thạc sĩ kinh tế Hiểu Minh. Thấy tả viên triệu trở về. Hiểu Minh liền vội vàng mở cửa xe cầm chai nước khoáng cùng khăn lau mặt đưa cho cấp trên. Tả viên triệu mở nắp chai uống một ngụm lớn, rồi cầm khăn lau mồ hôi trên chán, cảm thán nói nói nắng cuối thu gắt nhất trong năm quả không sai nóng đến mức không thể chịu nổi nữa tả thị trường người vừa rồi rời đi có phải tần thanh không tả viên triệu thở dài đáp lại đúng vậy chính là nàng ta mục đích nàng ta tới đây cũng như chúng ta thôi cũng chẳng trách được ai vì chủ nấy mà hiểu minh thấp giọng hỏi giờ chúng ta đi đâu nữa đi gặp mấy người nữa mà đã bố trí cho tốt bữa tiệc tối nay chưa tả thị trường yên tâm tất cả đã chuẩn bị xong xuôi chắc chắn tối nay Phó Chủ tịch tỉnh Thường vụ Triệu Quý Đình sẽ đến. Còn những thứ khác đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Nhất định sẽ làm hắn vừa lòng. Đúng lúc này thì bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ gọi điện tới. Tả viên Triệu mở máy nghe, tôi nghe. Hồng Bí Thư có chỉ thị gì vậy? Trước hết Hồng Vĩ Cơ hỏi xem tình hình tiến triển đến đâu. Nghe nói đối phương cũng cử người tới tỉnh ủy thương thuyết nên hắn cũng thấy hơi lo lắng. Toàn bộ ủy viên ban thường vụ thị ủy Giang Thành đã họp bàn thống nhất, nhất quyết phải giành được quyền triển khai dự án khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia lần này, tuyệt đối không được thất bại. Hồng Vĩ cơ thấp giọng nói, Lão Triệu à, quả thực lâu này khó khăn không nhỏ chút nào, trước kia vấn đề phát triển các khu công nghiệp của Lam Sơn là do một tay ta chỉ đạo nên ta cũng nắm khá rõ tình hình bên đó. So ra thì chúng ta còn nhiều mặt không bằng bên đó, người nhất định phải nhấn mạnh vấn đề Bắc Bộ đang là trọng điểm phát triển kinh tế của toàn tỉnh, cố gắng lôi kéo được càng nhiều ủy viên ban thường vụ tỉnh càng tốt. Trương Dương có quan hệ khá tốt với cô Bí Thư, người có thể liên hệ với hắn một chút xem sao. Nghe thấy vậy tả viên triệu không khỏi nhíu nhíu mày. Nói thật hắn vẫn thấy không ưa gì tiểu tử này, theo quan điểm của hắn thì người như vậy không nên dùng là tốt nhất. Tuy rằng chỉ là gọi điện thoại, lại không nhìn thấy mặt đối phong nhưng Hồng Vĩ Cơ cũng đoán ra tả viên triệu đang nghĩ gì trong lòng. Hắn liền cười cười nói thêm, tiểu tử này tuy có tài nhưng lại thích khoe khoang khiển nhiều người mất lòng nhưng xét lại cũng nhờ hắn mà vấn đề của sở giáo dục và đào tạo mới giải quyết nhanh chóng như vậy nếu như hắn có lòng trong công việc chỉ cần giữ cho hắn vào khuôn phép nhất định thì có thể làm được khá nhiều chuyện đấy chắc ngài cũng không phải không biết quan hệ của hắn với tần thanh chứ những lời này của tả viên triệu tràn ngập tính ám chỉ bất quá một thị trường mà nói ra những điều này thực có phần hơi mất phong độ hồng vĩ cơ nghe vậy lại càng cười lớn hơn cũng chỉ là mấy lời dồn đại vớ vẩn thôi phần lớn mọi người cũng không tin hơn nữa công tác và tình cảm là hai chuyện khác nhau, có trọng thường tất có dũng phu, người cứ liên hệ với hắn một chút đi, còn ta ở bên này làm công tác tư tưởng với Lý Trường Vũ một hồi, chắc chắn tiểu tử này sẽ làm hết sức vì Giang Thành thôi. Sao 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 khi có vấn đề liên quan đến sự phát triển lâu dài của toàn thành phố, đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành liền tỏ ra đoàn kết chưa từng có. Lý Trường Vũ đại biểu lãnh đạo Giang Thành trực tiếp gọi điện giao nhiệm vụ cho Trương Dương. Lúc nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ, Trương Dương cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng lúc nghe Lý Trường Vũ nói rõ sự tình thì phản ứng đầu tiên của hắn lại là khiêm tốn không dám gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Lý Trường Vũ cũng quá hiếu tính tình thằng nhãi này, nếu không cho hắn thấy đủ lợi ích thì hắn cũng không chịu thành thật mà hoàn thành tốt công việc. Trương Dương còn chưa khiêm tốn xong Lý Trường Vũ liền tung ngay một miếng ngồi ngon mà thằng nhãi này không thể không đớp, chỉ cần ngươi có thể giúp thành phố ta giành được dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới này, ta cam đoan ngươi sẽ có một vị trí phó sự thích hợp. Trương Dương hắc hắc nở nụ cười, nhưng đó không phải là cười đắc ý mà là cười lạnh. Lý Trường Vũ nghe hắn cười mà nhíu nhíu mày, không biết thằng nhãi này có thái độ gì nữa. Thực xin lỗi, việc lần này không liên quan gì đến tôi cả. Hơn nữa hiện giờ tôi chỉ là một gã cán bộ cấp khoa còn con, ngay cả đến cái gây ngồi còn không có, thực không dám làm mấy việc đau to búa lớn đó. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không dám tôi chỉ là phó chủ nhiệm trên đầu còn nhiều người lắm, không dám vượt mặt bọn họ người có thể toàn quyền quyết định, không phải chịu sự thúc ép của ai cả. Lý Trường Vũ phải nhượng bộ từng bước một. Trương Dương cũng thừa biết tại sao cả đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành lại nhìn chúng hắn, chỉ là một gã cán bộ cấp khoa mà cùng được cấp trên tin tưởng vậy sao? Đơn giản chỉ vì bọn họ nhìn chúng mối quan hệ khá mật thiết của hắn với cô Bí Thư. Trương Dương cười nhạt một tiếng nói, chắc Lý Phó Thị trưởng cũng biết, mảng quy hoạch triển khai, cùng các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp đều do tả thị trường phụ trách, nói ra thì chuyện này cũng không quan hệ với ngài nhiều lắm mà ý của trương dương cũng khá rõ ràng cho dù giang thành có thành công việc giành được dự án xây dựng khu công nghiệp lần này thì chiến tích cũng đều thuộc tả viên triệu cả lý trường vũ người căn bản chẳng được chút lợi ích nào hơn nữa hai người các ngươi còn đang đấu đá cạnh tranh nhau cái ghế thị trường giang thành nếu như giúp tả viên triệu thì chẳng khác nào bê đá bỏ chân mình tự gây bất lợi cho mình hẳn ngươi phải mong hắn thất bại chuyện này mới đúng chứ Lý Trường Vũ thấp giọng trả lời lại vấn đề của Trương Dương: "Ta là phó thị trưởng thành phố Giang Thành, trách nhiệm của ta là quan tâm đến sự nghiệp phát triển của Giang Thành, chăm lo đến đời sống của người dân, chứ không phải chỉ nghĩ về bản thân mình." "Trương Dương à, những lời của ta không hề giả dối chút nào, thực sự là lãnh đạo, là ủy viên ban thường vụ bọn ta đều mong muốn thành phố có thể giành được quyền xây dựng dự án khu công nghiệp lần này, tất cả chỉ vì sự phát triển tương lai của Giang Thành, vì lợi của 970 vạn dân chúng Giang Thành." Người thân là cán bộ Giang Thành, là một người dân Giang Thành, ta nghĩ người cũng nên hết lòng vì Giang Thành mới phải. Trương Dương cũng không để ý lắm mấy lời vì đại nghĩa của Lý Trường Vũ, chỉ mỉm cười nói, nếu nói về đại cục thì bất kể là đặt khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia này ở Giang Thành hay Lam Sơn đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của toàn tỉnh Bình Hải. Hẳn tỉnh Ủy Vân còn đang phân vân cân nhắc những lợi ích mà hai nơi này có thể đem lại cho tỉnh nhà, bởi vậy mà đến giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tuy là vậy nhưng chúng ta cũng chẳng thúc đẩy việc này nhanh chóng hơn được bao nhiêu đâu. Lý Trường Vũ cũng thấy hơi ngạc nhiên, cười nhẹ nói, tiểu tử ngươi cũng biết nhìn đại cục rồi sao? Ngươi nói không sai, ý nghĩa của Giang Thành hay Lam Sơn mang lại cho toàn tỉnh cũng không khác nhau là mấy. Có điều quê hương ngươi là Giang Thành, ngươi lại là cán bộ Giang Thành, chẳng lẽ ngươi lại không muốn thành phố giành được dự án này sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thành phố ta trở thành thành phố cấp quốc gia sao? Tôi không quan tâm đến mấy vấn đề đó, dù sao đi chăng nữa tôi cũng không nhận nhiệm vụ lần này đâu. Hồ Đồ, khẩu khí của ngươi càng lúc càng lớn rồi đó. Rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Trương Dương nghĩ nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, cũng không có gì là cả, Tần Thanh là lãnh đạo cũ của tôi, mà Giang Thành lại là quê hương của tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì không nên giúp bên nào là hơn. Hơn nữa, gần đây cô bí thư cũng không liên hệ gì với tôi nữa, phòng trường giờ muốn gặp cũng không thể được nữa rồi tôi cũng chỉ là hữu tâm vô lực không giúp ích gì được mà thôi lý trương vũ cũng không ngờ thằng nhãi này lại cương quyết cự tuyệt như vậy hắn cũng thấy nóng mặt lớn tiếng mừng trương dương là cán bộ nhà nước người phải phân biệt rõ ràng tình cảm cá nhân và công việc trương dương nghe hắn nói vậy cũng thấy khó chịu trong lòng lý phó thị trưởng ngài nói vậy là có ý gì tình cảm cá nhân của tôi cũng đâu cản trở ngài điều gì sao ngài lại phải lớn tiếng như vậy tôi còn trẻ chưa lập gia đình muốn làm gì thì làm Muốn yêu ai thì yêu, ngài không có quyền xen vào. Nói dứt lời hắn liền ngắt điện thoại. Lý Trường Vũ cũng tức giận thật sự, vậy mà thằng nhãi này dám ngang nhiên cắt ngang điện thoại với mình. Vốn dĩ hắn định gọi lại giáo huấn cho thằng nhãi không biết điều kia một bài học, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại đặt điện thoại xuống. Nói thực cũng không ai hiểu rõ Trương Dương như Lý Trường Vũ, thằng nhãi này đã thích tiền tài danh vọng lại càng thích theo đuổi mỹ nữ hơn. Cũng vì chuyện này liên quan đến Tần Thanh nên hắn mới làm căng nhất quỷ không chịu giúp Giang Thành, hơn nữa hắn chọn đứng giữa không chịu giúp bên nào cũng là quyết định khó khăn rồi, dù sao hẳn không làm gì còn tốt hơn là giúp Tần Thanh gây bất lợi cho Giang Thành, nghĩ tới đây Lý Trường Vũ không khỏi thở dài cảm thán một tiếng, nếu như Tần Thanh vẫn còn ở Giang Thành thì thật tốt. Như vậy thì chẳng cần ai bảo hắn cũng sẽ hết lòng ra sức vì Giang Thành. Trương Dương vừa cúp điện thoại không lâu thì cố gia đồng lại gọi tới mà cố giai đồng gọi tới cũng vì chuyện dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới kia. Bởi nhẽ cả tả viên triệu lẫn tần thanh đều đến tìm nàng. Tả viên triệu thị huyền chuyển đưa ra không ít điều kiện ưu đãi với nàng, bao gồm cả việc nàng thu mua lại nhà máy dược phẩm giang thành cũng có thể trở nên dễ dàng hơn. Mục đích cũng là muốn thông qua nàng đánh tiếng với cô bí thư để cô bí thư nghiêng về phía giang thành. Còn mục đích của tần thanh tìm cố giai đồng cũng khá đơn giản, chủ yếu là tần thanh muốn tối tới nhà cô bí thư bái phòng mà thôi. Cố dài đồng nhỏ giọng nói, Trương Dương, có phải là ngươi đứng về phía kia không? Ý tứ nàng cùng khá rõ ràng, chỉ cần hắn đứng về phía kia thì nàng cũng sẽ nguyện ý về phía bên kia với hắn. Chuyện này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không muốn liên quan đến. Mặc kệ Giang Thành hay Lam Sơn cạnh tranh, mặc kệ tỉnh ủy muốn chọn bên nào thì chọn, ta không quan tâm. Cố dài đồng nhẹ nở nụ cười, thật ra ngươi cũng muốn nghĩ tới, chỉ đáng tiếc là chẳng làm được gì thôi, có phải không? vậy ngươi còn hỏi ta điều đó làm gì vì ngươi là nam nhân của ta cố giai đồng nhỏ giọng trả lời lại hắn trương dương nhịn không được phái ha hả cười lớn được rồi không nói chuyện đó nữa đang ở đâu vậy ta muốn gặp ngươi cố giai đồng nhẹ lắc lắc đầu hiện giờ thì không được chốc nữa ta có hẹn với tần thanh còn phải đi đón nàng ta nữa là nàng ta muốn gặp cha ta mà có lẽ cũng không ngoài chuyện dự án kia đúng là người tham công tiếc việc mà mà sao phải đến nhà riêng gặp cha ngươi vậy? Ta cũng không rõ lắm, có lẽ nàng ta nghĩ rằng bàn chuyện với cha ta ở nhà riêng thì tốt hơn chăng? Ngoài miệng thì nói không biết chứ thực ra trong lòng cố giai đồng cũng biết vì sao Tần Thanh lại phải đến gặp riêng cha mình. Chắc chắn nàng ta cho rằng nàng ta được tỉnh ủy điều đi làm phó thị trưởng Lam Sơn là do cha cố ý sắp xếp, mà nguyên nhân cũng bởi vì lúc đó chuyện xấu của nàng ta với Trương Dương bị người ta đồn thổi khá nhiều. Nàng ta nhận ra cũng có thể nói do nữ nhân cực kỳ mẫn cảm với những chuyện này. Qua vài lần tiếp xúc, Cố Gia Đồng cũng cảm thấy mối quan hệ của nàng ta với Trương Dương vô cùng chặt chẽ, loại quan hệ này tuyệt không hề kém hơn chính mình. Sao 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 sau khi gọi điện nói chuyện với Trương Dương xong, Cố Gia Đồng liền đánh xe đến nhà khách tỉnh ủy đón Tần Thanh. Tần Thanh tặng cho Cố Gia Đồng một bình gốm xứ khá tinh xảo của một làng gốm có tiếng ở Lam Sơn nàng cười cười nói, xin chào cố tiểu thư, tôi cũng có phần mạo muội xin bái phòng cố bí thư, cảm ơn cô đã đồng ý. cố giai đồng mỉm cười nói, cô là bằng hữu của trương dương cũng là bằng hữu của tôi, không cần phải khách sáo như vậy. tần thanh có phần nao nao nhìn cố giai đồng, những lời này của nàng ta có phần hơi dữ dội, chẳng lẽ nàng ta nhận ra mối quan hệ của mình với trương dương? cố giai đồng lại nhẹ giọng nói, từ lúc ở xuân dương được ngươi chiếu cố nhiều như vậy trong lòng ta đã coi ngươi như bạn tốt rồi. Tần thanh thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn không hiểu, rốt cuộc nàng ta nói như vậy là có ý gì. Sở dĩ tần thanh muốn tới gặp riêng cố bí thư vì nàng cũng nhận ra được một điều, rất có thể cố bí thư điều nàng đến tận Lam Sơn công tác nguyên nhân chủ yếu là vì Trương Dương. Thời điểm đó chuyện xấu của nàng với Trương Dương không chỉ ở Giang Thành mà toàn bộ tỉnh Bình Hải ai cũng nghe nói đến. Cũng bởi vì Lam Sơn nằm cách khá xa về phía nam của tỉnh Bình Hải nên cũng chỉ có một ít lãnh đạo cao tầng Lam Sơn mới nghe nói đến chuyện xấu của nàng. Tuy rằng ở Lam Sơn không có ai nhắc đến chuyện này nữa nhưng Thủy Trung trong lòng nàng vẫn lo lắng không yên, nàng muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ đáp án. Là cô bí thư có lòng tốt muốn bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi phù hợp nguyên tắc, hay là vì nguyên nhân khác mà cố ý trục xuất nàng ra khỏi Giang Thành. Cả cố giai đồng cùng Tần Thanh đều hiểu một điều, dù rằng quan hệ của hai người cũng không đến nỗi thù địch nhưng lại vô pháp trở thành bạn tốt của nhau trước kia tần thanh từng một mình đối mặt với sở yên nhiên lúc đó nàng lại cảm thấy áy náy trong một thời gian ngắn nàng vẫn nghĩ mình chẳng khác gì kẻ trộm ăn cắp tình yêu của người ta nhưng sau này lúc trải qua nhiều sóng gió với hắn nàng liền vững tin đứng lên nàng thừa nhận nàng yêu hắn hơn nữa nàng cũng chưa từng nghĩ đến hắn phải làm gì để đáp trả lại tình cảm của nàng cả chỉ cần trong lòng hắn có mình chỉ cần hắn vẫn luôn nhớ đến thì nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi tuy rằng nàng không hy vọng có thể tiến tới hôn nhân nhưng điều đó không có nghĩa nàng chấp nhận để người khác chia rẽ tình yêu của nàng dành cho hắn bất kể là kẻ đó có quyền cao chức trọng đến đâu nàng tuyệt đối không sợ mãi tối cha ta mới về cơ chúng ta cứ đi ăn cơm trước đi tần thanh cười nói vậy để ta mời chúng ta đi ăn lẩu đi cố giai đồng lại nói hay là đi ăn đồ tây thì hơn cho dễ nói chuyện ấy mà Tần Thanh do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cố Giai Đồng cùng Tần Thanh đều là những phụ nữ thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau, các nàng cũng hiểu được một chuyện, cả tối nay hai người cũng chỉ có thể nói chuyện về Trương Dương mà thôi. Chương 198: Bí quyết tìm chết. Cố Giai Đồng nâng chén rượu cùng với Tần Thanh nói, "Tần Thanh, trên phương diện tình cảm, người so với ta tỉnh táo hơn nhiều lắm." Tần Thanh cười nói, "Tinh lực ta đại đa số đặt vào công việc." về chuyện tình cảm tự nhiên sẽ ít suy nghĩ tới, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cố giai đồng nói, trước kia ta cảm thấy có chút kỳ quái, người năm nay 28 tuổi, cứ nhiên là phó thị trường, coi như là có thành tựu trong quan trường, hẳn là phải có năng lực kiềm chế tốt. Tần Thanh nói, nói tới năng lực, ít có người có thể so sánh được với cố bí thư, ta nghĩ người là nữ nhi của ngài, hẳn là thừa hưởng được không ít a. À? Cố giai đồng nở nụ cười, nhưng trên phương diện tình cảm ta lại rất hồ đồ, cho nên ta mới hồ đồ gả cho Ngụy Trí Thành. Hiện tại ngẫm lại, cuộc hôn nhân này chẳng lưu lại một chút hồi tức đẹp nào cho ta. Nàng cắn cắn môi, đến bây giờ, ta lại vẫn còn chiếu cố cho nhân tình của hắn, ta có phải rất đáng cười không? Tần Thanh lắc đầu nói, đó là căn bản bởi ngươi không yêu hắn một chút nào, cho nên ngươi cũng chẳng chú ý tới những chuyện của hắn, vô luận hắn làm gì cũng chẳng thể tổn thương tới ngươi. Đối với ngươi hắn chẳng có một chút trọng yếu nào. Cố Giai Đồng cũng không hề phủ nhận, nếu như thực sự yêu một người, ta sẽ quan tâm, vui vẻ và đau khổ vì người ấy. Không chỉ như vậy, mà trong tâm luôn không hề muốn chia sẻ cho người khác. Tần Thanh nhấp một ngụm rượu. Cố dai đồng nhìn Tần Thanh mà không khỏi mỉm cười, rõ ràng là khả năng kiềm chế bản thân của nàng so với mình cao hơn, từ biểu hiện bên ngoài không thể hiện một chút biến hóa tâm lý nào, cố dai đồng nhẹ giọng, người cũng như thế. Yêu một người thì không có sự lựa chọn, không thể cải biến, cũng chẳng thể buông bỏ, chỉ có thể tiếp thu hiện thực, kỳ thực Tần Thanh ngưng lời nhấp một ngụm rượu sau đó nói, hắn là một người không giống người thường, nếu như hắn có thể thay đổi thì hắn không còn là hắn, lúc đấy hắn không còn phải là cái kẻ mà người ta yêu hắn. Cái kẻ trong lời Tần Thanh nói tới rõ ràng là Trương Dương. Cố Giai đồng nở nụ cười, cười đến hài lòng, nàng nâng chén rượu lên cùng với Tần Thanh, nữ nhân có phải đều rất ngốc không? Nữ nhân ngốc là nữ nhân may mắn. Giả ngốc thì có tính vào đó không? Cả hai đều bật cười không nói gì. Cố Duẫn Chi cũng không ngờ Tần Thanh lại tới bái phỏng mình, đương nhiên nàng ta tới đây với thân phận là bằng hữu của Cố Giai Đồng, Cố Duẫn Chi cũng đoán được mục đính chính của nàng là vì việc chính sách mới, Tần Thanh là đại diện cho Lam Sơn tới tác động. Tần Thanh mang tới lễ vật tặng Cố Duẫn Chi là một bộ trà cụ làm bằng tử sa, được đại danh sư Chu Vân sinh thủ bút. Cô duẫn chi đối với món lễ vật này cũng không có cực tuyệt mà còn bảo Cố Giai Đồng nhanh chóng mang đi pha trà thử. Đối mặt với bí thư tỉnh ủy, trong lòng Tần Thanh không khỏi có chút thấp thỏm. Tối nay nói chuyện với Cố Giai Đồng, cả hai nàng đã giải quyết được không ít khúc mắc trong lòng, cả hai đều là những nữ nhân rất có ý chí. Vô luận là nàng hay Cố Giai Đồng đều không thích hợp là người công khai ở bên cạnh Trương Dương. Nàng cũng đoán chắc chắn Cố Giai Đồng cũng có cảm nhận giống như mình, đều là nữ nhân nàng cũng cảm thụ được cái cảm giác do dự lo lắng của cố giai đồng không thể buông bỏ yêu một nam nhân nhưng phải lặng yên đứng phía sau lưng hắn là một quyết định khó khăn đối với bất kỳ một nữ nhân nào cũng may là cố giai đồng không chỉ thông minh hơn người mà nàng cũng là một nữ nhân có lý trí vô luận cố giai đồng cuối cùng quyết định thế nào thì chuyện tình cảm của nàng ta và trương dương cũng không thể nghi ngờ là cố duẫn chi sẽ đồng tình với tình cảm của con gái mình thậm chí tần thanh còn nghĩ rằng Cô bí thư điều nàng tới làm phó thị trưởng Lam Sơn, trong đó còn có hàm ý lưu vong, để tách nàng và Trương Dương ra. Cố Duẫn Chi cầm chén trà ô long mà dai Đồng vừa pha lên nhấp thử, mỉm cười nói, hình như có chút bất đồng a. À. dai Đồng cười nói, trà vẫn là trà, nước vẫn là nước, có cái gì bất đồng a. À? Cố Duẫn Chi cười, trà cụ bất đồng. Lão cầm ấm trà lên nhìn ngắm, cái ấm trà nhìn thì to như vậy, nhưng nếu muốn đổ đầy tất cả các chén thì không thể a. À. Tần Thanh ý thức được những lời này của Cố Duẫn Chi là còn ẩn ý khác, lẽ nào là đang ám chỉ chính sách khai thác mới. Tần Thanh nói, "Cô bí thư, chiều ngày hôm nay ta đã gặp Tống chủ tịch." Cố Duẫn Chi cười nói, "Hoài Minh là một người quyết đoán, sau này Bình Hải phải dựa vào mấy người cán bộ trẻ các người." Tần Thanh nhỏ giọng, "Cô bí thư, ngài hẳn là đoán được, ta hôm nay tới không đơn thuần chỉ là tìm giai đồng." Cố Duẫn Chi cười nói, "Cứ đơn giản lại tốt ha nữ hai các người còn nói chuyện riêng gì thì cứ nói cái lão già này không làm vướng nữa a. À. cố Duẫn chi đương nhiên biết tần thanh hẳn là còn mục đích, bất quá lão vẫn tỏ ra như thế để bước nàng nói thẳng ra luôn. tần thanh vội nói cô bí thư kỳ thực ta tới là vì chuyện chính sách kinh tế mới. cố Duẫn chi cười nói ta có thói quen ở nhà thì rất ít khi nói chuyện công tác. tần thanh không khỏi có chút xấu hổ, cố giai đồng giải vây nói cha ngươi là bí thư tỉnh ủy. Trừ phi là về hưu a, à, còn không thì thời gian nghỉ ngơi chẳng có đâu. Cô Duẫn chỉ bật cười ha ha, nhà đầu kia, người định để cho cha người phải mệt chết a. Nói xong lão hướng Tần Thanh nói, chiều nay Tả viên Triệu cũng mới tới gặp ta, mục đích thế nào hẳn người cũng đoán được. Xem ra việc này ngày nào còn chưa định thì lãnh đạo thành phố các ngươi còn không an lòng a. À. Cố giai đồng nói, Tả viên Triệu cũng tìm con, hứa sẽ tạo nhiều điều kiện ưu đãi, mong có thể tác động vào cha. Cô bí thư a Rốt cuộc thì Giang Thành và Lam Sơn, người đang nghiêng về phía nào a? À? Cố Duẫn Chi tủm tỉm cười nhìn Tần Thanh, "Tần Thanh, cụ thể tình huống ở cả Giang Thành và Lam Sơn thế nào chắc người phải rõ hơn ta. Giả như người đứng ở vị trí của ta, người sẽ lựa chọn nơi nào?" Tần Thanh cười nói, "Cô bí thư, ta không có khả năng đứng ở vị trí của ngài, nhưng với quan điểm của ta thì ta sẽ lựa chọn Lam Sơn." Cố Duẫn Chi cười nói, cứ thẳng thắn mà nói. Tần Thanh nói, khu kinh tế của Lam Sơn đã phát triển nhiều, trên mọi phương diện đều có mặt thuận tiện, trong khi đó Giang Thành chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như so sánh tới mức phát triển sau này, thì Giang Thành sẽ có thể nhỉnh hơn, nhưng với tình hình hiện tại, Lam Sơn rõ ràng có đủ tư cách trở thành đặc khu kinh tế quốc gia. Cố Duẫn Chi không nói gì, tay xoay xoay cái chén trà trên bàn. Tần Thanh tiếp tục nói, đặc khu kinh tế quốc gia không chỉ đại biểu cho hình ảnh của thành phố mà còn đại biểu cho hình ảnh của cả tỉnh. Trong tỉnh Bình Hải hiện tại, Lam Sơn không thể nghĩ ngờ là thành phố có tính cải cách và phát triển kinh tế cao, khu kinh tế của Lam Sơn cũng phát triển rất tốt. Đề xuất xây dựng cảng Lam Sơn cũng đã được chính phủ duyệt, tới lúc cảng hoàn thành, tiền cảnh phát triển của Lam Sơn sẽ càng thêm rộng mở. Cố Duẫn Chi mỉm cười nói, Giang Thành cũng có ưu thế riêng, nếu như đặt đặc khu kinh tế tại đây thì có thể trải sự phát triển kinh tế trên diện rộng, có thể giải quyết được vấn đề tranh lệch phát triển tần thanh nói thực sự mà nói thì hiện tại giang thành chưa đủ điều kiện để trở thành đặc khu kinh tế cố duẫn chi cười nói uống trà uống trà nào tần thanh a chúng ta không bàn chuyện công sự nữa tần thanh gật đầu cố duẫn chi hỏi công tác ở lam sơn đã quen thuộc chưa mấy vị lãnh đạo đều hết sức chiếu cố cho ta mặc dù chưa hoàn toàn theo kịp nhưng tạm thích nghi cũng không sai biệt lắm tốt tuổi còn trẻ cũng nên tôi luyện một chút Cố Duẫn Chi nói: Tần Thanh, người còn trẻ, rất có năng lực. Bình Hải sau này còn phải dựa vào những người như ngươi. Tần Thanh nói: đa tả cố bí thư coi trọng. Cố Duẫn Chi cười nói: cố người nói ta đè thăng người quá loén, có người lại nói ta đề thăng người chính là đem ngươi trục xuất ra Lam Sơn để cô lập. Tần Thanh nghe vậy không khỏi có chút mất tự nhiên. Cố gia Đồng bên cạnh cũng có ngờ Cố Duẫn Chi lại nói ra như thế. Cố Duẫn Chi nói, ta là một người không quan tâm tới người ta nói gì về việc mình làm. Ta lựa chọn cán bộ lấy tiêu chuẩn là năng lực của hắn, một cán bộ có năng lực thì không có lý gì để không đề thăng họ lên cả. Chúng ta cứ cả ngày luôn miệng nói trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhưng thực tế thì lại chẳng có chút động tĩnh gì. Ta già rồi, cũng sắp về hưu rồi, ta tin vào nhãn lực, vào kinh nghiệm nhìn người của mình. Đề thăng một cán bộ trẻ có năng lực chính là tích lũy tài phú cho sau này. Cố Duẫn Chi nhìn thẳng vào mắt Tần Thanh, vô luận bất kỳ lúc nào cũng phải nhớ, quyền lực là do nhân dân ban tặng, chúng ta phải phục vụ vì lợi ích dân chúng. Tần Thanh trịnh trọng gật đầu, nàng nhìn thấy được trong ánh mắt của Cố bí thư sự nghiêm túc và chân thành, nàng cũng tin tưởng Cố bí thư không phải là dạng người lấy việc công trả thù tư, lo lắng trong quá khứ nhanh chóng tiêu tan thành mây khói. Trương Dương đang ngồi uống trà, hồ nhân đã học qua trà đạo, nhìn đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng tinh tế pha trà cũng thật là hưởng thụ. Hồ Nhân cười nói, ta và Cố Giai Đồng đã gặp mặt. Trương Dương nheo mắt, có nói bậy bạ gì không đó? Hồ Nhân cười nói, Giai Đồng so với người tưởng tượng lý trí hơn nhiều, kỳ thực việc ta nói nàng ta cũng đã suy nghĩ đến. Trương Dương cũng cảm thấy Cố Giai Đồng có xảy ra một chút biến hóa vi diệu, ví dụ như hôm nay tiếp tần thanh tới nhà, xem biểu hiện của nàng thì không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lẽ nào chẳng có chút cảm nhận gì, lẽ nào nàng đã tiếp nhận cái tính đa tình của mình hồ nhân nói trương dương có lúc nào người nghĩ tới việc kết hôn sinh tử không trương dương cười nói có bất quá lòng ta rất lớn a à? lớn nhưng pháp luật cũng chỉ cho phép ngươi kết hôn với một người hồ nhân đưa chén trả đến trước mặt trương dương hắn cầm lên nhấp một ngụm, rất hưởng thụ nhắm hai mắt bất luận việc gì cũng có thể hồ nhân nói dù sao thì cuối cùng cũng chỉ có một nữ nhân ở bên cạnh ngươi nàng ngồi xuống bên cạnh trương dương và người đó sẽ không là ta. Trương Dương Dương đôi mắt nhìn nàng nói, hồ như, người lẽ nào thật sự không một chút để tâm nào. Để tâm thì có tác dụng sao? Nếu không thể thay đổi, ta chỉ có thể thích nghi mà thôi. Hơn nữa trong lòng ta, không ai so được với ngươi. Thanh âm của nàng ôn nhu mềm mại mà tràn ngập mị hoặc, từ lúc trở thành nữ nhân của Trương Dương, hồ nhân càng ngày càng thành thục quyến rũ tới mê người. Trương Dương cười nói, thật sự nguyện ý luôn ở phía sau ta không cần danh phận nhưng đừng để ta chịu thiệt thòi hồ nhân ngẩng đầu lên hôn trương dương một cái trương dương nhẹ giọng nói ta đã rất thỏa mãn chỉ sợ là ngoài miệng ngươi nói thế mà thôi trong lòng vị tất đã nghĩ như vậy nam nhân đều như thế cả không có biết thỏa mãn với gì mình có trương dương cười nói không tin ta hồ nhân nói không phải là ta không tin nhưng tính tình ngươi ta biết ta vốn dĩ cứ tưởng ngươi đối với ta thuần khiết nhưng sau mới biết người căn bản là ngụy trang. Trương Dương cười ha ha, cái này ta thừa nhận là lúc đầu tiên ta có phần không thuần khiết. Không thuần khiết thế nào? Đêm đó, ta mơ thấy ngươi. Thật không? Thật, hơn nữa ta còn cứng lên nữa. Khuôn mặt hồ nhân đỏ bừng, lưu manh. Trương Dương vòng tay ông nàng vào trong lòng, đang muốn tùy tiện một phen thì điện thoại đổ chuông, hắn cầm lấy điện thoại nhìn một chút, điện thoại là cậu tả viên triệu gọi tới, hỏi trương dương có thể tới hải đức chơi bâu linh được không trong lòng trương dương không khỏi có chút buồn bực tả viên triệu kia cũng thật là ăn uống xong xuôi mới bắt đầu nhớ đến mình nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là thị trưởng giang thành người ta đã chủ động gọi điện cho hắn thế này cũng đã là nể mặt mũi hắn rồi dù sao cũng đang nhàn dỗi cứ tới đó xem rốt cuộc là tả viên triệu có cái chủ ý gì nghĩ vậy nên trương đại quan nhân rất sảng khoái đáp ứng hồ nhân đợi hắn cúp mát mới hỏi chuyện gì a à? Trương Dương cười nói, thị trưởng Giang Thành gọi ta đi chơi bowling. Đi cùng ta chứ. Hồ Nhân lắc đầu nói, không, ta vừa nghe tới quan lại là đau đầu rồi. Trương Dương lại bắt đầu lần mò lên ngực nàng, Hồ Nhân đỏ mặt gắt lên, làm gì? Tìm cảm xúc, tin ta đá người văng từ trên lầu xuống không? Lúc Trương Dương đi ô tô tới Hải Đức, đám người tả viên triệu cũng đã đến được một lúc. Vào những năm đầu thập niên 90 này, bowling vẫn còn là một hình thức giải trí mới mẻ, sinh ý của nơi này cũng không được sung túc cho lắm, bình thường chỉ có một ít cán bộ công chức, hoặc là thương nhân tới chơi. Chủ của Hải Đức này cũng có chút thân phận, hắn là Đinh Triệu Dũng là con trai thứ hai của bí thư chính pháp ủy tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong, bởi vì thân phận của hắn cho nên cũng chẳng có kẻ nào dám tới đây gây sự. Trương Dương tới bãi đỗ xe đã trông thấy chiếc ô tô của Đinh Bân, hắn đã từng gặp Đinh Bân cho nên có chút ấn tượng với chiếc xe này, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, Lẽ nào tiểu tử Đinh Bân cũng tới chỗ này chơi? Đi vào đại môn của Hải Đức thì bị hai gã bảo an ngăn lại, nguyên lại là chỗ này hôm nay đã được bao hết, ngoại nhân xin miễn vào. Trương Dương liền lấy điện thoại ra gọi cho tả viên Triệu, không bao lâu sau thì chủ nhiệm vấn đề đặc khu kinh tế gian Thành Tiếu Minh đi ra đón hắn, Tiếu Minh và Trương Dương trước kia cũng đã từng gặp mặt một lần, bất quá giữa hai người chẳng không có giao tình gì, Tiếu Minh cười cười nói với hắn, Triệu phó chủ tịch tỉnh tới. Hiện trong ban thường ủy tỉnh chỉ có một người đang giữ chức phó chủ tịch tỉnh có họ Triệu, đương nhiên đó là Triệu Quý Đình, trong lòng Trương Dương thầm hiếu kỳ, không biết là tả viên Triệu cùng Triệu Quý Đình thông đồng với nhau cái gì. Lên lầu 2, nhân viên phục tới đưa giày cho Trương Dương thay, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ chơi bowling nên có chút hiếu kỳ, vừa ngồi thay giày vừa nhìn sang phía mấy người tụ tập. Bên cạnh Triệu Quý Đình đang đứng đáp bowling, còn có một nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, đó là ân dương như hạ nữ MC của đài truyền hình Đông Giang Đây cũng không phải là lần đầu Trương Dương thấy nàng ta đi cùng với Triệu Quý Đình Trong lòng không khỏi thầm cười Triệu Quý Đình kia cũng thật là Đi chỗ nào cũng phải mang theo nàng ta đi bên cạnh Triệu Quý Đình đánh đổ toàn bộ trai bowling Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay khen hay ủng hộ Tạ viên Triệu hăng say vỗ tay cổ vũ Tới lượt Âu Dương như hạ đáp Hắn cũng vẫn là người cô vũ nhiệt tình nhất Trương Dương nhìn hắn thầm cười trước giờ sao chưa bao giờ thấy lão ta là người nhiệt tình như thế nhỉ tả viên triệu thấy trương dương liền hướng hắn gật đầu một cái trương dương cũng rất lễ phép đi tới chào một tiếng tả thị trường thái độ của tả viên triệu hôm nay cũng thập phần hòa ái hắn cười nói trương dương a tới đây chơi trương dương lắc đầu cười nói ta không biết chơi âu dương như hạ chủ động đi tới chào hắn trương dương a ta là mc đài truyền hình đông giang âu dương như hạ Trương Dương cười nói, Đại Minh Tinh A, à, ta hầu như mỗi ngày đều xem tiết mục của ngươi đó. Âu Dương như hạ cười khanh khách, nói xạo, chương trình của ta chỉ có chủ nhật mới có. Trương Dương mặt dày cười nói, tiết mục hay quá nên ta thu lại, mỗi ngày xem lại một lần. Âu Dương như hạ cười rung cả người, nàng ta gật đầu nói, ngươi xem xem thế nào, sắp tới bên đài thiên không của Hồng Kông giao lưu với chúng ta, chương trình của ngươi rất hay a, à, sắp tới thành người nổi tiếng rồi trương dương ngẩn người lúc này mới nhớ tới lúc ở hồng kông đã từng cùng hải lan làm một phóng sự cho đài thiên không không nghĩ ra sớm chuyển tới đây như vậy âu dương như hà cười nói có hứng thú làm một phóng sự cùng đài đông giang không trương dương cười nói ta kỳ thật rất sợ đối mặt với màn ảnh xin miễn cho được rồi nhưng mà ta làm phỏng vấn với đài thiên không có vấn đề gì không âu dương như hà cười nói không có vấn đề gì bất quá một kho tin tức sống như vậy lại bị hồng kông đoạt mất chúng ta thực sự là chậm chạp quá ha. À. Triệu Quý Đình đã chơi xong lượt của hắn, đi tới gần cười nói, Tiểu Trương, tới chơi đi. Thôi à, không biết thì cứ tập đi, đâu có ai chưa chơi đã biết đâu. Âu Dương như hạ nói, để ta hướng dẫn ngươi. Nguyên bản bowling cũng không quá khó, chỉ có vài động tác đơn giản Trương Dương học rất nhanh. Hắn lựa chọn quả cầu cỡ 16, dựa theo hướng dẫn của Âu Dương như hạ mà đáp rõ ràng là đáp thẳng mà quả cầu lại cứ lăn lệch sang một bên giống như là bề mặt nó có vấn đề vậy. Ném hỏng tới ba lần, trường đại quan nhân mới rút ra được một chút quy luật, mắt ngắm chuẩn, dụng lực đạo vừa phải, tuy rằng chưa nắm giữ hoàn toàn được đường bóng, nhưng vẫn có thể đáp tới được mục tiêu. Dâm, một tiếng, trương dương cư nhiên đáp đổ toàn bộ chai bowling, sở dĩ hắn đáp được thế căn bản là hắn hoàn toàn đáp quả bóng bowling bay trên không trung chứ không hề chạm xuống sàn. Tả viên triều cười nói, lực đạo rất tốt ga, đúng là thanh niên nhân. Hắn vừa nói vừa hướng Trương Dương ra hiệu ánh mắt, Trương Dương lập tức minh bạch, tả thị trưởng đây là bảo hắn hạ thủ lưu tình, nếu như chơi tốt quá sợ rằng làm cho triệu quý đình mất mặt. Trương Dương trong lòng thầm mắng, quan trường đúng là lắm điều kiêng kỵ, sớm biết cái dạng thế này thì đã chẳng tới, bất quá vẫn không dám tỏ ra vẻ gì, ném nốt cho xong lượt, rồi ra ghế nghỉ ngơi. Kỳ thực tối nay đề nghị Trương Dương tới chính là Âu Dương Như Hạ, lúc ra ngồi nghỉ ngơi, Âu Dương Như Hạ nói chuyện với hắn, nàng ta nói nàng ta và Hải Lan và bằng hiếu, trước kia tới Hồng Kông cũng có gặp mặt Hải Lan, có nghe Hải Lan nói về hắn, Trương Dương bây giờ mới hiểu tại sao các vị lãnh đạo đây lại nhớ tới mình. Tả viên chiêu tới Đông Giang lần này nhiệm vụ chủ yếu là tác động lên vấn đề đặc khu kinh tế quốc gia, thấy tâm tình triệu quý đình không sai, hắn nhân cơ hội này nói chuyện này ra, triệu quý đình nói, chuyện này ta biết, trên tỉnh hiện đang cân nhắc giữa Lam Sơn và Giang Thành, về phần tối hậu chọn ai còn phải thông qua cuộc họp thường ủy mới quyết định được. Tả viên Chiêu nói, Triệu Chủ tịch, người vốn là cựu lãnh đạo của chúng ta, đối với tình huống của Giang Thành thế nào ngươi thập phần lý giải. Hiện tại Giang Thành của chúng ta đầy đủ các điều kiện của một đặc khu kinh tế, hơn nữa nếu định tiện Giang Thành sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế trên diện rộng. Triệu Quý Đình nở nụ cười, hắn uống một ngụm nước rồi nói, đồng chí viên Triệu A. Ưu khuyết của Giang Thành và Lam Sơn ta đều rõ ràng, vì sao chúng ta lại do dự chọn giữa Giang Thành và Lam Sơn? Chính là vì bởi mỗi nơi đều có những ưu điểm nổi bật, cho nên chúng ta mới khó lựa chọn. Ta xem chuyện này ngươi cũng không cần quá nóng ruột, thường ủy tỉnh nhất định sẽ có các ngươi một kết quả hợp lý. Tả viên Triệu còn muốn nói gì thì Triệu Quý Đình đã đứng dậy. Trương Dương bên kia cùng với Âu Dương Như Hạ nói chuyện rất ăn ý, Tả viên Triệu có chút lo lắng nhìn sang một chút. Dù sao quan hệ giữa Âu Dương Như Hạ và Triệu Quý Đình mọi người đều biết, tiểu tử hỗn đản kia không phải định công khai đả ớt người tình của Phó Chủ tịch tỉnh chứ. Điểm này tả viên Triệu thực sự là đánh giá Trương Dương quá thấp, Trương Đại Quan Nhân không phải là loại người ăn tạp, đối với nữ nhân như Âu Dương Như Hạ này hắn không có hứng thú. Hai người nói chuyện trọng tâm đều xoay quanh sự tình về đài truyền hình. Lúc này, phục vụ mang nước ngọt và hoa quả lên, lão bản của Hải Đức Đinh Triệu Dũng cũng đi lên, hắn là nhi tử của bí thư chính pháp ủy tự nhiên là khá thân thuộc với triệu quý đình hắn cùng với tả viên triệu không quen biết cho lắm đêm nay tới đây cũng là do âu dương như hạ đề xuất đinh triệu dũng đi tới bên cạnh âu dương như hạ cười nói lão đồng học a à, mỗi lần ngươi tới ta thật không biết phải cảm tạ ngươi đã chiếu cố sinh ý cho ta như thế nào âu dương như hạ cười nói ngươi cứ suốt ngày kêu ca thế ta đau đầu lắm nên bây giờ ôm ngươi chỉ cần ít kêu ca đi là được a à nói xong nàng đem Trương Dương giới thiệu cho Đinh Triệu Dũng. Đinh Triệu Dũng cười vươn tay nói, ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng lời này nửa điểm khoang trương cũng không có, sự tình lúc trước một mình Trương Dương xông vào nhà hắn khiến cho đệ đệ Đinh Bân của hắn sợ tới mức nhảy từ tầng 2 xuống mà chạy. Sau lại nghe nói Đinh Bân và muội muội của Trương Dương cũng có một ít tình huống, Đinh Triệu Dũng vốn không có nhiều hảo cảm với Trương Dương, bất quá hắn là người làm ăn, vẫn tỏ ra lịch sự bắt tay cùng Trương Dương. Trương Dương cũng đoán được hắn là đại ca của Đinh Bân, bởi vì chuyện của muội muội mà Trương Dương không có ấn tượng gì tốt với Đinh gia, cho nên bắt tay cũng không chủ động nói gì. Đinh Triệu Dũng nói với Âu Dương Như Hạ: Triệu phó chủ tịch xem chừng càng ngày càng dẻo dai a. À. Âu Dương Như Hạ nghe lời hắn nói không khỏi chừng mắt nhìn, có lầm không a? À, người ta là cán bộ trẻ tuổi. Đinh Triệu Dũng cười cười cũng không nói gì tiếp, hắn đứng dậy nói: Ta còn có mấy người bạn, các người cứ trò chuyện đi a. À lúc này có thêm vài người nữa tới, dẫn đầu là chủ nhiệm văn phòng phụ trách các hoạt động tín dụng tỉnh Trần Thiệu Bân, hắn thấy Trương Dương ngồi đây thì cũng rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Qua giới thiệu xong mới biết thì ra hắn cùng Đinh Triệu Dũng và Âu Dương Như Hạ đều là bạn đồng học tại Trung học Đông Giang. Trần Thiệu Bân cười nói, đề cập tới chuyện của ký giả Lương Đông Bình, cái tên tiểu tử này không chịu bị bắt, chạy lên lẩu định nhảy xuống, thật đúng là bệnh tâm thần mà. Âu Dương Như Hạ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng thật có gan a, à, cư nhiên ở hội nghị lại dám hỏi Tống chủ tịch như vậy, mọi người gọi đùa hắn là chiến sĩ tin tức. Trần Thiệu Bân cười khinh nói, đứa ngốc mới đúng, làm việc không suy nghĩ tới hậu quá, người như thế chết cũng chẳng biết chết như thế nào. Nếu như không phải Trần Thiệu Bân nhắc tới thì Trương Dương cũng quên mất cái tên này. Lương Đông Bình chỉ là một cái tên không đáng để ý tới bất quá chính con tốt đen này lại làm cho vấn đề trong hệ thống giáo dục Giang Thành trở lên dùm beng. Thế mới có câu nói cho dù là một cái đinh bé tí nhưng không cẩn thận nó cũng có thể làm cho bàn chân bị thương. Trần Thiệu Bân nhắc tới lãng đào sa hắn đối với biểu hiện phi thường dũng mãnh hôm đó của Trương Dương vẫn như còn mới mẻ. Bất quá từ lúc biết lãng đào xa là đứng đầy cục quốc an thì có chút mất hứng thú, bản thân hắn coi như lại vướng vào cái mớ lằng nhằng rồi. 10 giờ 30 tối triệu Quý Đình Ly khai khỏi đó, Tả viên Triệu đưa hắn ra bãi đỗ xe, sau đó lúc lên gọi Trương Dương ra nói chuyện riêng một chút. Hắn nhìn ra Trương Dương và Trần Thiệu Bân có quan hệ không sai, nghĩ đến lão gia tử của Trần Thiệu Bân là Trần Bình Chiêu, liền bảo Trương Dương giới thiệu hắn làm quen với Trần Thiệu Bân. Triệu Quý Đình cùng Âu Dương Như Hạ đang ngồi trên ô tô rời đi, trước khi đi Tả viên Triệu còn tặng hắn một hộp quà. Lúc này Âu Dương Như Hạ mở ra, bên trong là một khối mỹ ngọc, Triệu Quý Đình không khỏi cười, đúng là Tả viên Triệu Âu Dương Như Hạ đối với Ngọc không hiểu lắm, nhưng đã là quà của thị trường tặng cho phó chủ tịch tỉnh thì tất nhiên phải là vậy xa xỉ. Triệu Quý Đình nói, người giúp ta trả lại cho hắn. Âu Dương Như Hạ hỏi, vì sao? Triệu Quý Đình đáp, ta không thích. Âu Dương Như Hạ khó hiểu hỏi, chẳng phải ngươi rất thích siêu tập Ngọc sao? Triệu Quý Đình nói, có những thứ không phải cứ thích là nhận được. Chuyện đặc khu kinh tế quốc gia này không phải chuyện ta có thể làm chủ, các thành viên khác trong thưởng ủy tỉnh cũng thế. Như vậy chẳng phải là nói tả viên triệu đi miếu thắp hương có chút mù quáng sao. Triệu Quý Đình nói, ai cũng biết đây là một cơ hội lớn để phát triển, ai cũng muốn thành phố của mình trở thành đặc khu kinh tế cấp quốc gia, đáng tiếc là danh ngạch chỉ có một. Âu Dương như hạ nhỏ giọng nói, theo như ngươi suy đoán, thì Giang Thành và Lam Sơn nơi nào có hy vọng lớn hơn. Triệu Quý Đình nói, nếu như là lúc trước ta tin tưởng nhất định Lam Sơn sẽ giành được phần thắng, nhưng hiện tại, có phải là Giang Thành có cơ hội lớn hơn hay không? Triệu Quý Đình không nói gì, nhắm mắt thở dài. Gần đây thường xuyên thấy cô Bí Thư đưa ra vấn đề về cân bằng phát triển kinh tế của tỉnh, làm sao trong thời gian ngắn có thể rút ngắn tranh lệch. Hơn nữa chính sách những năm gần đây cũng là tập trung phát triển kinh tế phía Bắc, so với chính sách tập trung trọng điểm kinh tế phía Nam để kéo toàn bộ nền kinh tế của tỉnh lên đã có cải biến rất lớn. Đứng từ phương diện này mà xem, rất có khả năng Cố Duẫn Chi sẽ lựa chọn Giang Thành. Ý kiến của Thường ủy tuy rằng có tác dụng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lão đại. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Quý Đình không khỏi cảm thấy một cỗ bi ai khó hiểu, vốn hắn đã tự cho mình sẽ là người kế tục vị trí của Cố bí thư, nhưng Tống Hoài Minh đã phá bỏ toàn bộ mộng tưởng của hắn. Tống Hoài Minh so với hắn trẻ hơn, chỗ dựa cũng vững chắc hơn, Triệu Quý Đình không khỏi cảm thấy khoảng thời gian trước mắt của mình ảm đạm. Hắn hiện tại đối với tỉnh Bình Hải đã mất đi lưu luyến, có tấm gương của Hứa Thường Đức vừa rồi, hắn quyết không chịu sống dưới cái bóng của Tống Hoài Minh. Cố Duẫn Chi đưa sự việc đặc khu kinh tế quốc gia thảo luận tại cuộc họp thường ủy, sở dĩ như vậy bởi lão cũng biết chuyện này nếu không định sớm một ngày thì lãnh đạo của Lam Sơn và Giang Thành một ngày cũng không yên. Cố Duẫn Chi nói, ta nghĩ chắc mọi người cũng đã biết chuyện lãnh đạo phê chuẩn thành lập một đặc khu kinh tế quốc gia tại Bình Hải, căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Bình Hải, Sơ bộ là sẽ chọn lựa trong hai thành phố Giang Thành và Lam Sơn. Ta vốn không muốn chuyện này sớm truyền ra ngoài, nhưng dù sao mọi người cũng đã biết. Nếu đã như vậy thì chúng ta sớm thảo luận rồi quyết định chuyện này một chút, đỡ phải khiến cho các đồng chí lãnh đạo của Lam Sơn và Giang Thành lo lắng. Ta nghĩ chắc hẳn hầu hết các vị trong thường ủy đây đều đã gặp mặt bọn họ. Mọi người trong phòng họp đều cười. Chủ nhiệm ban tuyên giáo Trần Bình Triều nói, hiện tại là thời đại thông tin đại chúng, rượu thơm cũng không lo ngõ nhỏ, bọn họ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của thành phố mình cũng là tốt. Cô Duẩn Chi cười cười gật đầu nói, kỳ thực, giữa Lam Sơn và Giang Thành tất cả mọi người đều rõ ưu khuyết điểm của nó. Trong lòng chúng ta đều rõ ràng, đặc khu kinh tế quốc gia đặt tại đâu sẽ là quyết định cho phát triển kinh tế sau này của Bình Hải, thế nên chuyện này nhất định phải công bình công chính mà xem xét, quyết định. Ánh mắt lão nhìn về phía Trần Bình Chiêu, đồng chí Bình Chiêu, người nói trước đi. Trần Bình Triều nói, đây là quan điểm của cá nhân ta, nếu là ta lựa chọn thì ta sẽ chọn Giang Thành. Kinh tế của Bình Hải Nam Cường Bắc Nhược, làm cho sự phát triển kinh tế của tỉnh mất cân đối. Nếu như Giang Thành trở thành đặc khu kinh tế cho trong một thời gian ngắn ta có thể giải quyết được chuyện này, hơn nữa còn có thể trải rộng sự phát triển kinh tế trên khu vực phía Bắc. Audio điện tử võ tấn bền Ánh mắt cố dẫn chi lại nhìn sang phía Tống Hoài Minh, Lão đương nhiên đang muốn biết ý kiến của Tống Hoài Minh thế nào. Tống Hoài Minh nói, ta tán thành cách nhìn của Trần chủ nhiệm, muốn Bình Hải phát triển toàn diện, cân bằng kinh tế nam bắc, tự nhiên là nên chọn Giang Thành làm đặc khu kinh tế. Phó chủ tịch Triệu Quý Đình lên tiếng, ta ngược lại lại có cái nhìn khác, ta thừa nhận là ý kiến của Tống chủ tịch và Trần chủ nhiệm là cũng có đạo lý, thế nhưng có một điều đó là chúng ta làm điều gì cũng phải cân nhắc thực tế. Giang Thành hay Lam Sơn cũng đều là Bình Hải sự phát triển của vùng kinh tế Giang Thành và Lam Sơn như thế nào thì ai trong chúng ta cũng rõ. Các thành viên trong thường ủy đều lần lượt lên tiếng, ngoại trừ Phó Chủ tịch Triệu Quý Đình và chủ nhiệm Ban Kỳ ủy tỉnh Tăng Lai Châu có quan điểm ủng hộ Lam Sơn thì hầu hết mọi người còn lại đều tán thành Giang Thành. Dù sao sự tranh lệch phát triển kinh tế Nam Bắc cũng là hiện thức trước mắt, đặc khu kinh tế chính là một cơ hội để nhanh chóng cân bằng nó. Tống Hoài Minh cũng thật không ngờ có nhiều thành viên trong thường ủy ủng hộ lựa chọn Giang Thành tới như thế, Xem ra ngày hôm nay chuyện này cơ bản đã coi như định luận xong. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Cố Duẫn Chi, lúc này Cố Duẫn Chi vẫn không có bình luận gì, lão cười nói, tranh luận rất kịch liệt a, à, ai cũng có lý. Như vậy đi, đầu phiếu. Đầu phiếu hẳn là phương pháp công bình nhất, đương nhiên là nếu không có giám sát thì loại công bằng này không thể tính đến. 13 người thường ủy bỏ phiếu, Cố Duẫn Chi sau khi kiểm tra nói, 6 Lam Sơn, 6 Giang Thành mọi người trong đây trong lòng đều rõ vừa rồi thảo luận rõ ràng là ủng hộ giang thành chiếm đa số thế nào bỏ phiếu lại thành cân bằng tới cuối cùng thì dù sao quyết định cũng vẫn là ở cố duẫn chi xem ra trong lòng lão đã sớm có quyết định và không để cho ai làm ảnh hưởng tới nó cố duẫn chi cầm một chiếc phiếu còn lại còn một phiếu của ta hắn cố ý dừng lại một chút sau đó nói lam sơn nội tâm tống hoài minh không khỏi trầm xuống hắn ý thức được cố duẫn chi quyết đoán như vậy chính là thị uy với tất cả mọi người cho tất cả biết rằng hắn mới chính là lão đại của bình hải vô luận các người có ý kiến như thế nào đi chăng nữa thì quyết định vẫn là của lão cố duẫn chi nói bảy so với sáu lam sơn sẽ trở thành đặc khu kinh tế quốc gia lão mỉm cười nói ta biết sáu vị lựa chọn giang thành có thể không phục nhưng sở dĩ ta lựa chọn lam sơn còn bởi có lý do khác rất đơn giản để trở thành một đặc khu kinh tế quốc gia cần phải có điều kiện cơ sở vật chất tốt, mà điều này thì Lam Sơn dẫn đầu cả tỉnh, thậm chí có thể nói là thuộc cấp đầu của cả nước. Đây là hình ảnh mang tính chất đại diện của cả tỉnh. Lúc đầu, ta cũng từng cho rằng lựa chọn Giang Thành sẽ có ý nghĩa về việc phát triển cân bằng kinh tế trong tỉnh. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại với hiện trạng của Giang Thành hiện nay, muốn đại tới mức như Lam Sơn còn phải tốn không ít thời gian. Chúng ta là lãnh đạo, cần phải có cái nhìn toàn cục lo lắng vấn đề thực tại, đặc khu kinh tế quốc gia không phải là một sự viện trợ, một sự cứu tế. Tống Hoài Minh muốn nói, nhưng cuối cùng lại khống chế được nội tâm, kể cả bây giờ hắn có nói cũng vô pháp cải biến được kết quả, hắn đương nhiên cũng không có khả năng bắt cố dẫn chi phải công khai số phiếu mặc dù hắn tin tưởng đại đa số đều lựa chọn giang thành. Triệu Quý Đình nhiều biểu tình ngưng trọng của Tống Hoài Minh mà trong lòng có chút hả hê, so đa mưu túc trí với vị lão đại của Bình Hải, Tống Hoài Minh rõ ràng là còn thua kém. Bất quá sự lựa chọn của cố duẫn chi ngay cả triệu quý đình cũng thật không ngờ, suốt thời gian vừa qua cứ gióng chống khua chiêng phát triển kinh tế phía Bắc, cân bằng sự tranh lệch nam bước, suy nghĩ và hành động của cố duẫn chi thực sự là khiến cho người khác không thể suy đoán được. Tả viên chiêu là người đầu tiên nghe được tin này, chuyện này đối với hắn thực sự là đả kích rất lớn, là thị trưởng Giang Thành, lần này là hắn gánh toàn bộ kỳ vọng của thường ủy Giang Thành, cũng là gánh vác kỳ vọng của hơn 900 vạn dân chúng Giang Thành tất cả mọi người đều coi đây là một cơ hội lớn cho Giang Thành và cùng nhau tỉ mỉ chuẩn bị tất cả. Tả viên triệu cho rằng hắn đã làm tất cả khả năng của mình, vài ngày ở Đông Giang, hắn đã tới bái phỏng từng người trong thường ủy Giang Thành, căn cứ vào điều tra sở thích mỗi người mà tặng quà cáp, nhưng kết quả này hắn thực sự không ngờ tới. Tả viên triệu cũng hiểu rõ chuyện này cuối cùng nằm trong tay ai, then chốt vẫn là ở cố Duẫn chi, điều này đã làm cho hắn lo lắng, hắn ý thức được rằng đối với vị lão đại này bây giờ không có gì là quan trọng, đây chính là một hiện tượng bất hảo. Một nhà sung sướng mấy nhà sâu, trong lúc cán bộ lãnh đạo Giang Thành chán nản cùng thất vọng thì cán bộ lãnh đạo của Lam Sơn lại đang vui mừng phấn khởi. Chuyện này đối với Tần Thanh mà nói thực sự là một bước tiến trong sự nghiệp chính trị của nàng. Tới Lam Sơn chính là mở ra một trang mới trên sự nghiệp cả nàng, Tần Thanh từ chuyện này có thể khẳng định chắc chắn cô bí thư đưa nàng lên làm phó thị trưởng Lam Sơn không phải là lưu vong mà chính là đề thăng cho cán bộ trẻ, cô Duẫn Chi thực sự là người rộng rãi, công tư phân minh rõ ràng. Ly khai khỏi Đông Giang hôm đó, Tần Thanh xin miễn lời mời của phó bí thư Ngô Minh, Ngô Minh nghe tin đặc khu kinh tế quốc gia đã an bài liền có ý định tổ chức một bữa tiệc khánh công. Nhưng Tần Thanh đối với sự tình lần trước ở Nam Quốc thực phủ có chút phản cảm đối với vị phó bí thư này. Nàng đương nhiên không có quên cố Giai Đồng đã băng trợ cho mình, tối đó liền ăn tối cùng Giai Đồng tại Thủy Thượng Nhân Gia. Trương Dương cũng được mời, tối đó chỉ có ba người họ. Đối với thắng lợi của Tần Thanh lần này Trương Dương và Giai Đồng đều biểu thị chúc mừng. Trương Dương uống chén rượu nói, hiện tại Giang Thành đều bảo ta ăn cây táo rào cây sung, cho rằng đã đã ngấm ngầm giúp đỡ cho Lam Sơn. Ta kháo, thật là quá oan uổng, nếu mà nói ra thì chính ta còn giúp cho Tả Viên Triệu gặp mặt Trần Bình Triều. Tần Thanh cười nói, có những việc kể cả ngươi không có làm người khác cũng vẫn cho rằng là ngươi làm, cho dù có giải thích cũng chẳng tác dụng gì. Cố gia đồng thở dài, xem ra là điều kiện ưu đãi ở Giang Thành không còn nữa rồi a. À. Trương Dương cười nói, có kẻ nào dám khi dễ cố tiểu thư chứ? Kỳ thực tổn thất lớn nhất là ta, nếu như đặt khu kinh tế đặt tại Giang Thành, như thế chẳng phải là ta tha hồ mà kiếm thành tích sao? Tần Thanh không khỏi mỉm cười, người thật là quá đòi hỏi a. À trẻ như thế mà đã là cán bộ cấp phó sử. Có những việc tốt hơn hết là cứ thuận theo tự nhiên. Cố dài đồng hướng ra nhìn ngoài cửa sổ, cảnh đêm ngoài sông rất đẹp, trên mặt nước một chiếc thuyền đi lại, ánh đèn heo hắt cùng với chương sao lấp lánh trên mặt nước. Gió mát thổi vào làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, vui vẻ, thoải mái. Lúc này quản lý của Thủy Thượng Nhân gia Bành Quân Tường cũng tới kính rượu, hắn và Cố gia Đồng là bằng hiếu, cùng cũng gặp Trương Dương vài lần, bành quân trường cười nói cảm thấy món minh khê ngư viên này thế nào trương dương gật đầu cải thiện không ít a à. bất quá nhân viên phục vụ hình như ăn mặc ngày càng mát mẻ a à. bành quân tường cười ha ha hiện tại đang là mùa hè thời tiết rất nóng nực mà Tần thanh cùng cố giai đồng đều bật cười cố giai đồng nhớ lại lúc trước khi chuẩn bị mở nhà hàng ở bắc kinh đã khảo sát qua nơi này bất quá trương dương kiến nghị lựa chọn phong cách nông thôn kết quả là sinh ý của nông gia tiểu viện cực kỳ thịnh hiện tại tuy rằng không còn được như trước nhưng vẫn đủ khiến cho những nhà hàng khác trông vào mà ghen tị. Bành Quân tường biết được Tần Thanh là phó thị trưởng Lam Sơn, hai mắt sáng người, hướng Tần Thanh kính một chén. Nguyên lại là Tần thị trưởng, thất kính, thất kính. Tần Thanh cười nói, Bành quản lý không cần phải khách khí, tới đây ăn thì là khách hàng, người cứ coi ta như mọi khách hàng bình thường là được. Trương Dương cười nói, trong lòng Bành quản lý tất cả khách hàng đều là tiền cả a. À cố giai đồng không khỏi bật cười khanh khách bành quân tường nói không dám không dám bữa ngày hôm nay cứ tính cho ta tần thanh đang muốn từ chối thì cố giai đồng đã nói nếu người hữu ý thì chúng ta cũng xin nhận bành quân tường lập tức chứng minh một cái câu nói đã thành chân lý lễ hạ vô nhân tất có sở cầu hắn tốt như vậy đương nhiên có mục đích ân cần kính tần thanh một chén xong nói chúng ta sắp tới é khai trương thêm một nhà hàng tại thúy vân hồ ở lam sơn Chắc gần 2 tháng nữa sẽ khai trương, đến lúc đó mong được Tần thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trong lòng Trương Dương thầm than, mấy tên thương nhân này cũng thật là thực dụng a. À. Tần Thanh mỉm cười gật đầu, đương nhiên việc này cũng chẳng tổn hao gì tới nàng. Đang ngồi uống rượu bên này thì có một gã nhân viên tới gọi hắn bảo có vị phó trưởng phòng nào đó gọi hắn uống rượu. Trương Dương mấy ngày hôm nay có chút nhạy cảm với cái họ này, hắn liền hỏi, phó trưởng phòng nào a? À? Bành quân tường đứng dậy cười nói, trưởng phòng thủy lợi phó đạo cường. Ta phải sang tiếp hắn một chút. Trương Dương vừa nghe đã trợn tròn mắt, quả nhiên là oan ra tụ đầu, lần trước tại Nam Quốc thực phủ thằng nhãi kia dám vỗ nhục Tần Thanh còn chưa tính sổ hắn, không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây. Tần Thanh vừa nghe cái tên phó đạo cường, lập tức đoán Trương Dương lại đang định gây chuyện, liền đá nhẹ vào chân hắn ý nhắc nhở hắn đừng có gây chuyện. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, Loại tiểu nhân này ta căn bản không thèm để mắt. Cố Gia Đồng hiếu kỳ hỏi chuyện xảy ra, Trương Dương mới đem chuyện xảy ra kể cho Cố Gia Đồng. Cố Gia Đồng nghe xong cũng không khỏi nổi giận, kẻ như thế mà cũng là cán bộ quốc gia sao? Tần Thanh đạm nhiên nói, quên đi, mỗi người đều có tật xấu, loại người như hắn chúng ta không thèm để ý tới làm gì. Nhưng nàng vừa nghe xong thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói truyền vào, nguyên lai là Phó đạo cường chủ động tìm tới đi theo hắn có hai gã cán bộ của phòng thủy lợi và một gã là kiến trúc sư của sở quy hoạch đông giang phó đạo cường vốn không có tiếp xúc gì qua với cố giai đồng bành quân tường cũng chưa kịp có giới thiệu phó đạo cường đã đi tới có một số việc nguyên bản có thể là nhỏ nhưng lại vì vài câu nói mà lại trở lên trầm trọng phó đạo cường hiển nhiên uống không ít rượu mặt cũng có chút đỏ hắn nhìn tần thanh nói tần phó thị trường nghĩ không ra ngươi lại cũng ở đây a à? Tần Thanh vẫn duy trì thái độ lịch sự, chào phó trưởng phòng. Phó Đạo Cường gật đầu, ánh mắt nhìn lên cố dài đồng một chút, sau đó nhìn Trương Dương nói tiểu trương cũng tới a. À. Biểu tình của Trương Dương vẫn tỏ ra lãnh đạm, hắn chỉ ừ khẽ. Trong lòng thầm nghĩ, để xem ngươi có nói cái gì bậy bạ nữa không, ta sẽ cho ngươi một trận luôn thể. Phó Đạo Cường thấy cố dài đồng cùng Trương Dương có vẻ rất thân cận cho rằng đó là người yêu của hắn, liền cười nói tiểu trương a, à, đây là người yêu ngươi hả, giới thiệu cho mọi người đi a. À. Bành Quân Tường còn chưa kịp nói thì Phó Đạo Cường đã cười nói với đồng sự của hắn, "Tiểu Nhạc a, à, xem ra lời ngươi vừa mới nói lúc nãy là rất đúng a." À. Cả đám người Phó Đạo Cường đều bật cười, sắc mặt Bành Quân Tường giã đổi, hắn bắt đầu ý thức được Phó Đạo Cường rõ ràng là muốn gây chuyện. Tần Thanh nhíu nhíu mày, nàng hiểu rõ tính tình của Trương Dương, nàng cũng không muốn hắn lại gây ra cái chuyện gì nữa, nhẹ giọng nói, "Phó trưởng phòng người uống hơi nhiều rồi đó. Phó Đạo Cường cười nói, không có việc gì. Tiểu tử tên là nhạc đường trung phía sau nói, Phó trưởng phòng, tần thị trưởng rất quan tâm người A. À. Rượu làm lá gan người ta to lên, hơn nữa nhạc đường trung là một tên nhà quê, hắn có lòng nịnh bợ Phó Đạo Cường, lại thêm rượu vào khiến cho hắn càng có gan. Trương Dương thở dài nói, tiện nhân ta thấy không ít, nhưng mà chưa thấy kẻ nào bằng được mấy người các ngươi. Sắc mặt của Phó Đạo Cường chợt biến, hắn ngày hôm nay uống không ít, nghe nói Trương Dương và Tần Thanh đang ở chỗ này, nguyên bản định kiếm lại chút mặt mũi, ai ngờ lại bị người khác mắng cho. Phó Đạo Cường có thể nhịn được, nhưng kẻ đi theo hắn lại nhịn không được. Nhạc đường trung hùng hổ chủ vào mặt Trương Dương nói, tiểu bạch kiểm, ngươi vừa nói cái gì? Những lời này của hắn không chỉ khiến Trương Dương tức giận mà ngay cả Tần Thanh và Cố Giai Đồng cũng nổi giận, thằng nhãi này gọi Trương Dương là tiểu bạch kiểm chẳng phải là chửi đụng tới cả hai nàng sao bành quân tường thầm kêu khổ không thôi hắn ngày hôm nay rốt cuộc được chứng kiến cái gọi là có mắt mà không thấy núi thái sơn cái tên nhạc đường chung này là cái giống gì đây cùng lắm chỉ là một tên làm thầu kể cả ngươi có chỗ dựa là phó đạo cường nhưng cho là như thế thì các ngươi lấy gì mà đọ với cố bí thư trong lòng hắn phiền muộn cực kỳ hắn thật sự là không biết giữa bọn họ lại có ân oán gì đó nếu như biết thì hắn đã sớm đem thân phận cố giai đồng nói ra hắn vốn định bây giờ nói nhưng thấy đôi mắt Cố dài Đồng đang lạnh lùng nhìn hắn, hắn đương nhiên cũng phân biệt nặng nhẹ, không dám đắc tội với Cố Gia Đồng, xem ra người ta đã muốn xử lý phó đạo cường thì mình vô pháp có thể ngăn cản. Trương Dương cư nhiên không có xuất thủ, hắn cười hướng Bành Quân tường nói, "Bành lão bản, mượn tạm nơi này của ngươi vậy." Cố Gia Đồng cùng Tần Thanh đối với tính cách của hắn đều rất hiểu, đồng thời túm lấy hai cánh tay hắn, "Quên đi, chúng ta đi thôi." nhạc đường trung vẫn ngông nghênh, ta rốt cuộc hiểu cái gì gọi là tiểu bạch kiểm mặt rất dày a à. mắt chỉ thấy nhoáng lên chát một tiếng cố dai đồng tặng cho hắn một tát nhạc đường trung bị một đứa con gái tắt ngay trước mặt mọi người đối với hắn đây chính là vũ nhục hắn gầm lên con đàn bà thối hắn đang muốn xông lên thì bị một cước của trương dương đá vào bụng bay văng vào tường uy lực một cước này của trương dương mọi người đều có thể thấy được hơi men trong người phó đạo cường cũng vì thế mà giảm đi chút ít. Trương Dương cũng không có thèm xông lên động thủ với hắn tiếp. Cố gia đồng nhìn bành quân tường nói, kẻ vừa chửi ta là ai? Bành quân tường nhỏ giọng, nhạc đường chung, tổng giám đốc công ty thiết kế. Cố gia đồng giả bộ lấy điện thoại ra gọi tới cho chủ nhiệm ban kỳ ủy tỉnh Tăng Lai Châu, Tăng Thúc Thúc. Ta vừa rồi tại Thủy Thượng Nhân ra thấy trưởng phòng thủy lợi phó đạo cường cùng một giám đốc công ty thiết kế nào đó đi cùng với nhau, ta thấy chuyện này thật không bình thường, các ngươi xem xem có nên điều tra một chút không? Phó Đạo Cường sửng sốt, cô ta là ai mà lại có thể trực tiếp gọi điện bảo chủ nhiệm ban kỳ ủy tỉnh phải làm thế nọ thế kia? Cố dài đồng cúp máy nói, ta tin tưởng phó trưởng phòng nhất định là chịu được khảo nghiệm của đảng. Nói xong quay ra gật đầu với Trương Dương và Tần Thanh rồi rời đi. Phó Đạo Cường nhìn bỏ họ đi xa xong lúc này mới hỏi bành quân tường, nàng ta là ai? thiên kim đại tiểu thư của bí thư tỉnh ủy cố giai đồng. Phó đạo cường trợn mắt, sợ tới suýt nữa thì ngã ra đấy, ngươi, ngươi sao không nói sớm. Bành quân tường kêu khổ, ngài có cho ta cơ hội nói sao. Trở lại trong xe, cố giai đồng không nhịn được bất cười, tần thanh nhỏ giọng hỏi, ngươi thực sự gọi cho tầng chủ nhiệm sao. Cố giai đồng cười nói, ta chỉ là hù dọa hắn thôi. Trương Dương và Tần Thanh cũng bị diễn xuất của cố giai đồng qua mắt cả, hắn cười nói, Gai đồng tỷ A, à, người diễn thật là giỏi đó, khiến cho hắn sợ tới tái cả mặt vào. Tần Thanh cười, chỉ sợ rằng hắn tin là thật, ngày mai lại đi tìm tầng chủ nhiệm tự thú. Cố dài đồng cười nói, hù chết hắn đi, cái gì mà trưởng phòng. Thật không ngờ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng có loại người như thế. Trương Dương vẫn còn chút bực tức, nếu như không phải các người kéo ta, ta mặc kệ hắn là cái gì trưởng phòng, ta đánh cho mẹ hắn không nhận ra được hắn nữa luôn nói xong hắn thở dài than ta thật là phiền muộn a à, cái loại tiểu nhân như hắn mà còn được làm tới trưởng phòng một ban của tỉnh ta thế nào là một cán bộ trẻ ưu tú lại chỉ là một phó sử cố giai đồng nhìn hắn cười nói vì ngươi là một tên tiểu bạch kiểm có sao trương dương nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy cả hai nàng đang cười nhớ tới vừa rồi nhạc đường chung mắng hắn như thế trương dương đành cười trừ mấy tên hỗn đản ta không thèm tính toán với chúng chúng ta đi tìm chỗ nào uống rượu Tần Thanh ngáp một cái nói, không uống nữa, mệt rồi. Hải Tâm còn đang chờ ta. Trương Dương có chút mất mắt nhìn Tần Thanh, hắn vốn vẫn mong ước có cơ hội trái ôm phải ấp, đáng tiếc là không thể thành hiện thực. Vốn tưởng cố dài đồng cùng Tần Thanh hòa hợp thì hắn sẽ có nhiều cơ hội có hai người trên một giường, bất quá xem chừng để đạt được điều đó vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Phó Đạo Cường sáng sớm hôm sau đã thành thành thật thật tới tìm chủ nhiệm Tầng Lai Châu, thừa nhận khuyết điểm của mình hắn cũng là một kẻ thông minh, biết tránh nặng tìm nhẹ, nhưng bất quá hắn không ngờ là cuộc điện thoại hôm qua của cố giai đồng chỉ là giả vờ. Kỳ ủy bí thư tăng Lai Châu lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn minh bạch chuyện này, bất quá hắn cũng không nói gì về cố giai đồng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Phó Đạo Cường vài câu. Phó Đạo Cường đi rồi, tăng Lai Châu mới gọi thư ký Lưu Diễm Hồng vào nói, Phó Đạo Cường này hình như có chút vấn đề ngươi cha hắn xem có vấn đề gì không chương 199, ban cải cách ban ăn mày. Ngay lúc Trương Dương chuẩn bị trở về Giang Thành, thì Trương Bích Quân gọi điện tới, Trương Dương vốn tưởng nàng muốn tìm hắn giúp cái gì, nghĩ không ra nàng ta chỉ là muốn gặp mặt hắn. Trương Dương tuy rằng đã vào cục quốc an một năm nhưng tình huống nội bộ hắn không rõ lắm, mọi thứ liên hệ đều là qua mấy người hình chiêu huy, triệu quân. Hai người gặp mặt tại quán trà nhất thoa bên bờ sông, lúc Trương Dương tới, Trương Bích Quân đã ở nơi nà chờ, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn. Trương Dương bước đến mỉm cười, trên đường tới đây bị tắc đường, cho nên tới chậm một chút. Trương Bích Quân cười cười nói, chậm 15 phút a sẽ trừ vào tiên lương của ngươi. Về điểm này thì ta không có ý kiến gì. Trương Dương cười, tìm ta có việc gì. Trương Bích Quân lắc đầu, vốn có chuyện muốn phiền ngươi, nhưng sự tình có biến hóa nên tạm thời chưa cần dùng tới ngươi rồi trương dương nâng chén trà lên nói như vậy là ta đây không có cơ hội biểu hiện rồi ha trương bích quân nói nhớ việc lần trước chuyện ngươi nhờ ta xem xét về việc đề thăng lên phó xử ta đã xem hồ sơ trương dương nhìn chung quanh một chút rồi hạ giọng nói ta xem không được sáng sủa cho lắm mặc dù trước kia hình chiêu huy đã đáp ứng với ta rồi trương bích quân nghe hắn nói vậy không khỏi nở nụ cười ngươi rất muốn ta hỗ trợ vô công bất thụ lộc ta không cần kẻ nào hỗ trợ Trương đại quan nhân đường đường chính chính nói, Trương Bích Quân nở nụ cười. Mấy ngày nay ta lưu ý ngươi một chút, phát hiện ngươi cũng có chút quan hệ đó. Bất quá tính cách của ngươi không hợp quan trường đâu, hay là chuyển sang cục quốc an đi. Đánh đánh giết giết, ghê làm a. À. Ta thích công việc dùng đầu óc hơn. Trương Bích Quân cười lớn, nàng ta gật đầu nói, người quả nhiên là khéo mồm khéo miệng. đã từng nghĩ tới việc cái ghế phó sử kia trống thì có liên quan tới ngươi không? Trương Dương khó hiểu nhìn Trương Bích Quân. Trương Bích Quân nói, ở trong quan trường muốn thuận lợi mà đi phải có chính kiến, phải có cá tính, phải có chỗ dựa vững chắc. Tỷ như ngươi tại sao không nhờ vào danh tiếng của mẹ nuôi là tuệ chữ của ngươi mà leo lên phó xử. Trương Dương nao nao, Trương Bích Quân này quả nhiên không đơn giản, bối cảnh bản thân mình thế nào nàng ta đã điều tra rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, điều tra thông tin vốn là kỹ năng căn bản của Cục Quốc An, là một thành viên chính thức của Cục, hẳn là Trương Bích Quân cũng có được một số thông tin và tài liệu từ chỗ hình chiêu huy. Cơ mà chính vì như thế Trương Dương lại đối với cái gọi là quy tắc bảo mật thông tin trong cục quốc an sinh ra một ít hoài nghi, lúc trước hình chiêu huy đã thể thốt đảm bảo bảo mật thân phận cho hắn, sau triệu quân tiếp quản công tác, rồi tới ngay cả phó đội 4 này cũng rõ hắn như trong lòng bàn tay. Trương Dương cảm thấy cần phải nhắc nhở bọn họ một chút, hắn thấp giọng ta nói Trương Cục A, ta chỉ là một người ngoài biên chế, việc của ta bên ngoài cũng không tới các ngươi đánh giá ha. trương bích quân cười nói không phải là đánh giá ngươi mà là thấy ngươi trong quan trường loạn loạn như chàng, cho nên ta chỉ điểm ngươi một chút thôi. muốn từ cấp khoa lên cấp sử thực ra chẳng cần phải động tới thị trường hay bí thư gì, chỉ cần chủ nhiệm ban nhân sự cũng đủ rồi. xiết gà chẳng cần tới giao mổ Châu người ta đã nói đến mức này, trương dương còn có thể không rõ sao? trương bích quân chính là nói chức vị của hắn quá nhỏ nhưng nếu động tới phu nhân của văn phó thủ tướng thì không đáng, Trương Bích Quân chính là hiểu cái cảm giác của Trương Dương nên chỉ điểm cho hắn. Trương Bích Quân lại nói, chủ nhiệm ban nhân sự tình Bình Hải xài tuệ minh cùng ta có một chút giao tình, ta có thể nói với hắn một tiếng, trước khi về Giang Thành ngươi nên bái phỏng hắn một chút. Trương Dương đương nhiên minh bạch cái đạo lý không có bữa cơm nào miễn phí trên đời, hắn nói tốt quá ha. Vậy đổi lại ta phải làm gì? Trương Bích Quân cười nói, bồi thường cho ngươi thôi, lúc trước lão hình đã đáp ứng ngươi, trong hệ thống của ta ta không thích những nói đã nói mà không làm được. Cùng trở về Giang Thành lần này với Trương Dương còn có cố giai đồng và hồ nhân. Lúc Chu Vân Phàm gặp chuyện không hay, toàn bộ sản nghiệp của hắn bị phong tỏa, mặc dù hồ nhân thoát khỏi liên quan nhưng hiện tại cũng rơi vào trạng thái thất nghiệp. Cố giai đồng đối với năng lực của hồ nhân đương nhiên vô cùng rõ, nàng chủ động mời hồ nhân về quản lý chi nhánh công ty tại Giang Thành. Dù sao giai đồng sản nghiệp chính vẫn là ở Đông Giang, cứ đi đi về về giữa Đông Giang và Giang Thành mãi cũng bất tiện. Nàng đưa ra lời mời, Hồ Nhân rất sản khoái đáp ứng, thứ nhất là cải thiện quan hệ hơn với Giai Đồng, thứ hai là về Giang Thành thì càng có nhiều cơ hội gặp Trương Dương hơn. Trương Dương ngồi phía trước lái xe, cố Giai Đồng và Hồ Nhân ngồi phía sau nói chuyện, chủ đề chính là về phát triển quy hoạch đô thị của Giang Thành, cái nhìn của hai nàng là khá tương đồng nhau về nhiều mặt. Cố Giai Đồng tới Giang Thành lần này là để giải quyết vấn đề nhà máy chế biến dược, Thị ủy cũng đã có những nhượng bộ. Hai người trò chuyện với nhau, thấy Trương Dương Thủy Trung từ đầu tới cuối không nói năng gì, nàng vươn tay vỗ vai hắn nói, này, Trương chủ nhiệm, sao ngươi không nói gì thế? Trương Dương nói, các người bàn chuyện làm ăn, ta thân là cán bộ quốc gia biết nói cái gì đây? Cố giai đồng nói, người hiện tại lại là chủ nhiệm ban công tác cải cách, chuyện nhà máy chế biến dược là thuộc quyền quản lý của ngươi mà. Quản lý cái giám, cái vị trí lúc trước còn tốt hơn chán, chứ như cái công tác cải cách này, căn bản là toàn những thứ lôi thôi, quyền lực chân chính thì không có, giải quyết khiếu nại của công nhân thì nhiều, chuyện lề mề rõ nhiều. Hơn nữa ta cũng không phải đại đương gia A, chân chính là chủ nhiệm quốc tư mã hoa thành. Cố Giai Đồng và Hồ Nhân nhìn nhau, cả hai song song nở nụ cười, Hồ Nhân nói, sao người ca thán cứ như một oán phụ vậy. Cố Giai Đồng nói, lúc trước ở sở du lịch hay sở đầu tư cũng có thực quyền gì đâu, quan trọng là ngươi vẫn thành công đó thôi cứ coi như là một ban khất cái, nhưng ta tin người có năng lực biến nó thành một nơi tốt điển hình. Hồ Nhân nói, ta cũng vậy. Trương Dương nhìn hai nàng qua gương chiếu hậu, khóe môi lộ ra tia cười, có thể khiến những hồng nhan chi kỷ này ở chung một chỗ không thể nghi ngờ gì chính là tâm nguyện lớn nhất của Trương Dương. Hiện tại xem ra trong lòng mỗi người các nàng đều nỗ lực thân cận nhau, Hồ Nhân với Cố Giai Đồng, Cố Giai Đồng và Tần Thanh, Tần Thanh và Sở Yên Nhiên, giữa mỗi người đều có những điểm rất tương đồng đối với trương dương mà nói đây là một tín hiệu tốt phía trước đã là khu vực hồ thanh bình trương dương xem thời gian cũng không còn sớm nữa liền bảo hai người nghỉ ngơi và dùng bữa đây cũng chính là nơi mà hắn gặp cố minh kiện nhớ tới chuyện cũ trong lòng trương đại quan nhân không khỏi có chút cảm khái hắn đem chuyện lúc trước gặp cố minh kiện kể ra nhắc tới đệ đệ cố giai đồng không khỏi có chút buồn bã tuy rằng dưới áp lực của phụ thân buộc hắn phải rút lui nhưng mà giai đồng có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình bất mãn không ít, tình cảm tỷ đệ cũng vì thế mà sức mẻ. Hành trình từ Đông Gian trở về lần này của tả viên triệu có thể nói là vô cùng ảm đạm vốn hắn đối với việc giang thành của mình sẽ được lựa chọn là đặc khu kinh tế quốc gia hết sức tự tin, không chỉ riêng hắn mà hầu như cán bộ lãnh đạo giang thành từ trên xuống dưới cũng đều tin như vậy. Bọn họ vốn tin rằng chủ trương gần đây của lãnh đạo tỉnh đều là đẩy mạnh phía triển kinh tế phía Bắc, Tập trung kéo ngắn lại khoảng cách phát triển hai vùng Nam Bắc thì chuyện lựa chọn Giang Thành sẽ gần như là ván đóng thuyền. Nhưng nào ngờ tới cuối cùng Cố Bí thư lại lựa chọn Lam Sơn. Tại cuộc họp thường ủy lần này, tâm tình của tất cả đều rất không tốt, Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ tổng kết công tác, hắn nhấn mạnh vào hai điểm đó là Giang Thành tuy không trở thành đặc khu kinh tế quốc gia nhưng đó không có nghĩa là Giang Thành sẽ kém phát triển. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề cải cách, mặc dù vấn đề của sở giáo dục cơ bản đã được giải quyết, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời chứ chưa thể dứt điểm được, rất nhiều vấn đề sẽ là tai họa ngầm. Sự tình vừa rồi đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu trong tỉnh, đích thân chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh phải gọi điện tới thì cũng đủ biết vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Có thể nói đây là vấn đề trọng điểm, cần phải triệt để giải quyết. Tả Viên Chiêu đảm nhận công tác kinh tế, hắn tuy rằng phải chịu không ít trách nhiệm, nhưng không vì thế mà xa sút tinh thần, dù sao cán bộ tới cấp bậc như hắn cũng không phải một chút sóng gió có thể lay động được lý trường vũ so với tả viên triệu thì còn phiền muốn hơn nhiều hắn phụ trách quản lý công tác giáo dục mà hiện tại đây đang trở thành tiêu điểm của cả tỉnh nếu như không phải có trương dương red a giúp hắn lúc nguy năn thì chỉ sợ hiện tại hắn đang vô cùng quẫn bách rồi lý trường vũ tỏ thái độ nói sau này trong công tác ta sẽ tiến hành cải cách mạnh mẽ cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất xoay chuyển tình cảnh hiện tại của giáo dục giang thành đại biểu nhân dân toàn quốc chủ nhiệm triệu dương lâm nói đều biết giáo dục là trọng yếu nhưng hiện tại giáo dục Giang Thành chúng ta đang phải đối mặt với khốn cảnh, trợ cấp xã hội ít, lương trả cho đội ngũ Giang viên giáo sư thấp và còn nợ, đãi ngộ kém, giáo sư hay giáo viên cũng là người cả, cùng tác sinh biến, nếu như không làm tốt, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt tới xã hội. Hắn cũng không nêu ra vấn đề cụ thể bởi thực tại vừa qua đã chứng minh phần nào. Điền Khánh Long và Lý Trường Vũ quan hệ không sai, hắn cũng cảm thấy được mũi giáo của thường ủy đang dồn về phía Lý Trường Vũ, hắn liền nói, hiện tại là lúc cải cách, không chỉ có giáo dục, ngay cả trong bộ máy sản xuất cũng tồn tại nhiều vấn đề. Cải cách Giang Thành còn phải đi một chặng đường xa. Chủ nhiệm từ bưu từ đầu tới dỡ vẫn chưa nói gì lên tiếng, nói tới chuyện này, ta có chút lời muốn nói. Ánh mắt của mọi người dồn về phía hắn. Từ bưu nói, Giang Thành chúng ta gần đây mới thành lập ban cải cách, đây là ứng với xu hướng phát triển chung, như các thành thị khác tổng tỉnh đều đã có từ lâu. Ban cải cách có nhiệm vụ hỗ trợ công tác cải cách cho thành phố, đặc biệt là trong cải cách sản xuất, nhưng như ta biết thì hình như ban cải cách của chúng ta vẫn tư có trụ sở. Đa số người trong thường ủy đều không rõ ý tứ của từ Bill, hắn đột nhiên sao lại nhắc tới chuyện này, dựa theo tư duy thông thường thì hẳn ban cải cách có quan hệ gì với hắn. Lý Trường Vũ nhớ tới Trương Dương, tiểu tử này hiện tại chính là phó chủ nhiệm của ban, lẽ nào từ Bill muốn cho kẻ khác thay thế? Từ Bill nói, như ta biết thì hiện tại ban cũng mưa oi chỉ có hai phó chủ nhiệm ngay cả một nhân viên công tác cũng không có vậy không hiểu ban này hoạt động như thế nào tả viên triệu cho rằng từ bưu muốn loại bỏ cái ban này cười nói hiện tại mọi nơi đều có ban cải cách lẽ nào giang thành chúng ta lại làm một địa phương đặc thù chủ nhiệm ban là mã hoa thành đang bị bệnh cho nên công tác có chút bị đình trệ mà thôi bí thư thị ủy hồng vĩ cơ nói ban cải cách không phải là thành lập chỉ để đó cần phải làm cho thật tốt từ Bưu nói, Mã Hoa Thành có bệnh, nhưng công tác cũng không thể vì thế mà dừng lại, Trương Dương không phải đang là phó chủ nhiệm sao, thanh niên này rất có năng lực, suốt từ lúc bắt đầu công tác tới giờ, hắn cũng thể hiện được bản thân là xuất sắc nhất trong các cán bộ trẻ tuổi. Những lời này cậu Từ Bưu nói ra, mọi người trong thường ủy đều minh bạch, vị chủ nhiệm tổ chức nhân sự này là muốn đẩy Trương Dương lên, hầu như tất cả mọi người đều khẳng định là có người tác động vào Từ Bưu phó thị trưởng Viên Thành Tích nói, Trương Dương còn rất trẻ a. À. Điền Khánh Long lên tiếng, trẻ mới tốt, tuổi trẻ chính là ưu thế. Ta xem cũng nên cân nhắc đề bạt hắn một chút, chức phó chủ nhiệm hiện tại vẫn là cấp khoa, có thể đề thăng lên phó sử cũng được. Tham mưu quân khu Giang Thành Quách Kiến đối với Trương Dương cũng thập phần quen thuộc, biết quan hệ của Nhi Tử và Trương Dương rất tốt, lại càng biết Trương Dương là bạn trai của sở yên nhiên cháu gái của lão tham mưu sở Trấn Nam, tự nhiên là hắn sẽ hết sức giúp đỡ Trương Dương, hắn lên tiếng, đảng ta vẫn để sướng là trẻ hóa cán bộ. Nói vậy có nghĩa là đối với những cán bộ có năng lực, có thành tích cũng nên đặc biệt đề thăng một chút. Tả viên triệu cười nói, hắn mới có 21 tuổi a à. Tương đương. Đại biểu triệu Dương Lâm nói, Tần Thanh 28 tuổi đã là phó thị trưởng một thành phố lớn, 20 tuổi là cán bộ cấp phó xử đã tính là gì? Giang thành chúng ta là một trong những thành phố lớn của tỉnh, Đề bạt cán bộ trẻ có năng lực chính là tích lũy cho tương lai, cần phải tiên phong trong tỉnh. Phó thị trường trẻ nhất xuất thân từ Giang Thành, cán bộ cấp phó sử trẻ nhất cũng là của Giang Thành. Hồng Vĩ cơ nở nụ cười, ta xem về năng lực thì hắn không có vấn đề gì, có nhiệt huyết, có lá gan, thanh niên nhân như thế mới ham mê nhiệt tình công tác. Giang Thành là một thành phố công nghiệp cũ, khó nhất chính là cải cách đổi mới, cứ để cho những cán bộ trẻ với tư tưởng mới thực hiện xem. Lão Từ Vấn đề này ngươi cứ tự xem xét rồi định. Lý Trường Vũ Nguyên bản muốn nói vài câu, nhưng nhìn đa số thường ủy đều tán thành đề bạc Trương Dương, hắn xem chừng không phải nói thèm gì nữa. Trong lòng vừa vui mừng lại vừa có chút xấu hổ, Trương Dương Nguyên bản giúp hắn rất nhiều, nhưng việc này hắn lại chẳng giúp được gì. Trương Dương trở lại Giang Thành, việc đầu tiên hắn nghe thấy là chủ nhiệm Mã Hoa Thành đang bệnh, công tác vì thế mà đình lại, thứ hai là thường ủy đã quyết định công tác của ban cải cách sẽ do hắn chủ trì. Mã Hoa Thành cũng xin rút khỏi ban cải cách, có lẽ cái này cũng là bởi hắn đối với danh tiếng của Trương Dương đã nghe qua, không muốn đứng phía sau làm nền cho Trương Dương nên xin rút lui. Tin tức này Chu Hiểu Vân đã gọi điện báo cho Trương Dương, nàng lập tức đưa ra một số yêu cầu, muốn Trương Dương điều nàng sang ban cải cách, không chỉ có nàng mà còn có vài đồng sự cũ từ Sở Du lịch và Sở Đầu tư như Trần Kiến, Hà Thụ Lôi, Thôi Kiệt. Trương Dương nghe qua cảm giác thấy có chút như kết bè kết đảng vậy hắn dù sao cũng không phải mau đầu tiểu tử, vừa được đảm nhiệm chức vụ mới, thế nào cũng nên phải cẩn trọng một chút, giống chống khua chiên kéo toàn thân tín cũ đi như vậy thật không hay cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên liền gọi Thôi Kiệt về, vì dù sao tiểu tử này cũng mới thôi công tác bên sở đầu tư, còn những người còn lại dự định sẽ tính sau. Hiện tại công tác cũng chưa có gì, không nhất thiết cần nhiều người quá. Trương Dương cúp máy mà trong lòng vẫn suy nghĩ một chút, thật không ngờ chuyện đề thăng lên phó sử lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Cố Giai Đồng và Hồ Nhân sau khi nghe tin này thì đều chúc mừng. Trong mắt Giai Đồng thì cái chức phó sử này cũng chẳng tính là gì, nhưng nhìn người yêu mình có bước tiến trên con đường quan trường, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy vui mừng. Không lâu sau đó Lý Trường Vũ cũng điện thoại tới, hắn trước hết là chúc mừng Trương Dương, sau là cũng đề cập ý tứ là chuyện này này sở dĩ dễ dàng như thế là nhờ phần lớn chủ nhiệm tổ chức nhân sự từ Biu nhắc nhở Trương Dương nên cảm tạ người ta một chút. Trương Dương làm việc vẫn luôn rõ ràng trước sau, đem đó hắn ôm một bình Mao Đài hạ thổ 30 năm đi vào khu đại viện thị ủy, công khai tới tìm chủ nhiệm Từ Bưu. Trước đây Trương Dương chẳng có chút giao tế nào với vị chủ nhiệm tổ chức nhân sự Giang Thành này, căn bản cũng bởi hắn chỉ là một cán bộ cấp khoa nhỏ nhen, chẳng phiền tới Từ Bưu quản lý. Ấn tượng Từ Bưu gây ra cho người ngoài cũng không hảo cảm mấy, người ta gọi hắn bằng một cái biệt hiệu là Hắc diện thần. Cái này không phải là vì hắn thiết diện vô tư mà là khó tiếp xúc với hắn. Lúc Trương Dương tới, từ biu đang tiếp khách, đó là bạn học cũ của hắn, chủ nhà máy rượu Lưu Kim Thành. Lưu Kim Thành mang tới tặng từ biu hai chai thanh giang loại đặc biệt, trong đó đã mở một che A đang ngồi uống. Trương Dương vốn tính để qua bữa tối, thế nhưng không ngờ cả hai vẫn đang ngồi uống rượu. Hắn không biết Lưu Kim Thành, thấy có người lạ, nói chuyện không tiện nên đặt lễ vật xuống rồi nói, từ chủ nhiệm ta mới từ Đông Giang về, có chút đặc sản ở đó mang tặng ngài. ngài đang có khác ta cũng không dám làm phiền. hôm nào sẽ quay lại bái phòng ngài. Từ Biu cười nói, không sao, ngồi lại đi. người nhà cả cùng nhau uống vài chén. chuyện đề cử tín đồ ánh trăng. nếu người ta đã mời thì trương dương cũng không khách khí. Từ Biu bảo người giúp việc chuẩn bị thêm ít món ăn, rồi cười nói với Lưu Kim Thành, người cứ luôn mồm nói cải cách ha hôm nay giới thiệu cho ngươi, đây là Trương Dương chủ nhiệm ban cải cách. Hắn cũng đem Lưu Kim Thành giới thiệu cho Trương Dương. Trương Dương nâng cốc lên kính hai người. Từ Biêu cũng là một kẻ hảo tử, hắn cười nói, ngươi tới trễ A. À. Trước tiên thưởng ngươi hai chén, bề trên trong quan trường nói năng cũng thật hàm xúc A, à, phạt rượu không gọi là phạt mà gọi là thưởng. Trương Dương đối với Từ Biêu cảm kích, hơn nữa đối với hắn mấy chén rượu có là gì. Lưu Kim Thành nhìn Trương Dương cười nói, Trương chủ nhiệm, cảm thấy rượu thế nào? Trương Dương gật gù nói, không sai, hương rượu rất thơm, hẳn là loại hạ thổ hơn 20 năm. Lưu Kim Thành không khỏi làm động tác giơ ngón cái lên. Từ Biêu cười nói, lão đồng học, người nhìn tiểu trương tuy trẻ tuổi, thế nhưng hắn là tiên phong trong sự nghiệp cải cách của Giang Thành. Lưu Kim Thành và Trương Dương song song nở nụ cười. Trương Dương một lần nữa nâng chén rượu lên nói, từ chủ nhiệm, đã sớm nghe ngài có hải lượng, tiếc là trước giờ chưa có cơ hội giao lưu. nào, ta xin kính ngài hai chén. Từ Biu sảng khoái cười nói, chuyện tốt có đôi, hai chén thì hai chén nào. hắn và Trương Dương cạn hai chén, sau đó gắp một miếng lạc bỏ vào miệng. Trương Dương để ý mấy món ăn trên bàn cũng không có món gì sang trọng, chỉ có ít lạc, đậu, cá nhỏ, trứng muối, từ đó có thể thấy được Từ Biu là một người thích uống rượu đơn thuần. có những việc không cần phải nói ra. Tỷ như việc Trương Dương cảm tạ Từ Bưu hắn ghi nhớ ở trong lòng, mặc dù là có thể Trương Bích Quân ở đằng sau đã tác động chính, nhưng người trực tiếp thi hành. Việc này không phải là Lý Trường Vũ có thể làm được ngay mà phải là Từ Bưu. Lưu Kim Thành nói: "Trương chủ nhiệm, ngươi là chủ nhiệm của ban cải cách, sau này hẳn là phải phiền tới ngươi nhiều rồi. Nhà máy rượu của ta liên tục thua lỗ mấy năm rồi, không giấu gì ngươi, ngày hôm nay tới đây tìm lão đồng học cũng cũng là để tìm yếu điểm của chính sách." Trương Dương đương nhiên rất minh bạch, nói là tìm yếu điểm của chính sách, nói trắng ra thì chính là muốn tiền, muốn có lãi. Nhưng với hiện trạng của Giang Thành bây giờ thì quả thật rất khó. Từ Bill nói, công tác của ta là quản lý tổ chức nhân sự, cho nên ta đã nói với ngươi là đừng có làm khó ta. Chủ nhiệm tài chính Giang Thành là Bàng Bân, hắn là kẻ vắt cổ chảy ra nước, muốn xin vay vốn từ hắn, đừng nói là ta, ngay cả phó thị trưởng ra mặt chưa chắc đã được. Trong lòng Lưu Kim Thành thầm nghĩ ngươi là quản lý công tác tổ chức nhớ sự, lẽ nào có kẻ không nể mặt ngươi. Trương Dương đối với tình huống của nhà máy rượu Giang Thành không rõ ràng lắm cho nên cũng không có ý kiến gì. Từ Bưu nói, lão cùng học a, à, không phải ta nói ngươi, nhưng mà tất cả các nhà máy xí nghiệp các ngươi cũng đừng làm cho quốc gia phải khó xử, ngân khố quốc gia đâu phải là cái mỏ vàng không đáy mà cứ thiếu vốn là xin cấp, xin vay. Chính các ngươi là người phải tìm biện pháp chứ a. À. Lưu Kim Thành nói: "Ta vẫn nghĩ biện pháp đó chứ, phẩm chất rượu không thành vấn đề, công nghệ cũng không sao, chủ yếu là thiết bị dây chuyền sản xuất đóng gói cố kỹ, khâu quảng cáo kém, cán bộ lãnh đạo nhà máy chúng ta cũng đã họp bàn về vấn đề này, nhưng không có kinh phí thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi." Nhưng quốc gia cũng không thể quản được hết. Quốc gia còn không quản thì ai quản chúng ta đây?" Trương Dương nói: "Có thể vay vốn từ ngân hàng." Lưu Kim Thành nhìn Trương Dương nói: "Trương chủ nhiệm a, các ngân hàng ta đều nói chuyện qua rồi, nhưng để vay được thì khó lắm a. À. trương dương thầm nghĩ chuyện này xem chừng cũng chỉ có thể xem xét khả năng này. trương dương cũng ngồi ở đó một lúc rồi xin ly khai, lưu kim thanh cũng xin cáo từ, ra tới cửa hắn đem tặng trương dương hai chai thanh giang loại đặc biệt nói là để trương dương nếm thử, sau xin số điện thoại của trương dương, xem chừng là hắn đối với vị chủ nhiệm trẻ tuổi này rất mong chờ đây. căn nhà của lý trường vũ cũng cách chỗ từ bưu không xa. Rời khỏi nhà từ biu, Trương Dương ghé qua nhà Lý Trường Vũ luôn. Hôm nay Cát Xuân Lệ và Tô Lão Thái về quê nên ở nhà chỉ có mỗi Lý Trường Vũ. Gần đây Lý Trường Vũ lại có sở thích nuôi cá, trong phòng khách có một bể thủy tinh lớn, bên trong bể là vài con cá rồng bơi đi bơi lại. Trương Dương tiến lại gần xem một chút, hắn đối với mấy thứ chim cảnh cá cảnh cũng ít nhiều có một chút hứng thú. Lý Trường Vũ ném một con tôm vào bể thế nào? Gặp từ biu chưa? trương dương gật đầu đã tặng hắn ít quà lý trường vũ cười nói hắn là một kẻ thích uống rượu nói xong cầm cái khăn lau tay bảo trương dương ra ghế sofa ngồi trước trương dương cũng chẳng khách khí với hắn ra ghế sofa ngồi rót trà uống xong nói ta còn gặp giám đốc nhà máy rượu giang thành lưu kim thành ở đó ngồi đó nói chuyện cải cách một lúc lý trường vũ cũng nhấp một ngụm trà xong nói sự tình đặc khu kinh tế lần này có ảnh hưởng rất lớn đối với giang thành Trương Dương hỏi, đặc khu kinh tế cấp quốc gia và cấp tỉnh thì có gì khác nhau? Chính sách ưu đãi bất đồng. Trương Dương nở nụ cười, ngài có nghĩ tới việc giả như Giang Thành được trở thành đặc khu kinh tế quốc, sau người ta lại phát hiện ra còn kém phát triển hơn Lam Sơn thì sao? Hơn nữa kể cả là có, thì chính tích cũng không thuộc về ngài. Trương Dương trực tiếp nói ra những lời này, ý tứ của hắn rõ ràng là bây giờ đang là lúc cạnh tranh mấu chốt, nếu thành công thì rõ ràng là bất lợi cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nghiêm mặt nói, Trương Dương, đừng có nói năng và suy nghĩ như thế, lãnh đạo chúng ta phải lo lắng cho lợi ích của nhân dân, của thành phố, chuyện cá nhân phải đặt ở một bên. Trương Dương nói, lần này tả viên triệu cũng đã là tận lực. Nghe nói ở Đông Giang hắn đã tiếp xúc với từng người một trong thường vụ tỉnh. Mà chính ra cũng đã giúp hắn gặp mặt chủ nhiệm ban tuyên giáo Trần Bình Triều. Hắn nói ra điều này ngụ ý chính là việc Lam Sơn được chọn làm đặc khu kinh tế quốc gia không có liên quan gì tới hắn lý trường vũ nói biết ngươi khổ cực nên thị ủy cũng luận công mà thưởng không chỉ đề thăng ngươi lên phó xử mà công tác của bang ải cách cũng hoàn toàn do ngươi phụ trách có người nói ban cải cách chính là một tên khất cái nhà máy xí nghiệp đòi tiền công nhân viên chức đòi tiền tài chính của thành phố mà không chi thì ban cải cách chính xác là thành một tên ăn mày rồi ta như vậy thành bang chủ cái bang a lý trường vũ bật cười ha hả người không muốn thì thôi vậy không ít người nhìn vào cái vị trí này đâu a Trương Dương nói: "Ai phụ trách ban cải cách?" Hắn là hỏi lãnh đạo chủ quản. "Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến, hắn chủ quản công nghiệp, là lãnh đạo trực tiếp của ngươi." Lý Trường Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi a, à, sau này ngươi chính là cán bộ cấp phó xử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giang Thành đó, làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút, ngàn vạn lần đừng quá xung động như trước." "Muốn cải cách, lãnh đạo các ngươi cho ta làm chủ nhiệm thì cũng phải cho ta tiền chứ a." À tài chính không phải là ta quản lý, nếu không thì vấn đề giáo dục cũng không loạn lên như vậy. Những lời này của Lý Trường Vũ là thực sự, bàng bân là thân tín của tả viên triệu, không có lời của tả viên triệu, muốn hắn xuất vốn quả thực rất khó. Trở về biệt thự đã là hơn 11 giờ, cố dài đồng và hồ nhân đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy hắn ôm hai bình rượu về, nàng hỏi có lầm không vậy? Sao bảo ngươi đi tặng lễ mà lại thấy cầm lễ về thế này? Trương Dương đem chuyện kể ra, Hồ Nhân cười nói, xem ra vừa mới nhậm chức đã có khối kẻ luôn nhớ tên ngươi rồi. Trương Dương thở dài, ta ước gì kẻ nhớ tới ta là thần tài đi a, à, chứ mấy kẻ hệ thấy mặt là đòi tiền như thế này quả thật ta sợ lắm. Cố Giai Đồng nói, những xí nghiệp này đều là số nghiệp cũ, khi hiện tại bảo chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường, họ chẳng tìm quốc gia đòi tiền thì biết đòi ai. Hồ Nhân nói, quan điểm cố hữu không phải nói cải cách một hai ngày là xong, cho nên mới cần phải có ban cải cách để có những hành động thực tế hợp lý. Nàng cười nói, xem chừng thời gian tới Giang Thành phải dựa vào ngươi a. Nói xong nàng ngáp dài một cái, các ngươi nói chuyện đi, ta đi ngủ. Lúc Hồ Nhân rời đi, Trương Dương tiến tới ôm cố dài Đồng vào lòng, Giai Đồng đỏ mặt đẩy hắn ra, đừng có hồ đồ, đi tắm đi. Đêm nay không phải chỉ có mình nàng và hắn ở đây, cho nên tự nhiên là có chút lo lắng. Chờ Trương Dương tắm rửa xong, cả hai đều đã về phòng ngủ hắn rón rén đi tới phòng giai đồng thì phòng đã khóa ở bên trong, có chút thất vọng mò sang phòng hồ nhân thì cũng tương tự, hắn không khỏi cảm thán biết vậy thì đã đưa hai nàng về khách sạn. Không phải là trương đại quan nhân không có chìa khóa khác, hay hắn không thể đạp cửa mà vào được, mà chuyện này suy nghĩ lại thì cũng không nên nóng vội, không nên vì ham thích tạm thời mà xúc phạm tới nội tâm mấy hồng nhan chi kỷ này được. Trụ sở của ban cải cách sốt cuộc cũng được xác định, nằm trên tầng 13 của tòa nhà thị chính, hai gian 1304 và 1306. Thôi Kiệt là người đầu tiên được lôi tới dưới trướng của Trương Dương, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là trực điện thoại, đây cũng là nhiệm vụ chuyên môn của hắn lúc còn ở sở du lịch. Trương chủ nhiệm điện thoại. Trương Dương cầm lấy điện thoại. Thanh âm của cố dài đồng vang lên, uy, Trương chủ nhiệm, ban cải cách của ngứa oi chính thức thành lập rồi a. À. Đó là đương nhiên, ta đang muốn tới nhà máy chế biến dược, Trương chủ nhiệm có muốn tới không? chương 200, Nhất Bả Hỏa. Nhà máy sản xuất dược Giang Thành hiện tại đã hoàn toàn ngừng sản xuất, cố giai đồng là nhìn chúng phương tiện cùng điều kiện của nhà máy, lúc Phùng Ái Liên còn đảm nhận vị trí giám đốc nhà máy, tuy rằng có tham ô nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn xây dựng nhà xương khang trang, trang bị máy móc đầy đủ. Cho nên nếu không nói tình hiện trạng kinh doanh thì cơ sở vật chất, phần cứng của nhà máy là không sai, vậy nên mặc dù hiện trạng như thế nhưng vẫn không ít người quan tâm tới nhà máy dược. Về phần phần mềm, bởi vì nhà máy đang lâm vào khốn cảnh, nên đại đa số công nhân viên trước đều đã bỏ đi. Cố Giai Đồng đã không ít lần bàn bạc cùng với phía lãnh đạo thành phố, Cố Giai Đồng muốn tư hữu hóa, bởi nếu tư hữu hóa thì toàn quyền sẽ thuộc về nàng và nàng tin tưởng có thể khiến cho nhà máy nhanh chóng sinh lời. Nhưng vướng mắc then chốt là ở số nợ lương cũ của cán bộ công nhân viên nhà máy, lãnh đạo thành phố cho rằng muốn tư hữu hóa thì phải gánh trách nhiệm xã hội, trong đó là bao gồm cả vấn đề của cán bộ công nhân viên nhà máy. Nếu như nàng không thể giải quyết vấn đề này thì trong quá trình cải cách sẽ bị đẩy theo hướng xã hội hóa, vấn đề của nhà máy sẽ trở thành vấn đề xã hội, đương nhiên lãnh đạo thành phố cũng không mong muốn thấy cái cục diện này. Trong quá trình đàm phán, sở bộ ý kiến của lãnh đạo thành phố là tiếp nhận nhà máy thì không chỉ phải là để nhà máy có thể sinh lợi, đồng thời còn phải tiếp thu toàn bộ công nhân viên trước cuối cùng số nợ cũ. Cố giai đồng khảo sát tỉ mỉ tình huống của nhà máy đã sợ bộ cùng lãnh đạo thành phố đạt thành ước định, do nàng tiếp quản nhà máy, bên ban quốc tư cũng tiến hành thanh nợ. Trong phòng họp nhà máy Dược Giang Thành, một bên là cố giai đồng, một bên là đại diện của nhà máy, cùng với ban quốc tư và ban cải cách trở thành ba phía tham dự cuộc họp. Cố giai đồng là bên mua, nàng chủ yếu là trình bày tư tưởng và phương hướng trong thời gian tới loại bỏ đi những nghi ngờ của phía đại diện nhà máy. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên cố giai đồng, đây là những vấn đề cực kỳ mấu chốt. Hồ Nhân hiện tại là trợ lý của cố giai đồng, nàng phụ trách trả lời các vấn đề này thay cho giai đồng, vấn đề này chúng ta đã tiến hành bàn bạc cùng với lãnh đạo thành phố. Là một doanh nghiệp thành công, ý thức trách nhiệm xã hội, chúng ta tiếp nhận nhà máy dược tuyệt đối không mặc kệ cán bộ công nhân viên của nhà máy. Quan Cảnh Quang nói, trước đây công nhân là người làm chủ, nhưng bây giờ tư hữu thì chúng ta sẽ thành người làm công. Kể cả hiện tại các ngươi có thể thể hiện sự quan tâm, nhưng sau này biết đâu vẫn có thể sa thải chúng ta. Cố Giai Đồng và Hồ Nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó Hồ Nhân đáp, từ kế hoạch tới tiến thành nền kinh tế thị trường là cả một quá trình phức tạp, trong quá trình này quan niệm của mỗi người không ngừng chuyển biến, vấn đề mà ngươi vừa nói ta có thể chia làm hai câu trả lời. Trước kia các ngươi là chủ nhân của nhà máy, cái khái niệm này rất mông lung, nhưng ta có thể đại biểu cho cố tiểu thư hứa hẹn rằng sau này các ngươi vẫn là chủ nhân của nhà máy, chỉ có điều là hình thức thay đổi một chút mà thôi. Về phần thôi giữ chức vụ thì các ngươi có thể nhìn hiện trạng của nhà máy, vốn các ngươi vẫn luôn cho rằng đây là cái bát cơm bằng sắt của mình, chỉ cần đảm bảo đi làm đủ là hàng tháng có thể lĩnh lương về. Nhưng sự thực chứng minh là cái bát sắt ấy cũng không phải là chắc chắn, chúng ta không thể hứa hẹn sẽ giữ nguyên bộ máy cán sự của nhà máy như cũ được, nhưng mỗi người thôi việc đều sẽ có lý do đầy đủ. Tiến hành cải tổ nhà máy một cách rõ ràng và trình tự. Những công nhân không thể thích ứng được với phương thức sản xuất và điều hành mới sẽ bị loại. Thế nhưng còn những người ở lại sẽ vẫn có liên hệ chặt với nhà máy, hưởng lương vài phúc lợi đầy đủ. Hiện ta không thể hứa hẹn được cụ thể sẽ là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ là một con số xứng đáng với công sức mà mỗi người bỏ ra. Hồ Nhân trả lời rõ ràng mạch lạc không có chỗ nào chê được, phía đại diện cho nhà máy cũng vài người yên lặng gật đầu. Cố dài đồng mỉm cười nhìn hồ nhân, quả nhiên là nàng không có chọn sai người, hồ nhân có kinh nghiệm quản lý xuất sắc, khả năng ứng biến cũng rất tốt, để nàng làm trợ lý quả là một lựa chọn chính xác. Làm chủ nhiệm ban cải cách, Trương Dương chính là đại biểu cho hình tượng của cán bộ lãnh đạo Giang Thành, hắn tỏ thái độ nói, mọi người yên tâm, nhà máy dược là nơi cải cách thí điểm, lãnh đạo thành phố rất mực quan tâm, về phương diện chính sách ưu đãi cũng tạo rất nhiều thuận lợi. Cải cách đối với mỗi người đều là mới mẻ, nhưng ta tin tất cả mọi người đều nỗ lực nhất định chúng ta có thể thực thi một cách thuận lợi. Cố gia Đồng cùng hồ nhân trong bụng cười thầm thằng nhãi này để thằng lên phó xử nói năng cũng có một chút phong phạm lãnh đạo rồi a. À. Sau khi họp là các bên cùng đi tham quan nhà máy một chút bởi vì xuất phát từ hiện trạng đã ngừng sản xuất công nhân đã nghỉ làm nên trông nhà máy thập phần tiêu điều. Chủ nhiệm Phùng Vũ Ban Quốc Tư thở dài nhìn mà cứ có cảm giác tài sản quốc gia bị sói mòn. Cố dài đồng nhíu nhíu mày, những lời này nghe thật chẳng lọt tai chút nào, hắn nói thể chẳng phải nhầm vào mình sao. Cố gia đồng nhẹ giọng, cho nên nói cải cách thế nào cũng phải làm, căn bệnh trầm kha khó chữa. Hồ Nhân nói, Ban Quốc Tư giám định tài sản cần phải công bình A, chúng ta cũng đã ước định với lãnh đạo thành phố từ trước, tất cả tính theo chỉ số giá thị trường, nếu như quá lớn thì khỏi bàn nữa. Phùng Vũ nói, số nợ nhà của nhà máy cũng là không nhỏ, Muốn khởi động lại nhà máy cần một lượng tài chính không nhỏ a. À. Cố Gia Đồng dạm nhiên cười, tài chính đối với nàng chẳng tính là cái gì, thu mua lại nhà máy, trả nợ công và nợ tư, sau đó là khôi phục sản xuất, với tài chính của cá nhân nàng thì rất khó, nhưng với quan hệ và danh tiếng của nàng vay một món tiền từ ngân hàng thì không thành vấn đề. Điện thoại của Trương Dương và Cố Gia Đồng đồng thời đổ chuông, Trương Dương đi sang một bên nghe máy, là Lưu Kim Thành điện tới cho hắn. Lưu Kim Thành muốn mời Trương Dương tới nhà máy rượu khảo sát tình hình. Trương Dương cũng biết Lưu Kim Thành hiện đang lâm vào một cục diện khó khăn, ban cải cách vừa thành lập, bản thân mới được thăng chức, Trương Dương cũng muốn có một chút thành tích. Bản thân đang là cán bộ cấp phó sử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giang Thành, nếu như không có một chút chính tích sợ rằng sẽ có những kẻ lời ra tiếng vào. Trương Dương tuy rằng chẳng để ý tới những kẻ đó, nhưng cũng muốn tạo phúc một chút. Trương Dương quyết định hai công tác đầu tiên, một là nhà máy dược, hai là nhà máy rượu. So sánh tình huống mà nói thì hiện trang của nhà máy dược phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này bởi vì có Cố gia đồng mà tiến hành sẽ không gặp trở ngại gì lớn. Quá trình cho tới lúc này có thể nói là thuận lợi, chuẩn bị có thể ký kết hợp đồng chính thức. Mà cái nhà máy rượu hiện tại thiếu chỉ là tiền, Trương Dương cũng minh bạch người ta mới hắn tới là để chứng minh tiềm lực của họ, đã động hắn để giúp bọn họ về mặt tài chính. Ấn tượng của Trương Dương đối với Lưu Kim Thành không sai, đáp ứng hắn ngày mai tới nhà máy. Cúp máy xong hắn quay trở lại bên cạnh cố Giai Đồng, phát hiện thấy biểu tình của Giai Đồng có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi có việc gì sao. Cố Giai Đồng gật đầu, chi nhánh công ty ở Bắc Kinh có chuyện, ta phải lập tức qua xử lý. Nàng quay ra nói với Hồ Nhân, sự tình bên này ta giao cho người toàn quyền xử lý. Hồ Nhân thấy thần sắc của nàng, lại thêm việc bỏ hết công việc tại Giang Thành, lập tức đoán được Nhi nhánh công ty tại Bắc Kinh có chuyện, nàng nhẹ giọng nói, "Cố tổng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt." Trưa hôm đó, phía nhà máy dược mời đi ăn, Trương Dương xin miễn, hắn cũng không muốn để cho người ta nói ra nói vào. Tình huống của phía nhà máy đã không ra gì, đình trệ sản xuất mà lại còn mời cán bộ đi ăn, chuyện này nếu truyền ra ngoài đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, giám đốc Lương Bình chạy theo tặng hắn một cái túi quà trương dương vốn định trả lại nhưng lương bình kia lại đã chạy mất mở ra xem thấy là cái thắt lưng và ví ra nhà máy mặc dù làm ăn không được nhưng quy củ thì không thể phá không chỉ trương dương bên ban quốc tư cũng có phần trương dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu ném ra phía ghế sau trở lại trụ sở ban cải cách một lúc thì hồ nhân tìm hắn căn cứ hiện trạng thì đợi ban quốc tư kiếm kê thanh toán số tài sản của nhà máy dược sẽ tốn thời gian Hồ Nhân nói, ta đã mời hai người có chuyên môn ở Đông Giang tiến hành hạch toán lại một lần nữa, chúng ta không phải là muốn chiếm tiện nghi nhưng cũng không thể cứ hổ đồ mà kẻ khác làm gì thì làm được. Trương Dương cười nói, nếu đã hợp tác thì phải có thành ý, chuyện này ta không tiện hỏi tới. Nhưng các người cứ làm rõ ràng, tài sản rồi các khoản nợ nần, bây giờ tất cả đang nhìn chầm chằm vào nhà máy dược. Hồ Nhân mỉm cười, trong mắt toát ra một tia mị lực, tay bóp vai hắn làm quan đúng thật là, người cuối cùng vẫn là đứng ở phía bên kia a. À. Trương Dương thấp giọng, ta nói nhân tỷ a, à, ta nghẹn cả đêm qua, hỏa lớn lắm a. À. Tối qua cả hai phòng đều khóa trái cửa, hắn thực sự là có phần hơi bức bối. Hồ Nhân nhớ lại tối qua không khỏi mỉm cười, yếu ớt thở dài, dài đồng tỷ giao lại sự việc nhà máy dược ở Giang Thành cho ta, đáng tiếc là ta đối với tình huống nhà máy không rõ ràng cho lắm, Người có quen biết ai rõ ràng tình huống nhà máy dược thì giới thiệu cho ta, ta muốn tìm hiểu kỹ một chút. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới một người, lần trước tới Bệnh viện Nhân dân Giang Thành hắn gặp Hồng Linh, nàng ta từng nói gì của nàng ta là tài vụ của nhà máy dược Giang Thành, vì thế Trương Dương liền gọi điện hẹn nàng ta. Vừa buông điện thoại thì Thôi Kiệt đưa tới một tập văn kiện, văn kiện này là của thị ủy đưa xuống yêu cầu các ban ngành phối hợp chấn chỉnh tình trạng an toàn giao thôi. Trương Dương nhìn tập văn kiện, trong lòng suy nghĩ một chút, nói gì thì mình hiện tại cũng là chủ quản một ban, cũng có quyền triệu tập cuộc họp, bất quá thủ hạ hắn hiện tại cũng mới chỉ có một người là Thôi Kiệt mà thôi. Thôi Kiệt nói, trương chủ nhiệm, mấy đồng sự bên sở du lịch muốn mời ngươi dùng bữa, ngươi xem lúc nào rảnh. Trương Dương cười cười, hắn biết hiện tại mấy cộng sự cũ đều ngóng hắn, nhưng mà hiện tại mới ngồi còn chưa ấm chỗ, động tĩnh lớn quá cũng không phải là tốt, hắn suy nghĩ một chút rồi nói cuối tuần đi, hiện tại công việc cũng bữa bổn quá thôi kiệt gật đầu rồi rời khỏi phòng hồ nhân cười nói xem ra Trương chủ nhiệm của chúng ta cũng rất uy phong a à. phó chủ nhiệm trương dương sửa lại hồ nhân cười nói ta thấy ngươi nên đứng ra giúp phía nhà máy dược một giúp để bọn họ hết lo lắng mấy vấn đề này ta được cái gì ánh mắt trương dương nóng rực nhìn vào bộ ngực cao vút của hồ nhân khuôn mặt của hồ nhân không khỏi đỏ rực lên nàng nhẹ giọng người định lợi dụng chức vụ mà đùa bỡn nữ nhân a à. Trương Dương túm lấy nàng ghi vào lòng, hồ nhân cười khanh khách giấy ra, có hẹn với Hồng Linh rồi mà. Sau đó nhỏ giọng nũng nịu nói, để tối ta dành cho ngươi. Trương Dương nhìn đồng hồ, 6 giờ tối phải về nhà A. Hồ nhân dùng ngón trỏ đẩy chán hắn một cái, ôn nhu nói, định làm cái sự bất chính gì. Trương chủ nhiệm A, người phải biết lấy sự nghiệp làm trọng A. Nên nhớ hồng nhan họa thủy, có không biết bao nhiêu lãnh đạo vì tác phong mà ngã ngựa đó. Trương Dương mỉm cười, kéo nàng ngồi lên hai đùi mình, bàn tay tiến nhập trong váy của nàng. Khuôn mặt Hồ Nhân đỏ rực, đừng có hồ đồ, cửa còn chưa khóa. Trương Dương cười nói, ta nghe được động tĩnh bên ngoài. Cái này cũng không phải hắn khoa trương nhưng mà thực sự là nhĩ lực của hắn cực tốt. Bất quá vừa lúc này nghe thấy có người đi tới, hắn vội buông Hồ Nhân ra, nàng cũng vội chỉnh lại y phục của mình trở lại vị trí mà ngồi. Người tới là Phương Văn Nam hắn lần này tới là hồi báo phó thị trưởng lý trường vũ về tiến độ công trình đường vòng thành phố nghe nói trương dương đã thăng chức lên chủ nhiệm ban cải cách nên ghé quá bái phòng. phương văn nam vừa bước vào phòng thì hồ nhân cũng đứng dậy cáo từ trương chủ nhiệm ta xin phép cáo từ a nàng ta cùng phương văn nam cũng là chỗ quen biết liền chào hỏi một chút rồi mới rời đi phương văn nam đi tới ngồi xuống trước mặt trương dương cười nói trương chủ nhiệm lại đề thăng nữa rồi a Trương Dương cười, cái gì mà để thăng chứ? Đây là ban chuyên ăn xin a. À. Phương Văn Nam bật cười ha hả, hắn liếc mắt nhìn tập văn kiện trên bàn, Trương Dương cầm lấy tập văn kiện đó cất vào ngắn kéo nói cơ mật quốc gia đó a. À. Sắp tới sẽ thắt chặt an toàn giao thông, lái xe cẩn thận a. À. Cái này không liên quan tới ta, ta có tài xế riêng a. À. Phương Văn Nam chợt nhớ tới Hồ Nhân liền thấp giọng hỏi, chấn chỉnh an toàn giao thông lần này với buôn lậu e ở Đông Giang có quan hệ gì a? À? Trương Dương cũng biết Phương Văn Nam là kẻ nhạy bén tin tức, hắn gật đầu nhưng không muốn tiếp tục dây dưa ở cái chủ đề này liền nói, "Phương tổng hôm nhi a à, tìm ta không biết là chuyện gì a?" À. "Chủ yếu là muốn mời ăn dùng bữa, mừng thăng quan a." À. Phương Văn Nam và Trương Dương quan hệ khá tốt, tự nhiên không cố kỵ mà nói. Trương Dương cười nói, "Được thôi, lúc nào, ở đâu, Phương tổng mời thì ta tất nhiên phải tới rồi." "6 giờ tối nay, Ngư Mễ Chi Hương" Trương Dương nhớ tới vừa mới hẹn Hồ Nhân 6 giờ tối ở nhà xong, bất quá xem chừng là kế hoạch phải thay đổi rồi, hắn gật đầu nói tốt. Mời cả Hồ tiểu thư tới luôn a. À. Phương Văn Nam là kẻ tinh tường, qua ánh mắt Trương Dương và Hồ Nhân nhìn nhau hắn cũng đoán được điều gì. Trương Dương sảng khoái đáp ứng. Phương Văn Nam lại nói, vừa rồi ta tìm Lý phó thị trưởng hội báo về tiến độ công trình đường bao thành phố, nhưng mà các khoản chi từ thành phố chậm quá, ta rất nóng ruột a. À. Trương Dương nói, thành phố không có tiền đâu, hơn nữa chuyện này Lý Trường Vũ cũng không quản được, chủ nhiệm tài chính thành phố là Bàng Bân, hắn là thân tín của tả thị trường. Phương Văn Nam cười khổ, tả thị trường ta cũng tìm rồi, Hồng Bí Thư cũng vậy, nhưng đều nhận được câu trả lời là ngân sách thành phố đang rất căng thẳng, nếu có sẽ nhanh chóng cấp xuống. Nhưng lại yêu cầu ta tiến độ không được chậm trễ, như vậy thật là làm khó người ta quá mà. Trương Dương cười nói, bọn họ đều là một đám giảo hoạt, công phu tay không bắt sói cao lắm a à. phương văn nam cũng cười hắn đứng dậy nói buổi tối ta cũng an bài mấy người bên phía ngân hàng tô tiểu hồng sẽ chiếu cố cho ngươi muốn mời ai thì cứ tự nhiên a à. đêm đó ngoại trừ hồ nhân trương dương gọi thêm khương lượng tiểu tử này hiện tại cũng đã là phó cục phân khu khai phát còn có hai huynh đệ quách trí hàng và quách trí cường như văn cường vừa vặn cũng đang ở giang thành liền tới góp mặt ngoài ra còn có đệ đệ của tô tiểu hồng là tô cường Ngựa oi này lúc trước Trương Dương cũng từng uống rượu cùng hắn ở Thủy Tinh Các, nhưng lúc này trên đó Phương Văn Nam đang mở tiệc chiêu đãi giám đốc chi nhánh ngân hàng kiến quốc tại Giang thành Hàn Đông Hòa. Quách trí Cường không nhịn được nói, mấy người này cũng thật là uy phong quá ha. Tô Cường nói, Phương Tổng đang cần tiền mà, những người này ở đây đều là thần tài, trăm vạn lần không nên đắc tội. như Văn Cường nói, ngân hàng là một đơn vị đặc thù, lãnh đạo thành phố cũng khó quản được họ. Hồ Nhân gật đầu nói, hiện tại tất cả các ngân hàng xem xét cho vay đều rất nghiêm ngặt, nếu không có khả năng thanh nợ sẽ lập tức bị siết nợ, nhưng nếu là nhà máy xí nghiệp nhà nước thì lại có chút phức tạp khác. Quách Chí Hàng nói, cải cách là chuyện tốt, nhưng kèm theo đó chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những cái rắc rối. Ngưu Văn Cường cười nói, cái đó thì có gì kỳ quái đâu. Tiểu Thâu đi trộm muốn nhẹ tội thì hối lộ cảnh sát, tiểu thương hối hộ thuế vụ, nguyên cáo bị cáo hối lộ quan tòa. Trương Dương cười cười hắn không khỏi nhớ tới chính mình cũng tặng từ biêu hai bình mao đài tuy rằng là hậu tạ sao nhưng mà về cơ bản vẫn là quả cắp biếu xén khương lượng cười mắng nghe người nói ta thấy xã hội chẳng có một điểm quang minh chính đại nào a à. quách trí cường nói ta xem như văn cường nói xong không sai đâu trương dương nâng chén rượu lên nào quên đi nói mấy chuyện này làm gì uống nào tô cường nói đúng thế hôm nay là tiệc mừng trương ca thăng quan a không nên nói mấy chuyện này mọi người bắt đầu lần lượt chúc rượu trương dương tâm tình hắn đang rất tốt ai chúc tới cũng không cự tuyệt bọn họ uống một lúc mới thấy phương văn nam đi tới nhìn mặt hắn cười miễn cường cũng đoán chừng là sự tình không được thuận lợi cho lắm rồi hồ nhân không muốn trương dương uống nhiều ngồi bên cạnh lặng lẽ đá đá vào chân hắn trương dương nhớ tới hẹn tối nay với nàng liền ra bộ nói ngày mai còn có công việc đêm nay cũng không nên uống nhiều quá a à. Phương Văn Nam nói, ta còn đang muốn tới Hoàng gia hát hò nữa cơ. Trương Dương cười nói, ta xem là tối nay người cùng tô quản lý cũng không có tâm trạng đâu a, à, để hôm khác đi. Như Văn Cường và Quách Trí Cường đều là mấy tên ham vui, nghe Trương Dương nói vậy có chút hơi thất vọng. Trương Dương thấy thái độ của mấy người chỉ cười cười nói, uống ít thôi, sắp tới đây tình hình an toàn giao thông sẽ thắt chặt, sau khi uống rượu mà lái xe là bị phạt nặng đó. Phương Văn Nam cười nói, uống thêm nữa đi, ta hạ giá phòng nghỉ luôn không cần phải về. Ở đây có Khương Lượng là kẻ tinh minh, hắn cũng nhìn ra Trương Dương và Hồ Nhân hẳn là có gì đó với nhau. Trong lòng ngẫm nghĩ tiểu tử Trương Dương kia cũng thật là có tài a, à, thế nào cứ vài bữa gặp lại là lại thấy đi cùng một người khác. Hồ Nhân mở mắt, nhìn Trương Dương nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, khóe không không khỏi lộ ra một nụ cười mê người, nàng vòng tay ôm lấy hắn, cặp nhũ phong trăng như bạch ngọc áp chặt vào người hắn tới biến dạng, thổi một hơi khẽ vào tay hắn. Trương Dương mở mắt, thấy trời đã sáng, quay sang hôn hồ nhân một cái, tiểu đệ để cứng và nóng rực áp sát vào thân thể hồ nhân. Thanh âm hồ nhân the thế lên, tha cho ta, từ sau ta không trêu chọc ngươi nữa. Trương Dương cười nói, lần này nhất định phải cho ngươi nhận thức sâu sắc, nghiêm khắc trừng phạt và kiểm điểm mới được. Hồ nhân nũng điệu nói, đã kiểm điểm tới 5 lần rồi mà vẫn chưa đủ chắc. Lúc này điện thoại của nàng đổ chuông, nhìn lại thì là số của cố giai đồng gọi tới, Nàng hướng Trương Dương ra hiệu im lặng rồi mới nghe máy, "Cố tổng." "Cố gia đồng hỏi tình hình của nhà máy dược Giang Thành tiến triển tới đâu, Hồ nhân nói ngày hôm nay gặp gì của Hồng Linh một chút, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa trước khi đưa ra quyết định." Lúc Hồ nhân nói chuyện, tiểu tử Trương Dương này cũng không có chịu ngồi yên, hắn lập tức hành động, chỉ vài động tác thôi là hô hấp của Hồ nhân đã gấp gáp lên, tuy rằng nàng cố gắng chế trụ nhưng thanh âm vẫn có chút biến dạng. Cố gia đồng là người tâm tư tinh tế, lập tức cảm nhận được hồ nhân có chút sau, cố ý hỏi, người khó chịu trong người A. À? Hồ nhân ừ một tiếng, vừa lúc này điện thoại của Trương Dương đổ một hồi chuông xong lập tức ngắt luôn. Đây là do cố dài đồng dùng máy điện thoại bàn gọi tới, nghe thấy tiếng chuông vang vào máy hồ nhân, nàng lập tức đoán được hai người đang ở cạnh nhau và đang làm gì. Bất quá dài đồng cũng không có nổi giận, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy người cứ nghỉ trước đi, có gì nói sau. Sau đó lập tức cúp máy hồ nhân và trương dương đều minh bạch cố giai đồng khẳng định đoán được hai người đang làm gì khuôn mặt hồ nhân đỏ rực hỗn đản đại hỗn đản giai đồng biết thì phải làm sao a à? trương dương cười hì hì cùng lắm là trách người ăn vụng thôi hồ nhân ôm lấy hắn hung hắn cắn vào cổ hắn nói cho ngươi một vết xem ngươi thế nào gặp người ngoài a à? nhà máy rượu giang thành cũng là một xí nghiệp nổi danh trong thành phố khoảng những năm 80 phát triển rất thịnh nhưng theo thời gian trôi đi Trang thiết bị dần lạc hậu, vô luận là chất lượng hay sản lượng đều không đáp ứng kịp nhu cầu thời đại. Hiệu quả và lợi ích mang lại cũng giảm dần, những năm gần đây bắt đầu xuất hiện lỗ. Giám đốc nhà máy Lưu Kim Thành cũng là một người có lòng với công việc, để xoay sở với tình huống hiện tại, hắn thành lập một nhóm cán bộ trẻ có năng lực của nhà máy chuyên trách cải tiến kỹ thuật, cũng xuất ra không ít những ý kiến hay ho, nhưng vẫn là vấn đề thiếu kinh phí thực hiện. Trương Dương cùng Thôi Kiệt đi khảo sát sơ bộ tình huống nhà máy sản xuất rượu rất hài lòng, các phương án cải tổ mà Lưu Kim Thành đưa ra cũng tốt, thái độ làm người của con người này cũng thập phần ngay thẳng, hắn thẳng thắn đưa ý kiến muốn ban cải cách bảo lãnh cho nhà máy được vay vốn ngân hàng. Trương Dương nói, căn cứ theo hiện trạng và phương án thì ta thấy thập phần khả thi a, à. các ngân hàng hẳn là không có lý do để không cho các ngươi vay a. À. Lưu Kim Thành cười khổ nói, Trương chủ nhiệm, người không biết rồi a, à, chỗ nào ta cũng tới rồi chạy dã cả chân, nói vã cả mồm nhưng vẫn không ăn thua. Những doanh nghiệp nhà nước như chúng ta không thể so với những doanh nghiệp tư nhân được, vì có rất nhiều điều ước thúc, làm việc khó tránh khỏi bị ràng buộc chân tay. Ta vừa mới tiếp nhân công tác, cũng có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, có nhiều chuyện khó thực hiện, nhưng ban cải cách chúng ta tồn tại chính là vì để cải cách bộ máy sản xuất, cải biến diện mạo ngành kinh tế Giang Thành. Như vậy đi, việc này ta sẽ báo cáo với phó thị trưởng để hắn liên hệ với phía ngân hàng xem sao. Lưu Kim Thành gật đầu liên tục, lúc Trương Dương rời đi, hắn đưa biếu Trương Dương hai chai rượu. Dư. Trương Dương cũng không từ chối, dù sao đây cũng là nhà máy rượu, rượu đối với bọn họ có tính là gì. Trương Dương sau khi về, tìm tới phó thị trưởng chủ quản mảng công nghiệp là Nghiêm Tân Kiến, đem sự tình của nhà máy dược và nhà máy rượu báo cáo với hắn. Nói chung là sau khi cân nhắc Nghiêm Tân Kiến cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp để lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phía nhà máy và phía ngân hàng gặp gỡ lẫn nhau. Danh sách xí nghiệp là do ban cải cách quyết định, cho nên đương nhiên Trương Dương cho người nhà lên đâu, Hồ Nhân đại diện cho phía nhà máy dược, Lưu Kim Thành đại biểu cho nhà máy rượu, cả phía phương văn Nam Trương Dương cũng cho luôn vào danh sách. Phía ngân hàng thì có đại diện của ba ngân hàng, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Quốc gia, Ngân hàng Kiến quốc, Ngân hàng Công thương Quốc gia. Lúc mọi người tới đông đủ, Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến bắt đầu một tràng phát biểu, "Ngày hôm nay ta đại diện cho lãnh đạo thành phố mời các vị tới đây là muốn các vị trực tiếp gặp mặt lẫn nhau. Chúng ta đều là người Giang Thành, sống và công tác ở Giang Thành, nhưng ngày thường vì mỗi người một công một việc nên muốn gặp nhau cũng không dễ dàng a." À. Mọi người nghe xong đều nở một nụ cười, Trường Dương vốn chưa tiếp xúc với vị phó thị trưởng này nhiều, nhưng nghe nói qua là hắn rất thích nói, nói rất nhiều, nhưng làm được thì ít trong các vị lãnh đạo của Giang Thành thì có thể nói vị trí của người này rất nửa vời. Nghiêm Tân Kiến nói xong, Trương Dương Thân là chủ nhiệm ban cải cách cũng lên tiếng, xin chào mọi người. Mọi người ở đây chắc có người biết, nhưng cũng có người không biết ta. Ta xin tự giữ oi thiệu là Trương Dương chủ nhiệm ban cải cách vừa mới được thành lập. Ban cải cách A một cái ban ăn xin mà, xí nghiệp tìm ta đòi tiền, ta lại tìm lãnh đạo đòi tiền, hắn nói tới đây thì cả phòng bật cười trương dương cười nói nhưng các vị không phải sợ hay lo lắng gì nhất là mấy vị tới từ phía ngân hàng a ta mời các vị tới đây là để bàn mưu tính kế bất quá ta không phải là diễn viên chính mà là các vị xí nghiệp đây còn các người là ban giám khảo a mọi người cứ công bình trương dương nói tuy rằng không nhiều nhưng trong mỗi câu nói đều hàm xúc rõ ràng phó thị trưởng nghiêm tân kiến không khỏi nhìn hắn mỉm cười xem ra tiểu tử này không phải là chỉ có hư danh tuổi còn trẻ như thế mà đạt tới được vị trí này cũng có chút năng lực. Kỳ thực những cuộc gặp gỡ thế này không phải hắn chưa từng tổ chức, nhưng tác dụng hầu như rất ít. Mấy vị lãnh đạo ngân hàng đều minh bạch, đây là ngài phó thị trưởng tổ chức tìm tới họ để đòi tiền. Kỳ thực cũng không phải họ chưa từng tiếp xúc với đại diện phía kia. Cố giai đồng đã từng tìm tới phía ngân hàng nông nghiệp, cho nên hai bên đã sớm đạt thành ước định, sơ bộ cũng cho vay khoảng 1.000 vạn. Phương Văn Nam thì cũng đã tiếp xúc với ngân hàng kiến quốc, vốn cũng không khả quan lắm là mấy, nhưng hôm nay có sự thúc đẩy của lãnh đạo thành phố, nên cũng đồng ý sẽ cho vay ngắn hạn khoảng 1 tới 2 ngàn vạn. Phiền phức chỉ có phía ngân hàng công thương và phía nhà máy rượu. Giám đốc ngân hàng Hạ Trường Quân chỉ đáp ứng cho vay 200 vạn, tuyệt không đồng ý chi hơn con số đó. 200 vạn đối với Lưu Kim Thành mà nói căn bản không có tác dụng là mấy, Vấn đề chính nhất của nhà máy rượu đó chính là quy mô sản xuất và khâu quảng cáo cho nên mới bức thiết tài chính lớn như vậy. Chưa kể tới đầu tư đổi mới trang thiết bị, chỉ riêng việc mở rộng sản xuất cũng đã tốn không ít rồi. Lưu Kim Thành nhìn phó thị trường nghiêm tân kiến với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Bất quá với nghiêm tân kiến mà nói, cái này chỉ là nhiệm vụ, còn cụ thể chi tiết hắn chẳng muốn can thiệp. Nhưng Trương Dương thì khác, sự tình hôm nay là chủ trì là ban cải cách hắn. Hạ Trường Quân kia căn bản không không thèm để chút mặt mũi nào cho ban cải cách A. Trương Dương nói: Hạ Giám đốc, ta xem dù sao chúng ta cũng là người Giang Thành, giúp đỡ nhà máy địa phương cũng chính là đóng góp vào sự phát triển của thành phố mà. Hơn nữa đối với ngân hàng đâu có tổn hại gì, người xem có thể cho họ vay một ngàn vạn được không a? Hạ Trường Quân đối với vị chủ nhiệm trẻ này cũng nghe nói qua, bất quá hắn cho rằng mấy tin đồn thổi có mấy tin là thật hơn nữa chỉ bằng vào một câu nói của một tên tiểu tử mà ta phải xuất ra một ngàn vạn A. À. Người nghĩ ngươi là ai? Tới phó thị trưởng ra mặt còn còn khó A. À. Ngân hàng công thương là thuộc về tỉnh quản lý, nào tới một tên chủ nhiệm nhỏ nhoi hoa chân múa tay. Hạ trường quân cười cười, 200 vạn là hạn ngạch tối đa rồi A. À. Trương chủ nhiệm, ngân hàng chúng ta cũng đang khó khăn lắm, hơn nữa tiền cũng không phải do ta có thể quyết định. Trương Dương nghe những lời này của hắn thì trong lòng nổi giận, người đã không thèm nể mặt ta thì ta cũng cần gì phải khách khí với ngươi. hắn cười lạnh, ngươi là giám đốc chi nhánh một thành phố mà ngay cả chuyện cho doanh nghiệp trong thành phố vay một ngàn vạn cũng không quyết định được. ta xem hay là ngươi nhường cho người khác làm đi. những lời này của trương đại quan nhân quả thực là hết sức kiêu ngạo. mọi người ở đây không nói gì mà đều chú ý vào hai người. tiểu trương chủ nhiệm này đúng thật là như lời đồn, vô cùng sung động a. À. Hạ Trường Quân mỉm cười nói, khẩu khí của Trương chủ nhiệm ghê gớm thật. Ngươi cho rằng ngân hàng là cái gì? Khác nghề như cách nói, lúc rảnh rỗi thì nên tìm hiểu mọi chuyện kỹ một chút. Những lời này của hắn chính là muốn giáo huấn Trương Dương. Lưu Kim Thanh thấy Trương Dương và Hạ Trường Quân căng thẳng vậy, trong lòng lo lắng việc đổ bể, vội cười nói, chuyện này hôm nay đến đây vậy, để hôm khác. Trương Dương nhìn thẳng vào mặt Hạ Trường Quân, để sau làm gì? Hôm nay nhân tiện đầy đủ mọi người thì cứ nói cho rõ ràng. Ta thật không rõ, ngân hàng các ngươi là chi nhánh tại Giang Thành, chẳng phải là tích trữ tiền của nhân dân, của doanh nghiệp Giang Thành sao? Lúc có tiền thì các ngươi mừng rỡ như điên, còn lúc người ta cần vay thì làm làm giá. Hạ Trường Quân nói, "Trương phó chủ nhiệm, bất luận đơn vị nào cũng có điều lệ rõ ràng, người thân là cán bộ quốc gia phải hiểu rõ chứ." Nghiêm Tân kiến thấy tình huống không ổn, đứng dậy cười nói: mọi việc đều là vì sự phát triển của Giang Thành, đều có thể thương lượng A. À. Trương Dương vẫn nhìn thằng Hạ Trường Quân, ta chỉ hỏi một câu, người có cho vay hay không? Hạ Trường Quân thấy hắn như thế trong lòng cũng có chút bất an, thế nhưng vẫn mạnh miệng có, 200 vạn không hơn. 1.500 vạn hoặc là thôi. Hạ Trường Quân trước gì chưa bao giờ gặp một loại nhân vật nào như thế này, hắn cũng nổi giận thôi thì thôi. Đây là cái thái độ công tác gì vậy? Ta nói cho người biết, ngân hàng các ở đâu thì phải có trách nhiệm gắn với nơi đó. Không cho vay, tốt, vậy người tốt nhất đừng có ở đây nữa. Hạ trường quân giận tới run người, người nghĩ ngươi là ai? Giang thành là của ngươi chắc, thằng nhãi này quả thật là tác phong vô cùng lưu manh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 200 Trừ 83.505 đến 954.978